chương 1811 phút Một quyền giáng xuống, mạnh như xích đồng long lân cấp bậc huyền tôn mà thân thể cũng bị đánh nổ, huyết nhục văng ra đầy trời. Quân tiêu giao lại tung ra duy nhất hắc động, cứ như một cái miệng khổng lồ cắn nuốt luyện hóa tất cả, cũng luyện hóa cả huyết nhục của xích đồng long lân. Bởi vì hàng năm vây quanh bán tiên dược, cho nên huyết nhục tinh khí của xích đồng long lân cũng cực kỳ hồn hậu. Hiện tại quân tiêu giao sắp sửa đột phá, mỗi nhỏ mấy cũng là thịt, tất nhiên không thể lãng phí. Sau khi diệt sát xích đồng long lân, quân tiêu giao bước vào hư không, bắt đầu quay trở về. Bên này, Liễu Quỳnh Yên đã có được lưu kim tuế nguyệt, tâm tình cực kỳ sung sướng. Mà kế tiếp, nàng muốn hội hợp với hung vương, sau đó đi tìm kiếm hỗn nguyên kim đấu. Khương Lạc Ly, đấu với ta à, ngươi còn quá non. Còn quân tiêu giao kia dù không chết thì cũng bị xích đồng long lân đánh bị thương nặng. Thật là đáng tiếc, rõ ràng là tiểu thịt tươi tươi mới ngon miệng, ngặt nổi lại tự đại, không coi ai ra gì như thế. Liễu Quỳnh Yên khẽ lắc đầu. Nói thật, vẻ ngoài và khí chất của quân tiêu giao thật sự quá phù hợp khẩu vị của nàng ta, chỉ tiếc quá tự cao tự đại. Mà ngay lúc Liễu Quỳnh Yên lẩm bẩm tự nói, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, à, thì ra trong mắt Liễu cô nương, quân mỗ chính là người như vậy. Nghe thấy giọng nói này, Liễu Quỳnh Yên hơi trợn đôi mắt lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe thấy giọng nói này, thậm chí Liễu Quỳnh Yên còn cho rằng mình gặp ảo giác. Trong tầm mắt phương xa, một bóng người bạch y không dính hạt bụi đạc không mà đến. Quần áo sạch sẽ, không dính bụi trần. Căn bản không giống dáng vẻ như vừa trải qua đại chiến. Quân tiêu giao, ngươi. Sao lại? Liễu Quỳnh Yên cũng hơi ngơ ra, trong nhất thời không thể tự hỏi. Không phải quân tiêu giao đi hấp dẫn xích đồng long lân sao? Mặc dù hắn có năng lực chiến đấu với xích đồng long lân, nhưng cũng không có khả năng ném xuống nhanh như vậy được đúng không? Hơn nữa thấy cả người quân tiêu giao không dính hạt bụi, càng là không có chút chật vật nào, căn bản không giống như vừa đánh nhau với xích đồng long lân. Cho nên Liễu Quỳnh Yên thật sự rất hoang mang. Quân tiêu giao, làm sao ngươi cắt đuôi được xích đồng long lân? Liễu Quỳnh Yên cắn môi mà hỏi. Nàng thật sự không rõ, dù thế nào xích đồng long lân cũng là dị thú cấp bậc huyền tôn, không có khả năng dễ dàng bị ném xuống như vậy. Nếu không lưu kim tuế nguyệt đã sớm bị các thiên kiêu khác lấy đi rồi. Hiện tại nàng cảm thấy có chút phiền phức. Ném xuống. Cần thiết hay sao? Quân tiêu giao nói. Hừm. Vậy ngươi. Liễu Quỳnh Yên vừa muốn nói gì thì đột nhiên một giật mình. Phản ứng lại, đồng tử chợt co rụt lại. Ý của ngươi là. Liễu Quỳnh Yên quả thực không thể tin được. Hàm ý trong câu nói của quân tiêu giao đã thực rõ ràng. Còn xích đồng long lân kia đã bị hắn chém giết. Liễu Quỳnh Yên theo bản năng cảm thấy. Đây là chuyện không có khả năng. Huyền tôn nhân loại bình thường muốn chấn áp dị thú cấp bậc huyền tôn cũng thực phiền toái, sao quân tiêu giao có thể làm được nhưng lấy thân phận của quân tiêu dao cũng không cần thiết nói dối hơn nữa xem vẻ mặt bình đạm đến cực điểm của quân tiêu dao căn bản không giống như nói dối nhưng điều làm liễu quỳnh yên khiếp sợ không phải quân tiêu dao có thể chém giết xích đồng long lân mà là quần áo của quân tiêu dao không dính bụi trần nhìn không có dấu vết chiến đấu nào càng không có dấu hiệu bị thương nói cách khác rất có thể quân tiêu dao đã dứt khoát lưu loát mà giải quyết xích đồng long lân trong thời gian ngắn đây là thực lực như thế nào chỉ sợ đổi thành vương diễn cũng không làm được. Liễu Quỳnh Yên lại nghĩ tới hung vương, nhìn thời gian thì hung vương cũng sắp tới hợp mặt với nàng. Nhưng nếu chiến lực chân thật của quân tiêu giao thật sự khủng bố, như thế thì đừng nói là hung vương, cho dù là lão nhị hỗn vương, thậm chí là lão đại thao vương. Trong tứ tiểu vương của thú quật cũng chưa chắc là đối thủ của quân tiêu giao. Sao như vậy được, sao hắn lại mạnh đến mức độ này? Trong lòng Liễu Quỳnh Yên vừa đố kỵ lại thầm hận, hận chính là quân tiêu giao xuất hiện hoàn toàn quấy dày cục diện tất thắng của nàng ta. Đố kỵ chính là, một nam tử thực lực cường đại, vẻ ngoài lại siêu cao tuyệt thế lại là nam nhân của Khương Lạc Ly. Trong đầu Liễu Quỳnh Yên bỗng hiện lên một tia linh quang. Không đúng, vì sao hắn chỉ có thể là nam nhân của Khương Lạc Ly? Liễu Quỳnh Yên tự hỏi mình tuyệt đối không kém Khương Lạc Ly ở mọi phương diện. Khương Lạc Ly có chân dài 1 m tám như nàng ta không? Có quyến rũ gợi cảm như nàng không? Vẻ đáng yêu không đáng một đồng trước mặt gợi cảm ở phương diện mị lực, liễu quỳnh yên có tự tin này, bằng không sẽ không có nhiều giống được quỳ gối dưới làn váy của nàng ta như vậy. tự chủ động hay là muốn ta ra tay? quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn liễu quỳnh yên, trên mặt liễu quỳnh yên hiện lên một nụ cười quyến rũ. quân công tử, ngươi nói lời này là có ý gì? giao ra, lưu kim tuế nguyệt, quân tiêu giao cũng không vội, hắn biết lấy thân phận thực lực của vân thiên lại và khương lạc ly, thì sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì, cũng không có khả năng có người dám thật sự thương tổn hai người họ. Ở tổ địa Tiên Lăng, Quân công tử, kỳ thật chúng ta có thể tìm một nơi im lặng không người để thâm nhập giao lưu một phen, không cần thiết đối địch như thế. Mặt khác, người ta đã sớm nghe đến đại danh của Quân công tử, trước đó nhìn thấy còn kinh ngạc như gặp được thiên nhân, không nghĩ tới trên đời này còn có nhân vật phong tư tuyệt thế như Quân công tử. Liễu Quỳnh Yên mị hoặc cười nhạt, nhưng nàng nói lời này cũng là sự thật. Bỏ qua những mặt khác không bàn đến, diện mạo của Quân Tiêu giao thật sự khiến nàng có chút rung động. Mỹ nam tử cũng giống như Mỹ nữ, đều là một loại vũ khí sắc bén giết người. Xin lỗi, ta không có hứng thú nói thêm cái gì với Hải Vương. Quân tiêu giao lạnh nhạt nói. Hải Vương, Liễu Quỳnh Yên nghi hoặc, chính là người nuôi cá. Quân tiêu giao nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Liễu Quỳnh Yên lập tức sáng tỏ, ý là nàng có rất nhiều tùy tùng, thần dân dưới làn váy. Liễu Quỳnh Yên cười duyên một tiếng rồi nói, ta cũng nghe nói, Bên cạnh quân công tử cũng có mỹ nữ như mây, đào hoa không ngừng nở. Nói như vậy, chẳng phải quân công tử lai là hải vương chi vương. Quân tiêu giao nhất thời sửng sốt, lần đầu tiên phát hiện mình không phản bác được. Có vẻ nàng nói cũng không sai. Khụ, đừng nói những chuyện đó, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang âm thầm thúc giục nguyên thần mị hoặc chi thuật sao. Quân tiêu giao nói sang chuyện khác. Vậy quân công tử có thích dáng vẻ này của người ta hay không? Liễu Quỳnh Yên nâng đôi chân thon dài trắng nõn lên, tới gần quân tiêu dao Ánh mắt Quân Tiêu Dao quét qua, cả hắn cũng không thể không thừa nhận, Liễu Quỳnh Yên thật sự có vốn luyến để trở thành hải vương. Chỉ xét đến cặp chân tuyệt đẹp này thôi, trong những nữ tử Quân Tiêu Dao gặp qua, chỉ có Nhan Như Mộng có thể sánh bằng. Đương nhiên, không phải nói chân những nữ tử khác không xinh đẹp, chỉ là nữ tử khác nhau sẽ có đặc điểm bất đồng. Mà đôi chân trắng nõn thon dài dị thường chính là đặc điểm của Nhan Như Mộng và Liễu Quỳnh Yên. Nhìn thấy ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại trên đùi mình, Liễu Quỳnh Yên không những không có ngượng ngùng, ngược lại còn rất ái muội mà gần sát quân tiêu giao. Môi đỏ khẽ mở, nhà khí như lan, người ta có điểm nào không bằng Khương Lạc Ly sao, là dáng người hay chân của nàng ta đẹp hơn ta. Vẻ mặt của quân tiêu giao vẫn rất tự nhiên, hắn luôn dùng ánh mắt thưởng thức đối đãi với mỹ nữ. Dù sao thưởng thức mỹ lệ là thiên tính của nam nhân. Nhưng nếu muốn nhiễu loạn mê hoặc tâm thần của hắn thì có chút buồn cười. Mà ngay vào lúc không khí trở nên mập mờ, bỗng nhiên, một tiếng quát bạo nội như sấm sét vang lên. Quân tiêu giao, ngươi tự tìm đường chết. Phía chân trời nơi xa, một bóng người tràn ngập hung khí bắn đến. Tóc đen xóa tung, ánh mắt màu xanh đậm phụt ra hung mang. Sau lưng mọc một đôi cánh đầy gai xương màu trắng, cánh thú vỗ mạnh, uy áp tràn ngập đó chính là hung vương. Hắn ta nhìn thấy Liễu Quỳnh Yên dùng thân thể mềm mại kề sát vào quân tiêu dao, trong đôi mắt xanh lẻ tràn ngập tơ máu. Hắn theo đuổi Liễu Quỳnh Yên, lâu như vậy mà nàng ta vẫn luôn duy trì khoảng cách lễ phép với hắn. Kết quả hiện tại lại thấy được cảnh tượng này, Hiện tại Liễu Quỳnh Yên không phải nữ nhân của Hung Vương, nhưng Hung Vương lại có cảm giác mình bị cắm sừng. Liễu Quỳnh Yên thấy thế thì đôi mắt chợt lóe, bỗng lui nhanh khỏi Quân Tiêu Giao, đồng thời nói: "Hung Vương, quấn lấy hắn, ta đã có được bán tiên dược, lúc sau sẽ chia nhau." Liễu Quỳnh Yên lại muốn bỏ chạy. Quân Tiêu Giao chỉ nhìn thoáng qua, không có động tĩnh gì. "Quân Tiêu Giao, nơi này là cửu thiên, không phải chỗ để tiểu bạch kiểm như ngươi có thể thể hiện." Cả người Hung Vương dâng trào khí tức thần ma, trong mắt hắn ta trừ gương mặt này ra thì quân tiêu giao còn có gì đáng để kiêu ngạo Ngu xuẩn. quân tiêu giao trực tiếp tung ra một trưởng đàn áp về hướng hung vương nhìn thấy một trưởng bị quân tiêu giao che đậy đang lao tới hung vương cũng thét một tiếng thật dài khí tức hung ác phun trào gã giống như một mặt trời màu đen ma mà diễm cháy khắp cơ thể và chạm với quân tiêu giao bàn tay của quân tiêu giao giống như là bầu trời lật ngược nhìn thấy rõ từng đường vân tay với khí huyết sáng chói lượn lờ Ừm cả hai va vào nhau, giống như hai con thú khổng lồ đang giao chiến ác liệt. Hung vương thì chẳng có gì phải bàn, bởi vì gã vốn chính là thiên kiêu của thái cổ đại hung nhất mạch. Còn quân tiêu giao thì có dáng người cao gầy, trông còn hơi ốm yếu, thế nhưng hắn phất tay một cái là càn khôn đảo ngược, những ngọn núi khổng lồ lơ lửng xung quanh cũng bị đánh vỡ không ít. Đáng chết, cơ thể của hắn biến thái đến vậy à? Hung vương bị đẩy lùi về sau, khí huyết toàn thân sôi trào. Thái cổ đại hung nhất mạch của bọn họ chú trọng tiến hóa cơ thể, có thể nói là chỉ so sánh thân thể, bọn họ vượt xa những thiên kiêu khác một khúc. Kết quả là khi đối đầu với một tu sĩ nhân tộc như quân tiêu giao, cơ thể của bọn họ lại không chiếm được chút ưu thế nào. Lại đến nữa, quân tiêu giao nắm tay thành quyền, thi triển một loạt thần thông. Đó đều là tán thủ thuộc chiến thần đồ lục, chẳng hạn như chiến bi thủ, bàn sơn ấn, trích tinh thủ, hư không chấn. Mỗi một quyền đều đánh vỡ trời cao, giống như khiến tinh hà treo ngược, khiến khí thế nơi đây đều sôi trào quân tiêu dao đừng ngang ngược hung vương gần như là bị đè lên đánh hơn nữa gã còn có thể cảm nhận được quân tiêu dao xem gã như bao cát để luyện tập hung vương thét lên thi triển thần thông hung thú cắm rễ sâu trong huyết mạch của bản thân cùng kỳ phệ giới nghiêng trời lệch đất ánh sáng đen kịt tuôn trào từ trong cơ thể hung vương biến thành một cơn lũ màu đen kịt một thú ảnh khổng lồ giống như thái cổ ma nhạc hiện ra cứ như một phệ giới ma vương nếu là thái cổ cùng kỳ thật sự thần thông này có thể hủy diệt cổ tinh vực một phương. Quân tiêu giao thờ ơ, hắn thật sự coi hung vương là một bao cát cho mình luyện tập. Hắn vươn một tay lên, một cơn sóng xuất hiện, giống như có một con cá côn hiện ra trong cơn sóng, cưỡi mây bay lên trời, hóa thành đại bàng. Đây chính là côn bằng đại thần thông mức cao nhất, chuyển hóa âm dương, sức mạnh vô tận. Tay còn lại của quân tiêu giao tạo ra tia sét ngập trời, tràn ngập càn khôn. Một thân ảnh vô thượng hiện ra trong tia chớp, đứng sừng sững trong không trung đó chính là tinh hoa của lôi đế đại thần thông hai đại thần thông gần như được quân tiêu giao thi triển trơn chu thuần thục đều đạt đến một mức cực hạn nào đó hai thần thông của quân tiêu giao dung hợp với nhau nghiền ép ảo ảnh cùng kỳ nọ trời đất nổ tung làn sóng năng lượng lan ra khắp bốn phương tám hướng giống như vô số sao trời đồng loạt nổ tung khí thế khủng bố tràn ngập nơi này trong cú va chạm kinh khủng này cơ thể hung vương bị ném bay ra ngoài đúng là thực lực của gã mạnh hơn sát vương nhưng sức mạnh vẫn có hạn trong mắt quân tiêu giao, thực lực của bọn họ chẳng khác nhau là mấy. Tên nhóc này mạnh đến mức đó cơ à. Hung vương kinh hãi không thôi. Lúc ban đầu, gã đã cho rằng quân tiêu giao quá kiêu ngạo. Bây giờ xem ra quân tiêu giao không phải kiểu có tiếng mà không có miếng. Các sinh linh thú quật như các ngươi đều có thể tạo ra bản tướng hung thú. Lấy ra đi, không thì ta sẽ cảm thấy chán lắm. Quân tiêu giao nói với giọng thản nhiên. Nhóc con, đừng ngông cuồng, nếu ngươi đã muốn nhìn thấy đến vậy, thì ta sẽ cho ngươi được mở rộng tầm mắt. Hung vương đáp trả. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Cơ bắp trên cơ thể gã phình lên, giống như được bơm hơi vào. Đến cuối cùng, hung vương biến thành một dị thú kinh khủng. Cơ thể nó to như con trâu, đầu giống như sư tử và hổ, trên phần sườn còn có một đôi cánh chi chít xương trắng. Đó chính là hung thú cùng kỳ. Rào. Hung vương hóa thành bản thể hung thú, lao thẳng đến chỗ quân tiêu dao gió tanh cuồn cuộn sát khí ngập trời móng vuốt sắc bén trực tiếp xé rách không gian cái miệng khổng lồ như có thể cắn nát tất cả mọi thứ khi đối mặt với hung thú cỡ này quân tiêu dao chỉ dùng một quyền cực kỳ đơn giản thế nhưng một quyền này lại có uy lực chọc trời đó chính là khai thiên thần ma quyền nằm trong thần ma đại lực thần thông kiến thần ma cũng là thái cổ dị trùng mức độ cổ xưa của nó chẳng hề thua kém thái cổ tứ hung cơ thể của quân tiêu giao vốn đã kinh khủng hơn thái cổ hung thú, cộng thêm sức mạnh của mấy nghìn thế giới tu di, và sức mạnh kinh khủng của thần ma đại lực thần thông, một quyền này của hắn giống như có thể khai thiên lập địa, giống như đại thần vô thượng có thể phá vỡ hỗn độn, tạo ra đất trời trong thần thoại. Lúc này đây, trời đất giống như mặt trống bị quân tiêu giao gõ một dùi, nó chấn động tạo ra hàng vạn gợn sóng. Đây là một biểu hiện cực hạn. Một quyền này vừa hạ xuống, có máu tươi màu đỏ sậm chói mắt bắn tung tóe ra ngoài, kèm theo một tiếng hét thảm thiết vì đau đớn. Hung vương hóa thành cùng kỳ đang gào thét. Thân thể hung thú cường hãn vô biên lại bị một quyền của quân tiêu giao, đánh thủng một lỗ, lạnh lẽo thấu tim. Không hồ là thân thể của hung thú, vẫn chưa bị nổ nát vụn. Ánh mắt quân tiêu giao lộ vẻ khác thường. Nếu đổi lại là một sinh linh nào khác nhận lấy một quyền này của hắn, chắc chắn sẽ không chỉ tạo ra một lỗ máu đơn giản như vậy. Thân thể của sinh linh đó sẽ trực tiếp vỡ nát, hóa thành bột mịn từ đó có thể thấy được hậu duệ của những thái cổ đại hung này có cơ thể vô cùng biến thái chỉ tiếc là đụng phải một cơ thể còn biến thái hơn là quân tiêu dao mà thôi quân tiêu dao tiếp tục vung quyền liên tục mỗi một quyền đều tạo ra vô số cơn sóng cùng kỳ bị đánh đến nỗi gãy xương da lông nhuốm máu cuối cùng gã cũng biết sợ muốn bỏ chạy quân tiêu dao vươn tay lên thi triển cấm tiên đệ tam phong hóa thành vô số xiềng xích quấn quanh hung vương ta đã nói sẽ chấn áp cả bốn tiểu vương thú quật các ngươi biến các ngươi thành trâu ngựa kéo xe cho ta. Ta nói được thì làm được. Rào, quân tiêu giao, ngươi muốn không đội trời chung với thú quật bọn ta thật à? Hung vương quát ẩm lên. Bây giờ nói những lời này, ngươi không cảm thấy ngu xuẩn nực cười à? Xiềng xích phong ấn của quân tiêu giao giống như tơ tầm siết chặt lấy hung vương. Sau đó hắn giơ chân lên, đạp mạnh xuống đỉnh đầu của cùng kỳ. Phụt! Đầu của cùng kỳ do hung vương hóa thành suýt chút nữa đã nổ tung, máu bắn tung tóe, gã vô cùng phẫn nộ, bởi vì gã chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy, bị người ta dẫm lên đỉnh đầu. Không phục thì bây giờ ta sẽ chém ngươi luôn, ngươi xem ta có dám hay không? Quân tiêu giao nói bằng giọng cực kỳ lạnh lùng. Mặc dù hung vương vừa tức vừa giận, nhưng bây giờ lại không có cách nào phản kháng, bởi vì gã cảm nhận được sát khí của quân tiêu giao. Nghĩ đến việc bây giờ sát vương vẫn còn sống sót, gã cũng không cần phải vì sĩ diện nhất thời mà trả giá bằng cả tính mạng của mình. Mặc dù bây giờ đang tức nổ phổi, thế nhưng hung vương vẫn phải cố gắng nhịn xuống. Gã tin chắc quân tiêu giao sẽ không phách lối được lâu đâu. Chẳng mấy chốc, quân tiêu giao đã biến cấm tiên đệ tam phong thành ấn kết cấm chế, đánh vào trong cơ thể hung vương. Hung vương cùng kỳ, một trong bốn tiểu vương thú quật cũng đã bị quân tiêu giao chấn áp. Đi! Quân tiêu giao đạp lên đầu cùng kỳ, thản nhiên nói. Mặc dù hung vương đang tức đến run người nhưng cũng chỉ có thể cố nén sỉ nhục, chờ quân tiêu giao phá không rời đi. Ở bên phía khác, liễu quỳnh yên hóa thành một vệt sáng màu cầu vồng nhanh chóng phá không rời đi sau khi biết tin xích đồng long lân đã bị quân tiêu dao giết chết nàng ta hiểu rõ ngay cả hung vương cũng không phải là đối thủ của quân tiêu dao có điều chỉ cần gã có thể kéo dài một thời gian là đủ rồi nhưng trong một khoảnh khắc liễu quỳnh yên bỗng cảm nhận được luồng sát khí đặc trưng của hung vương sao có thể chứ chẳng lẽ gã thoát khỏi quân tiêu dao rồi à liễu quỳnh yên nghi ngờ bèn đưa mắt tìm kiếm sau khi nhìn thấy trên đầu cùng kỳ có một bóng người áo trắng phong thái như ngọc vẻ mặt liễu quỳnh yên cứng đờ hung vương hóa thân thành cùng kỳ to lớn như một ngọn núi thái cổ mỗi một lần vỗ cánh sẽ tạo ra luồng khí đối lưu vù vù trên đỉnh đầu cùng kỳ quân tiêu dao lạnh nhạt đứng thẳng nhìn liễu quỳnh yên giống như nhìn một con chuột bạch trong lòng cơ thể liễu quỳnh yên run lên ra đầu tê dại mới có bao lâu đâu mà hung vương một trong bốn tiểu vương thú quật đã bị chấn áp mặc dù nàng ta biết hung vương chắc chắn không phải đối thủ của quân tiêu giao, nhưng gã thất bại thế này thì lại quá nhanh. Quan trọng nhất là không ngờ hung vương cũng bị thu phục. Cộng thêm lúc trước đã có sát vương, vậy là hai trong số bốn tiểu vương đã bị quân tiêu giao chấn áp. Chẳng lẽ sẽ có một ngày, cả bốn vị tiểu vương đều bị quân tiêu giao thu phục, trở thành trâu ngựa kéo xe cho hắn. Đây không chỉ là sự sỉ nhục của thú quật, mà còn là sự sỉ nhục của toàn bộ cửu thiên kiêu tử. Sát vương và hung vương đều là nhân vật trên bảng cửu thiên long phượng, nếu bọn họ bị chấn áp và trở thành súc vật kéo xe, vậy chẳng phải những thiên kiêu khác trên bảng cửu thiên long phượng cũng cùng cấp bậc với súc vật à? Một thiên kiêu đến từ tiên vực lại có thể sỉ nhục cửu thiên kiêu tử đến mức này, đây cũng là chuyện hiếm thấy. Liễu cô nương, cô chạy cũng nhanh đấy, là do chân dài à? Quân tiêu giao nói bằng giọng lạnh lùng mỉa mai. Liêu Quỳnh yên nặn một nụ cười trông còn khó coi hơn khóc, quân công tử đúng là vượt xa dự đoán của người khác. Giao ra đi, đừng tưởng ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Liễu Quỳnh Yên bất đắc dĩ. Nàng ta cũng là một cô gái thông minh, có khả năng đùa bỡn một đám đàn ông trong lòng bàn tay. Liễu Quỳnh Yên hết cách, đành phải giao lưu kim tuế nguyệt ra. Mặc dù nàng ta là thiên tri kiêu nữ thuộc Quỳnh Tiêu Nhất Mạch, xếp hạng thứ 12 trên bảng cửu thiên long phượng. Nhưng khi đối đầu với quân tiêu giao thì hoàn toàn không có phần thắng. Sau khi lấy được lưu kim tuế nguyệt, quân tiêu giao đánh một trưởng lên người Liễu Quỳnh Yên, đẩy cấm chế phong ấn vào trong người nàng ta liễu quỳnh yên biến sắc cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình đã bị giam cầm yên tâm chờ sau khi tam tiên động kết thúc ngươi sẽ được tự do quân tiêu giao nói dù sao nơi này cũng là địa bàn của tiên lăng hơn nữa khương lạc ly cũng tu luyện ở đây cho nên quân tiêu giao sẽ không làm gì liễu quỳnh yên hết không phải hắn sợ tiên lăng mà là hắn không muốn khiến khương lạc ly khó xử nhìn thấy quân tiêu giao hung hãn đến thế liễu quỳnh yên cũng chẳng thể làm gì được nàng ta âm thầm ghen ghét vì sao bản thân lại không có đạo lữ mạnh đến vậy. Sau khi trấn áp hung vương và liễu quỳnh yên xong, quân tiêu giao chạy tới khe núi sâu, kia. Trong khe núi, Vân Thiên Lại và Khương Lạc Ly đang giao đấu với Hoàng Niết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng. Bọn họ không dùng hết sức, chỉ cần giữ chân hai cô gái là được. Đã đến lúc này rồi, chắc là liễu quỳnh yên tiên tử đã đi đến nơi an toàn, chúng ta rút lui thôi. Hoàng Niết Đạo nói, Hoàng Huynh, Huynh vội vã như vậy làm gì, Tiểu Thạch Hoàng chậm rãi nói. Nếu quân tiêu giao trở về, tình huống sẽ không ổn đâu. Hoàng Niết Đạo nói với vẻ nghiêm trọng. Khác với Tiểu Thạch Hoàng, hắn ta đã từng giao đấu với quân tiêu giao rồi. Hắn ta có cảm giác quân tiêu giao giấu rất kỹ. Dù xích đồng long lân đã tới cảnh giới huyền tôn, nhưng quân tiêu giao vẫn dám trêu chọc nó. Chắc chắn hắn phải có một vài con át chủ bài. Hoàng Huynh, chẳng lẽ Huynh sợ quân tiêu giao kia thật đấy à? Tiểu Thạch Hoàng nói. Hừ, các ngươi có muốn chạy cũng không được đâu. Khương Lạc Ly tức giận lên tiếng, "Bị người ta tính kế hái mất quả đào, sao nàng có thể bỏ qua cho hai kẻ này được? Dù có quân tiêu giao trợ giúp thì ngươi cũng không thể có được Hỗn Nguyên Kim đấu đâu. Nếu ngươi không phải người của Bích Tiêu nhất mạch, bây giờ ta đã có thể trấn áp ngươi rồi." Tiểu Thạch Hoàng lạnh nhạt đáp lời, "Hắn ta biết Khương Lạc Ly này có quan hệ với Khương Thánh Y kia. Khương Thánh Y từ chối giao cửu khiếu thánh linh thạch thay ra, điều này khiến Tiểu Thạch Hoàng cực kỳ khó chịu. Đúng lúc này, Pháp tắc trên không trung đan sen, một trưởng khổng lồ đập thẳng vào người Tiểu Thạch Hoàng, giống như cả một vùng trời đè xuống. Đồng thời, một giọng nói lạnh lùng vang lên, dám nói rằng là muốn chấn áp người phụ nữ của ta, kẻ muốn chết chính là ngươi. Tiểu Giao ca ca. Nghe thấy giọng nói này, hai mắt Khương Lạc Ly sáng rỡ. Sau khi cảm nhận được pháp tắc cự trưởng chấn áp mình che khắp bầu trời, Tiểu Thạch Hoàng biến sắc, thân thể hắn ta chấn động, sức mạnh kinh khủng tuôn ra, đấm một quyền muốn phá tan cự trưởng một quyền này chính là thạch hoàng quyền, là thần thông cường đại mà phụ thân đã truyền cho hắn ta. Ánh sáng thạch hóa màu xám bắn ra cùng với một quyền nọ, thế nhưng, ầm, toàn thân tiểu thạch hoàng bị một trưởng đánh bay, lao thẳng về phía một ngọn núi khổng lồ lơ lửng, đập vỡ nát cả ngọn núi đó. Quân tiêu giao, hoàng niết đạo có cảm giác dùng mình theo bản năng, hắn ta ngước nhìn lên, nhìn thấy một cảnh khiến nhịp thở của hắn ta như ngừng lại. Hoàng niết đạo nhìn thấy cái gì? Đó chính là hình ảnh quân tiêu giao áo trắng đang đứng trên đầu một con hung thú kinh khủng. Hung! Hung vương! Hoàng Niết Đạo hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được. Hung vương, một trong số bốn tiểu vương thú quật, cũng đã bị quân tiêu giao chấn áp, biến thành thú cưỡi. Ở bên cạnh quân tiêu giao còn có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này nàng ta đã trở thành một tù nhân, mang vẻ mặt không thể làm gì được. Liễu Quỳnh Yên tiên tử. Hoàng Niết Đạo lại càng chấn động. Không phải Liễu Quỳnh Yên đã rời khỏi đây từ lâu rồi sao? sao lại bị quân tiêu giao bắt giữ? Không phải quân tiêu giao đã dẫn xích đồng long lân đi rồi sao? Tại sao lại quay lại nhanh như thế? Mà cho dù quân tiêu giao có năng lực thoát khỏi xích đồng long lân, vậy xích đồng long lân cũng phải quay lại khe núi này mới đúng. Trong phút chốc, Hoàng Niết Đạo nghĩ tới một khả năng, nhưng suy nghĩ này lại khiến đáy lòng hắn ta rét lạnh. Đó chính là xích đồng long lân đã bị quân tiêu giao, giải quyết trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng chuyện này có thể ừ. Đây chính là dị thú cấp huyền tôn đó. Đáng chết, rút lui trước đã hoàng niết đạo không nhiều lời đôi cánh sau lưng vẫy đập trực tiếp hóa thành một ngọn lửa trốn đi thật xa ở bên kia tiểu thạch hoàng đã chui ra khỏi đống đổ nát vẻ mặt vô cùng khó coi nhưng sau khi nhìn thấy hung vương và liễu quỳnh yên đã bị chấn áp hắn ta đã nghĩ ra gì đó sau lại nhìn thấy hoàng niết đạo đã bỏ chạy hắn ta tạm đè nén sự tức tối trong lòng vội vàng bỏ đi quân tiêu giao, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu trước khi bỏ chạy tiểu thạch hoàng vẫn không quên cảnh cáo một câu vớt vát lại tí mặt mũi cho bản thân. Ồ, oh. quân tiêu giao nhìn thoáng qua tiểu thạch hoàng. Sau khi nhận một trưởng của hắn, tiểu thạch hoàng lại không bị thương quá nặng, chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Là do thạch giáp rách nát trên người hắn ta sao? Quân tiêu giao thầm nghĩ, thân là con trai trưởng của thạch hoàng, chắc chắn trên người tiểu thạch hoàng cũng có một số pháp bảo hộ thân. Nhìn thấy hai người bọn họ bỏ chạy, quân tiêu giao cũng chẳng thèm để ý. Ngay cả Liễu Quỳnh Yên và Hung Vương cũng đã bị chấn áp, hai người kia sẽ không làm được trò chống gì cả. Tiêu Giao ca ca. Khương Lạc Ly đi đến trước mặt quân Tiêu Giao. Nhìn thấy Liễu Quỳnh Yên đã biến thành tù nhân, mắt nàng cong lên giống như hai vầng trăng khuyết. Liễu Quỳnh Yên, không phải ngươi muốn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau hay sao? Sao bây giờ lại trở thành tù nhân thế? Hừ, không phải do ngươi có người đàn ông tốt à? Vẻ mặt Liễu, Quỳnh Yên lạnh lùng, tức giận nói. Chàng trai tuyệt thế đến nhường này, tại sao nàng ta lại không gặp được chứ? Sao hả, Ngươi ghen tị à, chắc đây chính là may mắn và phúc phận của Lạc Ly đấy. Lúc này, tâm trạng của Khương Lạc Ly rất vui vẻ, những khó chịu lúc trước đã bị quét sạch. Nàng kéo lấy tay của Quân Tiêu Dao. Vân Thiên lại cũng tiến lên, nàng rất bất ngờ với biểu hiện của Quân Tiêu Dao. "Quân công tử, xích đồng long lân kia, giết rồi?" Quân Tiêu Dao trả lời rất đơn giản. Vân Thiên lại hít vào một hơi. Quả nhiên, dù nàng có coi trọng Quân Tiêu Dao cỡ nào, hắn luôn có thể tiếp tục vượt quá dự đoán của nàng. Lúc này đây, cả hai tiên lăng tiên tử là Vân Thiên Lại và Liễu Quỳnh Yên, đều có phần hâm mộ Khương Lạc Ly. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếp theo, mục tiêu duy nhất chính là hỗn nguyên kim đấu kia. Nhưng trước tiên vẫn phải phân chia chiến lợi phẩm trước đã. Nghe thấy lời quân tiêu giao nói, đôi mắt của hai cô gái đều sáng lên. Bán tiên dược là bảo bối có tiền cũng không mua được, có cầu cũng không có được. Ngay cả ở vùng đất giàu linh khí như cửu tiên, thì bán tiên dược cũng cực kỳ hiếm có, Tiếc là lưu kim tuế nguyệt quả này vẫn chưa chín hẳn, vân thiên lại cảm thấy hơi đáng tiếc. Nếu là quả đã chín hẳn thì dược hiệu chắc chắn sẽ càng mạnh hơn nữa. À, cô nhìn kỹ rồi hắn nói. Quân tiêu giao mỉm cười lấy lưu kim tuế nguyệt ra, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, ánh sáng mang điểm lành bao phủ, vô cùng thần kỳ. Vân thiên lại vừa nhìn một cái, trên gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên, bởi vì năm lưu kim tuế nguyệt quả trên cái cây nhỏ màu vàng kia đã chín cả rồi. Chuyện này, sao lại như vậy? vân thiên lại cực kỳ kinh ngạc trước đó nàng nhìn thấy lưu kim tuế nguyệt quả kia vẫn chưa chín sao bây giờ đã chín hết cả rồi quân tiêu dao chỉ mỉm cười thật ra nguyên nhân cũng rất đơn giản quân tiêu dao đã dùng vật chất tiên đạo tưới cho lưu kim tuế nguyệt cho nên mới khiến nó chín dục chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vật chất tiên đạo thần kỳ như vậy đấy chẳng trách ngay cả đại đế cùng thèm khát nó không thôi đương nhiên quân tiêu dao vẫn biết chừng mực hắn chỉ dùng vật chất tiên đạo làm chín lưu kim tuế nguyệt quả chứ không tẩm bổ cho cả cây non bằng không nói không chừng sau này lưu kim tuế nguyệt sẽ hóa thành hình người giống như hạt bồ đề cô muốn mấy quả quân tiêu giao hỏi vân thiên lại có cảm giác vừa mừng vừa lo nhưng nàng cũng tự biết thân biết phận bè nói một quả là đủ rồi dù sao cũng là bán tiên dược đã chín có nhiều cũng không tiêu hóa được nàng cũng không phải loại con gái không biết điều quân tiêu giao gật đầu đưa cho vân thiên lại một lưu kim tuế nguyệt quả lúc này ngay cả Vân Thiên lại có tính cách trầm tĩnh cũng không nén nổi vẻ mừng rỡ. Ta cũng chỉ cần một quả là được. Khương Lạc Ly cũng ngoan ngoãn nói. Quân tiêu giao không nói gì, chỉ đưa cho Khương Lạc Ly hai lưu kim tuế nguyệt quả. Khương Lạc Ly cười tươi như hoa, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Quả nhiên quân tiêu giao yêu chiều nàng nhất. Quân công tử, có thể cho người ta một quả được không? Bây giờ người ta đã là tù nhân của ngươi rồi, mặc cho ngươi xử trí nhé. Liễu Quỳnh Yên chợt lên tiếng. Vân Thiên Lại và Khương Lạc Ly đều có được Lưu Kim Tuế Nguyệt Quả. Nếu nàng ta không có, thì việc tu luyện sẽ tụt lại một bậc so với hai cô gái kia. Liễu Quỳnh Yên lên tiếng nhưng vẫn không quên phơi bày sự gợi cảm quyến rũ của bản thân, thân thể mềm mại đầy đặn nở nang. Khương Lạc Ly vội vàng chắn trước người quân Tiêu Giao, mím chặt môi. Mặc dù ngoài chiều cao, dáng người của Khương Lạc Ly cũng không tệ lắm nhưng đường nét vẫn hơi thua kém Liễu Quỳnh Yên. Có điều Khương Lạc Ly lại không tự ti nói không chừng quân tiêu giao thích kiểu nhỏ nhắn như nàng ấy chứ. Liễu Quỳnh Yên, ngươi muốn dụ dỗ tiêu giao ca ca nhà ta là chuyện không thể nào. Ngươi cho rằng tiêu giao, ca ca là cá mè một lứa với những kẻ xương thần dưới làn váy ngươi à. Ôi, bản tính của đàn ông đều giống nhau cả thôi, tình với trẻ yêu cái gì, đến cuối cùng chẳng phải là điều thèm khát cơ thể phụ nữ chúng ta cả. Liễu Quỳnh Yên nói, vậy thì sao chứ, ta bằng lòng trao cơ thể cho tiêu giao ca ca, ngươi không có cơ hội đó đâu. Khương Lạc Ly nói, lạc ly muội muội ngươi đúng là ngu ngốc ngươi cho rằng sau này quân công tử chỉ thích một mình ngươi thật à hắn nhưng liễu quỳnh yên còn chưa dứt lời quân tiêu dao đã búng tay một cái khiến nàng ta không thể nói thêm gì được sức mạnh phong ấn trong cơ thể đã khóa miệng nàng ta lại ồn ào quân tiêu dao thản nhiên nói mấy cái sự thật này đừng có nói lung tung được không quân công tử trái cây đã bị hái rồi vậy gốc lưu kim tuế nguyệt này vân thiên lại trần trừ hỏi theo lý thuyết, gốc bán tiên dược này phải thuộc về Tiên Lăng, nhưng bây giờ nó đang nằm trong tay Quân Tiêu Dao. Tất nhiên nàng không có ý đồ gì với bán tiên dược này, nhưng khó đảm bảo những người khác trong Tiên Lăng không động lòng với nó. Tất nhiên Lưu Kim Tuế Nguyệt này phải thuộc về Tiêu Dao ca ca rồi." Khương Lạc Ly nói. Quân Tiêu Dao thản nhiên đáp lời, "Mặc dù môi trường phát triển của bán tiên dược rất khắc nghiệt và kén chọn, nhưng chắc là ta có thể nuôi sống nó. Những người khác có đoạt được Lưu Kim Tuế Nguyệt thì việc nuôi sống nó cũng rất khó khăn." thế nhưng quân tiêu giao lại có rất nhiều cách. Trong cơ thể hắn có thế giới thụ, có suối sinh mệnh, có tiên nguyên tổ mạch, lại còn có một số ngũ hành thổ, tức nhưỡng. Quan trọng hơn nữa là hắn còn có vật chất tiên đạo. Có thể nói vật chất tiên đạo chính là chất dinh dưỡng tốt nhất nuôi dưỡng bán tiên dược và tiên dược. Vì vậy quân tiêu giao sẽ trồng lưu kim tuế nguyệt trong thế giới trong cơ thể. Vân Thiên lại gật đầu, không có ý kiến gì. Vậy tiếp theo chúng ta đi tìm hỗn nguyên kim đấu đi. Quân tiêu giao nói hắn định sau khi rời khỏi Tam Tiên Động sẽ đi đột phá cảnh giới. Bây giờ Liễu Quỳnh Yên đã trở thành tù nhân, Vân Thiên lại cũng không có ý định tranh cướp, gần như có thể nói là hỗn nguyên thiên đấu đã nằm gọn trong lòng bàn tay Khương Lạc Ly. Tiếp theo, nhóm quân tiêu giao chạy đến nơi sâu nhất trong Tam Tiên Động. Trên đường đi họ gặp phải một số rắc rối nhỏ, nhưng đều bị quân tiêu giao lần lượt giải quyết sạch sẽ. Sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của quân tiêu giao, Vân Thiên lại và Liễu Quỳnh Yên đều cảm thán không thôi thậm chí ngay cả hung vương kia cũng yên tĩnh lại cuối cùng nhóm người quân tiêu dao đã đến nơi sâu nhất trong tam tiên động mới đứng cách đằng xa mà hắn đã cảm nhận được sự đè nén kinh khủng của trọng lực đó là mọi người đưa mắt nhìn sang trong chỗ sâu nhất có ba ngọn núi khổng lồ cao vút chọc trời đứng sừng sững giữa trời đất đây không phải là ngọn núi bình thường toàn thân nó ngưng tụ từ một loại huyền từ mẫu thiết đặc biệt có thuộc tính trọng lực kinh khủng có thể nói ngay cả trí tôn bình thường đến gần ba ngọn huyền từ mẫu sơn này thì cơ thể cũng sẽ bị đè ép thành thịt nhão dù là cường giả thiên tôn đến gần ba ngọn núi này cũng sẽ gặp phải áp chế trọng lực cực lớn thực lực thuộc tính các phương diện đều bị giảm mạnh vậy cứ xem như là thử thách cuối cùng thôi quân tiêu giao nói đối với người bình thường có lẽ ba ngọn huyền từ mẫu sơn này là áp lực cực lớn nhưng với nhân vật có cơ thể biến thái đến mức yêu nghiệt như quân tiêu giao thì cũng chẳng bỏ bèn gì đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt bỗng dưng vang lên trong một ngọn huyền từ mẫu sơn. Quân tiêu giao, bây giờ mới tới à, hình như là chậm quá ấy nhỉ. Mọi người đưa mắt nhìn sang, thấy trên ngọn núi kia có một mặt trời màu tím mọc lên, bao phủ một thân ảnh siêu nhiên, tràn ngập làn khói màu tím. Đó chính là Vương Diễn. Vân Thiên Lại, Liễu Quỳnh Yên và Khương Lạc Ly đều đổ dồn ánh mắt lên tay Vương Diễn. Trên tay hắn ta là một cái đỉnh thanh đồng hình vuông vô cùng cổ xưa, tản ra một luồng sức mạnh kinh khủng vô biên một gợn sóng không gian tản ra, thậm chí còn lờn vờn những luồng tiên ý, chẳng lẽ đó chính là hỗn nguyên kim đấu? Vân Thiên Lại và Liễu Quỳnh Yên đều không nén nổi tiếng thét. Cả hai dán chặt mắt vào cái đỉnh thanh đồng hình vuông kia. Mặc dù tên là hỗn nguyên kim đấu, nhưng thật ra là một kiện đồ vật tương tự như cái đỉnh vuông. Trong này có không gian rộng lớn, danh sưng có thể chứa đựng toàn bộ hỗn nguyên, bởi vậy nên được xưng là hỗn nguyên kim đấu. Vân Thiên lại không ngờ, vậy mà Vương Diễn lại đi trước một bước đến được chỗ này, đoạt được hỗn nguyên kim đấu. Đây quả thực đã vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Hửm, nét mặt quân tiêu giao vẫn bình tĩnh như trước. Vương diễn nhìn thoáng qua hung vương cùng kỳ bị quân tiêu giao dẫm ở dưới chân. Một câu nói lạnh lùng coi thường truyền ra, thân là thú hang tư tiểu vương, lại còn xếp hạng ở trên bảng cửu thiên long phượng, thế mà lại bị một người tiên vực đàn áp, vương mỗ hổ thẹn ở cùng trong một bảng danh sách với ngươi. Lời của vương diễn khiến cho hung vương tức giận không thôi. Gã nổi giận nói, vương diễn, Trước đừng ở chỗ này ra vẻ, ngươi có thể đánh bại được hắn rồi hãy nói." Vương Diễn không không thèm đếm xỉa tới Hung Vương mà nhìn sang Khương Lạc Ly, thản nhiên nói, "Lạc Ly, ta thay ngươi chiếm được Hỗn Nguyên Kim Đấu rồi. Chỉ cần kết hôn với ta thì nó chính là của ngươi." Lời của Vương Diễn khiến cho nét mặt Khương Lạc Ly hơi thay đổi. "Nói thật, Khương Lạc Ly xác thực cần Hỗn Nguyên Kim Đấu. Thứ này không chỉ có lợi cho nhất mạch Bích Tiêu, hơn nữa càng có lợi cho tu luyện của nàng." Nhưng Vương Diễn muốn thông qua hỗn nguyên kim đấu ép nàng kết hôn, đây là nghĩ quá nhiều rồi. Đừng nói bây giờ quân tiêu giao đang ở bên cạnh nàng, cho dù không có ở bên cạnh thì Khương Lạc Ly cũng không thể đồng ý. Thậm chí cho dù chỉ là ứng phó ngoài mặt, lừa gạt một chút cũng không được. Ở trên loại chuyện liên quan tới danh tiết này, Khương Lạc Ly không cách nào tùy tiện nói láo được. Mặc dù có thể quân tiêu giao không quá bận tâm đến những chuyện này, nhưng Khương Lạc, Ly nhất định phải trong sạch, giao chính mình cho quân tiêu giao thậm chí là vết nhơ chút xíu trên danh tiết cũng không cho phép tồn tại. Vương Diễn, ngươi cứ nằm mơ đi, cùng lắm thì bản cô nương không cần Hỗn Nguyên Kim đấu. Khương Lạc Ly rất kiên cường. Ngươi, Khương Lạc Ly, ngươi đây là tội gì, không cần thiết phải treo cổ ở trên một thân cây. Với tâm trạng của Vương Diễn, giờ phút này ngay cả giọng điệu cũng không nhịn được có chút ý hờn giận. Tuy rằng mục đích ngay từ đầu của hắn ta, quả thật là bởi vì Nguyên Linh Tiên Thể của Khương Lạc Ly rất có lợi cho Hồng Mông Tử Khí của hắn ta. Nhưng hắn ta cũng không thể không thừa nhận, Khương Lạc Ly là nữ nữ khiến cho người khách ưa thích, rất dễ làm cho nam nhân động lòng. Nhưng tiêu giao ca ca, chính là cả rừng rậm của ta. Khương Lạc Ly không cần nghĩ ngợi thốt ra. Mặc dù lời nói rất đơn giản, nhưng lại biểu đại trung trinh trước sau như một của Khương Lạc Ly. Từ bữa tiệc 10 tuổi, khi lần đầu tiên trông thấy bóng dáng bạch y ấy, Khương Lạc Ly đã biết, đời này chỉ duy nhất một mình hắn. Nha đầu ngốc, ta sẽ không để cho người chịu bất kỳ ấm ức gì, quân tiêu dao cũng xoa nhẹ đầu khương lạc ly có đôi khi nha đầu ngốc ngách này chính là như vậy không hiểu được linh hoạt ứng biến có điều đây cũng là chỗ đáng yêu của nàng sau một khắc quân tiêu dao nhìn sang vương diễn vương diễn vốn còn cho rằng ngươi có lẽ cũng xem như một nhân vật nhưng không ngờ lại ngu xuẩn đến buồn cười như thế hả ngươi có ý gì vương diễn nhíu mày nên dò xét hỗn nguyên kim đấu trong tay ngươi một chút xem coi nó đến cùng là thật hay là giả đã giọng điệu quân tiêu giao kéo theo một chút ý châm biếm. Nguyên thần tam thế cấp hàng xa của hắn, cảm giác thần hồn cực kỳ nhạy bén, tất nhiên có thể dò xét được một chút chi tiết mà thiên kiêu bình thường dò xét không đến. Biểu cảm trên mặt vương diễn hơi thay đổi, sau đó tỉ mỉ cảm nhận. Ánh mắt hắn ta cũng nổi lên biến hóa vi diệu. Hả? Là thật hay giả vậy? Sau khi Vân Thiên lại lần nửa tỉ mỉ cảm nhận xong, cũng đã nhận ra một chút không đúng. Ngay từ đầu, Vương Diễn đã trực tiếp lấy cái đỉnh vuông này ra, cho nên bọn họ cũng không có trải qua suy xét nhiều lắm, lập tức theo bản năng cho rằng đó là hỗn nguyên kim đấu. Nhưng bây giờ xem ra, hình như vương diễn cũng trúng chiêu. Bây giờ rốt cuộc đã nhận ra rồi sao, ta nói là ngươi ngu xuẩn, ngươi không có ý kiến chứ. Quân tiêu giao tiếp tục châm chọc. Hừ, vương diễn ném cái đỉnh vuông kia xuống. Tuy rằng trên mặt hắn ta vẫn như cũ có khói dáng màu tím bao phủ, nhưng thấp thoáng có thể thấy được vẻ mặt hắn ta không hề dễ coi thật đúng là một tên đần, một kiện hàng giả lại muốn lừa gạt bản cô nương. Khương Lạc Ly cũng lấy lại dáng vẻ tươi cười. Thế Hỗn Nguyên Kim đấu thật sự đang ở đâu? Vân Thiên lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng nói, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cái gì? Đám người Vân Thiên lại mở mịt. Còn Khương Lạc Ly, trong mắt to lưu chuyển ánh sáng trí tuệ, đột nhiên vỗ hai tay nói, ta biết rồi, có phải ở ngay dưới chân ba ngọn núi Huyền từ mẫu kia không? Vẫn là Lạc Ly nhà ta thông minh quân tiêu dao khẽ cười một tiếng hì hì khương lạc ly hồn nhiên mỉm cười thật ra nàng cũng có cảm giác mơ hồ khó hiểu sau khi qua quân tiêu dao dẫn dắt chỉ điểm nàng mới phát giác nói cách khác hỗn nguyên kim đấu nằm ở một trong ba ngọn núi huyền từ mẫu này muốn biết ở dưới ngọn núi nào không phải chỉ cần nhấc ngọn núi huyền từ mẫu này lên là được rồi sao nhưng đây là điều mà người bình thường có thể làm được sao vân thiên lại cũng rung động không gì bằng núi huyền từ mẫu không chỉ có trọng lực kinh khủng mà còn có một đặc tính chính là có thể hấp thu các loại năng lượng chính là lực lượng pháp tắc trí tôn cảnh nói cách khác muốn nhắc một ngọn núi huyền từ mẫu lên đừng nói thiên tôn cảnh cho dù là huyền tôn cảnh cũng không dám chắc có thể làm được bởi vì cái đó cần tiêu hào lực lượng rất khủng khiếp có lẽ phải cường giả cấp thần tôn đạo tôn đến đây thì mới có thể lay chuyển được nhưng đây là sân thí luyện của thế hệ tuổi trẻ cơ bản không cố khả năng có loại nhân vậy cấp bậc ấy thật ra đây chính là một trong những thử thách cuối cùng, nếu như thật sự là người có duyên với hỗn nguyên kim đấu, thì mới có thể cảm ứng ra hỗn nguyên kim đấu ở dưới ngọn núi nào. Nhưng cho dù có cảm ứng được, muốn nhắc núi huyền từ mẫu lên, cũng gần như là chuyện không thể. Lúc này Vân Thiên lại mới hiểu được, muốn có được truyền thừa của hỗn nguyên kim đấu là một việc khó khăn cỡ nào. Xem ra hôm nay không ai có thể có được hỗn nguyên kim đấu rồi. Vương Diễn lắc đầu nói, với trạng thái bây giờ của hắn ta, muốn nhấc một ngọn núi huyền từ mẫu lên cũng rất khó khăn. Khương Lạc Ly trầm mặc, cuối cùng nàng đã hiểu, thử thách này sao mà khó khăn. Quân tiêu giao nhìn thoáng qua Khương Lạc Ly, khóe miệng hàm chứa một chút ý cười. Lạc Ly, thứ ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi lấy được. Dứt lời, bước chân quân tiêu giao đạp mạnh, lập tức đi thẳng tới trước ba ngọn núi huyền tử mẫu. Quân tiêu giao, chẳng lẽ ngươi muốn di chuyển ngọn núi huyền tử mẫu này sao? Vương diễn lạnh giọng nói. Chuyện này thì có gì khó chứ, Quân tiêu giao nói dứt lời, một tay thỏ ra, thần lực toàn thân phát ra, lực lượng pháp tắc tôn trào. Từ trong cơ thể hắn phóng ra lực lượng gần như vô cùng vô tận. Đây là lực lượng của thánh thể đạo thai, hầu như vĩnh viễn không khô cạn. Một tay quân tiêu giao cách không, từ từ giơ lên. Sức nhổ núi, khí trùng trời. Rõ ràng là thân thể thon dài đến nỗi hơi đơn bạc. Giờ phút này, lại phẳng phất như hồng hoang cổ thần khai thiên lập địa, muốn nhổ núi huyền từ mẫu lên. Tiêu giao ca ca, Khương Lạc Ly hòa khóc, trong lòng cảm động tột độ. Tất cả thứ nàng muốn, quân tiêu giao đều sẽ giúp nàng đạt được. Đây là hứa hẹn của một nam nhân với nữ nhân của mình. Giờ phút này Liễu Quỳnh Yên cũng ngây người, nàng ta hơi thất thần lên tiếng. Nhưng cho dù quân tiêu giao có năng lực nhổ một ngọn núi huyền từ mẫu lên, thế thì sao hắn có thể xác định được ngọn núi đó có hỗn nguyên kim đấu hay không? Lúc này đây Vân Thiên lại cũng mất hồn, trong đôi mắt đẹp chứa một tia rung động thật sâu. Ngươi sai rồi. Ánh mắt Vân Thiên lại hốt hoảng nói, cái gì? Liễu Quỳnh Yên mờ mịt. Quân công tử, hắn không phải muốn nhổ một ngọn núi huyền từ mẫu lên, mà là muốn nhổ ba ngọn lên cùng một lúc. Người người nói cái gì? Nhổ ba ngọn núi lên cùng một lúc ư? Ừ. Nghe Vân Thiên lại nói, mỗi người Liễu Quỳnh Yên đều sừng sốt. Phải biết, cường giả thiên tôn bình thường, ngay cả một ngọn núi huyền từ mẫu còn khó mà nhấc lên được. Kết quả bây giờ quân tiêu giao lại một lần nhổ cả ba ngọn núi huyền từ mẫu lên. Điều này quả thực khiến cho người ta hốt hoảng như gặp người trời việc mà không phải người bình thường có thể làm được. Hung vương đang bị chấn áp kia, giờ phút này con người thú cũng đang run rẩy. Đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Cho dù là những kẻ thân thể cường hãn như bọn chúng, nhất mạch mãnh thú thái cổ lực lượng vô tận, muốn nhấc một ngọn núi huyền từ mẫu lên cũng là khó lại thêm khó. Lúc này đây, không chỉ có những người đang có mặt ở chỗ này rung động. Ở ngoài động Tam Tiên, trên linh sơn cổ xưa, một mảnh sương mù mênh mông, chiếu ra cảnh tượng bên trong động Tam Tiên khi thấy quân tiêu dao muốn một lần nhổ ba ngọn núi huyền từ mẫu lên toàn trường tất cả mọi người đều hết sức xôn xao bất luận là người trong tiên lăng hay là sinh linh các lộ cửu thiên đến đây dự tiệc xem chiến dòng mắt cả đám đều chứa đầy vẻ rung động trước đó quân tiêu dao đã giết xích đồng long lân chấn áp hung vương liễu quỳnh yên cũng đã đủ để đổi mới nhận thức của bọn họ rồi mà bây giờ quân tiêu dao lại còn muốn khiêu chiến cực hạn của mọi người đây thật sự là chuyện mà một thiên kiêu thế hệ trẻ có thể làm được sao vị quân công tử này, đến cùng là nhân vật bực nào. Trong tiên lăng, rất nhiều nữ đệ tử thế hệ trẻ, trong mắt đẹp đều có tia sáng kỳ dị lóe lên. Ngay từ đầu, các nàng chỉ có một chút tò mò về vị thiên kiêu trẻ tuổi đến từ tiên vực này. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến biểu hiện của quân tiêu giao, không thể không nói, đây là một nam tử kỳ lạ vô song. Cho dù có đặt ở cửu thiên cũng nhất định là nhân vật đứng đầu. Trên người còn có người, trên trời còn có trời, lẽ nào ánh mắt của ta thật sự quá hẹp rồi sao? Huyên Di cũng ngẩn người nhìn màn sáng hư không đến mất hồn. Bà ta cho rằng, Vương Diễn là mối duyên tốt của Khương Lạc Ly. Cho rằng Khương Lạc Ly tùy hứng là do nàng chưa từng gặp được nam tử ưu tú hơn. Nhưng bây giờ, Huyên Di dường như đã hơi hiểu được Khương Lạc Ly. Đã sớm gặp qua quang cảnh đẹp nhất trên đời, sao còn phải lưu luyến những cảnh sắc dư thừa khác chứ? Giờ khắc này, cả tiên lăng đều vì biểu hiện của quân tiêu giao mà xôn xao. Nhưng bọn họ lại tò mò, đến cùng là quân tiêu giao khoai khoang ở trước mặt nữ nhân của mình, hay là thực sự có năng lực này? Hắn quả thực giống như thần minh cổ xưa sống lại, lực lượng mênh mông quán thông trời đất, hình thành gió lốc linh khí thật lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Trong động tam tiên, thần lực của quân tiêu giao khuấy động, rông tố nổi dậy, trời đất đều đang run chuyển. Trên thực tế, quân tiêu giao một đường đi tới, ngoài lúc đánh ách họa trung cực ra, cho tới bây giờ hắn trên cơ bản đều chưa từng dùng hết toàn bộ sức mạnh bây giờ cũng thế, chẳng qua là thân thánh thể đạo thai của hắn đến cửu thiên trước. Lực lượng của thân hỗn độn vẫn như cũ chưa từng dùng đến. Nhưng nói thật, từ trước ở cửu thiên cho đến bây giờ, cho dù là thực lực của thân thánh thể đạo thai, đều xa xa chưa từng phát huy ra toàn bộ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quân tiêu giao nhận thấy đối thủ quá yếu. Cho dù là đối phó với sát vương hay là hung vương, quân tiêu giao chủ yếu đều là mấy chiêu giải quyết. Cho nên đến tận bây giờ, còn chưa có kiêu tử, cửu thiên nào từng thấy qua thực lực chân chính của quân tiêu giao. Ngược lại xích đồng long lân đã để cho quân tiêu giao, dùng đến mấy phần bản lĩnh thật sự. Lúc này, sức mạnh to lớn của quân tiêu giao bộc phát, như thần linh thái cổ tạo ra trời đất, nhấc lên càn khôn. Ở dưới lực lượng bơm vào lẫn ra chỉ vô cùng khủng bố của quân tiêu giao. Đó tựa như Thái Sơn đứng sừng sững vạn cổ, ba ngọn núi huyền từ mẫu bất động không lay chuyển bắt đầu dung chuyển dữ dội. Núi huyền từ mẫu, bản thân nó đã rất nặng, sẽ hình thành trường trọng lực cực kỳ khủng bố, bây giờ bị người lay chuyển, lại càng kích phát ra thuộc tính trọng lực của nó. Từng khe nứt không gian thô to như khe vực sâu lan rộng ra. Thiên kiêu bình thường đừng nói lay chuyển một ngọn núi huyền từ mẫu, ngay cả đối diện với cỗ uy áp trọng lực kia đều phải ngạt thở. Mà quân tiêu giao, thân mình đơn bạc, ở trước ba ngọn núi huyền từ mẫu mênh mông vô biên, cao vút trong mây, quả thực còn nhỏ bé hơn cả con kiến. Nhưng lại chính là thân mình đơn bạc này, đồng thời dung chuyển ba ngọn núi huyền từ mẫu. Lên cho ta. Quân tiêu giao quát to một tiếng. Lực thánh thể đạo thai minh mông phát ra. Khí huyết hóa thành con rồng màu máu dài hàng vạn trượng, từ đỉnh đầu bay lên trời, gầm giống trời đất. Đó là biểu hiện cực hạn của lực lượng khí huyết. Ấm, ẩm Ẩm. Càn khôn tựa như nổi trống dung chuyển dữ dội. Hào quang vạn trượng từ chân núi huyền từ mẫu hiện lên. Điều này sao có thể, hắn thật sự có thể cùng lúc lay chuyển ba ngọn núi huyền từ mẫu. Giờ phút này, cho dù là vương diễn, thân thể đều lùi ra xa, không muốn bị liên lụy. Ba ngọn núi huyền từ mẫu đồng thời phát ra lực cộng hưởng từ. Cỗ trọng lực đó đè lên, có thể trực tiếp đập không gian nát vụn, vô số khe nứt hư không dày đặc. Cảnh tượng kia hết sức khủng bố. Dù cho thân thể thái cổ hung thú rơi vào trong đó cũng phải bị nghiền thành thịt nát. Trọng lực trùng trùng điệp điệp dao động, như sóng to gió lớn vỗ về hướng quân tiêu giao. Có thể nói, thân thể thiên tôn, trong nháy mắt cũng sẽ bị trọng lực thủy chiều kia vỗ nát nhưng toàn thân quân tiêu dao nở rộ ra dáng mây thần kỳ mỗi một tấc cơ thể còn kiên cố hơn cả tiên kim vật liệu quý hoàn mỹ không tì vết chỉ là ba ngọn núi huyền từ mẫu mà thôi cũng có thể ngăn được ta sao mặt mày quân tiêu dao lãnh đạm thôi động thần ma đại lực thần thông thôi động lực lượng côn bằng lực lượng của mấy ngàn thế giới tu di bộc phát ra ba ngọn núi huyền từ mẫu lại lần nữa dung chuyển dữ dội tựa như muốn tách khỏi mặt đất thật sâu cuối cùng quân tiêu dao vận dụng một chút lực lượng thế giới tiểu thiên trong khoảnh khắc ba ngọn núi huyền từ mẫu nổ ầm một tiếng đột ngột ngoi từ dưới đất lên có thể nói sức nặng của mỗi một ngọn núi huyền từ mẫu đều có thể so với rất nhiều sinh mệnh cổ tinh trồng chất lên nhau nhưng quân tiêu giao chỉ là vận dụng một chút lực lượng tiểu thiên mà thôi đó chính là lực lượng của một thế giới tiểu thiên giờ phút này trời đất hoàn toàn tĩnh mịch một tay quân tiêu giao nắm nhắc hư không ba ngọn núi huyền từ mẫu đột ngột từ dưới đất chui lên mà ở dưới một ngọn núi huyền từ mẫu trong đó dáng mây thần kỳ nở rộ, tiên khí dày đặc. Thấp thoáng có thể thấy được một cái đỉnh vuông thanh đồng phong cách vô cùng cổ xưa đang ở, trong đó, kèm theo một cỗ lực lượng không gian chấn áp chư giới. Đúng là tiên khí, hỗn nguyên kim đấu. Lạc Ly, còn không đi luyện hóa. Thấy cả người Khương Lạc Ly còn đang bị vây trong trạng thái đờ đẫn, quân tiêu giao lớn tiếng gọi. À được, Khương Lạc Ly phản ứng lại, cũng vội vàng chạy tới chỗ hỗn nguyên kim đấu. Nhưng nàng phát hiện, chỉ có chân chính luyện hóa sơ bộ Hỗn Nguyên Kim Đấu thì nàng mới có thể mang đi. Mà núi huyền từ mẫu này, tuy đã bị Quân Tiêu Dao cầm nhấc lên, nhưng lại không cách nào lệch ra khỏi vị trí, chỉ có thể cố định ở khu vực này. Nói cách khác, trước khi Khương Lạc Ly luyện hóa Hỗn Nguyên Kim Đấu thì Quân Tiêu Dao chỉ có thể nhấc núi huyền từ mẫu lên. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng có thể bỏ hai ngọn núi trong số đó xuống, nhưng việc này với Quân Tiêu Dao mà nói không có gì khác biệt. Hắn cơ bản không thèm đếm xỉa đến. Mà đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, "Quân Tiêu giao, ngươi quả thật là hết lần này tới lần khác nằm ngoài dự đoán của ta, ngươi bị núi huyền từ mẫu đè ép, còn được mấy phần thực lực đâu hả?" Nghe được giọng nói này, Quân Tiêu giao thản nhiên nhìn lại, hai người Hoàng Niết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng xuất hiện, thêm cả biểu cảm khó đoán của Vương Diễn ở bên kia. Nét mặt Vân Thiên lại hơi đổi, "Bọn họ sẽ không vô sỉ như vậy đấy chứ?" Vân Thiên lại âm thầm cắn răng, nghĩ thầm, hai người Hoàng Niết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng xuất hiện, ánh mắt cũng lộ ra vẻ sắc lạnh sâu kín bọn họ và quân tiêu dao đều có thù hận trước đó quân tiêu giao trực tiếp dọa hoàng niết đạo sợ bỏ chạy đó là bởi vì hoàng niết đạo đã biết thực lực chân chính của quân tiêu dao chắc chắn không đơn giản nhưng bây giờ tay quân tiêu dao nhấc núi huyền từ mẫu lên cho dù hắn chỉ nhấc một ngọn thôi thì cũng đủ để áp chế rất nhiều sức mạnh của hắn rồi chớ đừng nói chi là ba ngọn lúc này đang là thời điểm tốt nhất để ra tay Hoàng Niết Đạo và Tiểu Thạch Hoàng cũng không nghĩ có thể thực sự giết chết quân tiêu giao. Đừng nói bọn họ có năng lực này hay không, kể cả có năng lực thì cũng không dám thực sự giết quân tiêu giao, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phụ thân của bọn họ cũng không bảo vệ được bọn họ. Nhưng nếu như nhân cơ hội lần này đánh bại quân tiêu giao, nhục nhã một phen, chen ép dáng vẻ bệ vệ của quân tiêu giao một chút thì vẫn có thể. Cho nên bọn họ mới xuất hiện. Đến tận giờ phút này mới dám hiện thân, xem ra các ngươi còn nhát gan hơn cả tưởng tượng của ta nữa cho dù là hai người này xuất hiện thì biểu cảm trên mặt của quân tiêu dao vẫn rất bình thản quân tiêu dao chưa có phách lối ta cũng không sợ ngươi mái tóc tiểu thạch hoàng tung bay uy phong cứng cáp bộ áo giáp đá phong cách cổ xưa rách nát mặc ở trên người kia chẳng những không làm giảm bớt khí chất siêu phàm của hắn ta ngược lại còn khiến cho hắn ta tăng thêm mấy phần hương vị cổ kính huyền ảo khác với hoàng nhất đạo hắn ta lại chưa từng giao thủ với quân tiêu dao cho nên bây giờ vẫn giữ tự tin như cũ đã như vậy, vương diễn, ngươi cũng cùng lên đi. Mặt quân tiêu giao tỏ vẻ không sao cả nói. Ngươi có tư cách đó sao? Dưới tình huống này, cho dù có thắng quân tiêu giao thì hắn cũng thắng không vẻ vang. Các ngươi hơi quá rồi. Vân Thiên lại lạnh giọng, muốn ra tay tương trợ, kết quả lại bị quân tiêu giao ngăn cản. Không cần, ta ngược lại muốn xem coi, bọn họ có năng lực đối phó với ta này hay không? Quân tiêu giao nói. Nếu như ở vào trạng thái toàn thịnh đối chiến với Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng, thì hắn sẽ cảm giác như đang bắt nạt tiểu bằng hữu, rất không thú vị. Bây giờ như vậy ngược lại mới có một chút ý tứ. Quân tiêu giao, ngươi thật đúng là cuồng vọng đến không giới hạn, thế thì để cho ta đến lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tiểu thạch hoàng hơi không chịu nổi. Hắn ta là nhân vật bực nào, uy chấn bát phương ở tiên vực, cho dù là ở trên cửu thiên, cũng được người ta coi như thiên kiêu cao nhất thành cũ thánh linh. Sao có thể chịu nhục nhã như vậy từ quân tiêu giao? Tiểu Thạch Hoàng trực tiếp ra tay, một quyền nổ ra, ánh sáng hóa đá bao phủ. Hắn ta vừa mới bắt đầu đã là chiêu mạnh nhất Thạch Hoàng quyền. Rõ ràng là muốn trực tiếp chấn áp quân tiêu giao. Một tay quân tiêu giao nhấc ba ngọn núi huyền từ mẫu lên. Tay còn lại năm ngón tay cùng lúc xiết thành nắm đấm nổ ra. Chính là khai thiên thần ma quyền. Quyền phong của hai người đâm vào nhau, trời đất bắn ra gợn sóng, thân thể tiểu thạch hoàng rung lên dữ dội, bị đánh lùi. Hắn ta hơi có vẻ khó tin nói, Lẽ nào thực lực của ngươi không bị áp chế bởi núi Huyền Tử Mẫu? Tiểu Thạch Hoàng có chút không dám tin tưởng. Hắn thấy, cho dù Quân Tiêu Dao có thể nhấc ba ngọn núi Huyền Tử Mẫu, lên thì sức mạnh cũng nên bị áp chế 70% trở lên. Nói cách khác, Quân Tiêu Dao phải hao hết phần lớn lực lượng để nhấc bổng núi Huyền Tử Mẫu lên. Nhưng sao hắn ta cảm thấy, sức mạnh của Quân Tiêu Dao lại không hề suy giảm chút nào vậy? Ta đồng ý cho các ngươi một cơ hội khiêu chiến ta, tới đây đi." Quân Tiêu Dao lên tiếng hắn cũng không phải giả vờ ngớ ngẩn khăng khăng muốn tự mình nhấc ba ngọn núi huyền từ mẫu lên mà là muốn mượn việc này áp chế sức mạnh của mình chiến một trận với đám người tiểu thạch hoàng bằng không thì ngay cả một chút tính khiêu chiến cũng không có ra tay đi hoàng niết đạo cũng hành động hắn ta cũng biết bây giờ đang là thời cơ tốt nhất để đối phó quân tiêu giao bỏ qua cơ hội này lần nữa muốn tìm được thời cơ đè ép quân tiêu giao ước chừng hết sức khó khăn một tay hoàng niết đạo vung ra phẳng phát hiển hóa ra cánh phượng hoàng như đao trời cắt đứt hư không chém về phía quân tiêu dao bất tử hỏa màu đen còn đang nhẹ nhàng quấn quanh từng đợt từng đợt trên cánh phượng nhiệt độ này có thể đốt cháy trời đất hòa tan vạn vật quân tiêu dao lấy quyền hóa trưởng thi triển ra côn bằng pháp lực thái âm thái dương lưu chuyển côn bằng cũng đồng dạng nắm trong tay lực lượng âm dương côn là âm bằng là dương hơn nữa trước đó quân tiêu dao đã hoàn toàn nắm giữ thái dương tiên kinh và thái âm tiên kinh cho nên nghĩa lý trời trăng sâu xa âm dương biến hóa ở trong tay quân tiêu giao thế mà lại hòa hợp thông suốt sóng chiều màu đen vén mở hư không tựa như có một con cá côn khổng lồ vẫy đuôi quất nát hư không bắn lên vạn đạo phù văn bất tử hỏa lập tức bị lực lượng thái âm áp chế đến cực điểm thế nhưng bất tử hỏa cũng không hổ là hỏa diễm cao cấp nhất vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt tiểu thạch hoàng lại lần nữa ra tay cả người tràn ngập một cỗ lực lượng bất hủ bất diệt nhàn nhạt, nhạt. Thạch hoàng phụ thân của hắn ta, nghe đồn bản thể chính là một cái bào thai đá bất hủ. Thân là trưởng tử của Thạch hoàng, tiểu Thạch hoàng tất nhiên cũng kế thừa một phần lực lượng bất hủ bất diệt. Chỉ thấy quyền phong của hắn ta tỏa ra màu xám trắng, như là đá hoa cương vậy. Kỳ thật thân thể của bộ tộc Thánh Linh đã đủ để sánh ngang với thái cổ hung thú, thậm chí ở trên mức độ kiên cố còn muốn vượt qua cả thái cổ hung thú. Ngón tay và bàn tay quân tiêu dao như ngọc bình thường không có gì đặc sắc đánh ra một kích. Quyền phong hai người giao thoa, lại bắn ra tiếng keng keng như kim thiết giáp công bình thường, chấn động thiên hạ. Tiểu thạch hoàng nháy mắt cảm giác cả người đều giống như bị cộng hưởng. Một cỗ lực phản chấn kinh khủng đánh úp lại. Nếu như hắn ta không phải là bộ tộc thánh linh thì có thể ở dưới một kích này, ngũ tạng lục phủ của hắn ta đã phải lệch khỏi vị trí. Đây là cái thân thể biến thái gì vậy? Tiểu thạch hoàng lại lần nữa bị đẩy lui, ra thịt bên ngoài thân thể hóa đá, lại có những vết nứt khẽ lan rộng ra từng đợt từng đợt sơn hà đại ấn tiểu thạch hoàng hô to một tiếng há miệng phun ra một cái ấn đá đây là pháp khí bản mệnh tùy thân của hắn ta đừng thấy chỉ lớn chừng quả đấm trọng lực của nó không hề nhẹ hơn một ngọn núi huyền từ mẫu bao nhiêu chẳng qua bởi vì đây là pháp khí bản mệnh tùy thân của tiểu thạch hoàng cho nên cái ấn đá này mới để cho hắn ta sai khiến sử dụng trên cơ bản không có bất kỳ trọng lượng gì nhưng nếu như là kẻ địch mà nói có thể trong khoảnh khắc nghiền nát thân thể của địch nhân. Chỉ thấy cái sơn hà đại ấn kia đón gió căng phồng lên, giống như thật sự biến thành một mảnh núi sông, có thể đè ép thiên địa càn khôn. Sơn hà đại ấn đánh xuống nhằm vào quân tiêu giao. Có ích gì sao? Ánh mắt quân tiêu giao bễ nghễ, không hề mảy may sợ hãi. Dựa trên lực lượng mà nói, không có bất kỳ thứ gì có thể đè ép được hắn. Bởi vì thánh thể, vốn đồng nghĩa với sức mạnh tối thượng. Hơn nữa quân tiêu giao còn tu luyện thể thư thân thể cực hạn lực lượng của hắn đừng nói ba ngọn núi huyền tử mẫu ngay cả lại đến ba ngọn thì đã sao cho nên một cái sơn hà đại ấn này quả thật không hề mang đến chút xíu áp lực nào cho quân tiêu giao cái gì tiểu thạch hoàng cũng khẽ giật mình trong quá khứ hắn ta đối đầu với kẻ địch có sơn hà đại ấn mọi việc đều thuận lợi đủ để chấn áp đông đảo kẻ địch nghiền nát địch nhân kết quả sơn hà đại ấn đè hướng quân tiêu giao lại như cũ bị quân tiêu giao nhấc lên Thế này tương đương với quân tiêu giao cùng lúc nhắc lên bốn ngọn núi huyền tử mẫu. Việc này sao mà kinh khủng, quả thực yêu nghiệt đến biến thái, không cách nào đo lường theo lẽ thường được. Lúc này đây, tiểu thạch hoàng rốt cuộc đã hiểu. Vì sao trước đó hoàng nhất đạo thấy quân tiêu giao thì lập tức bỏ chạy. Bây giờ quân tiêu giao đang bị vây ở trạng thái áp chế này, thế mà thực lực còn kinh khủng như vậy. Nếu như là ở trạng thái toàn thịnh thì sao? Hơn nữa tiểu thạch hoàng có một điểm không nghĩ tới, cho dù quân tiêu giao có đang ở trang thái toàn thịnh thì cùng lắm, cũng chỉ là thân thánh thể đạo thai, mà thôi. Hắn còn có thân hỗn độn vẫn chưa dùng đến. Thế cho nên, thực lực của quân tiêu giao mới khiến cho cả thế hệ tuổi trẻ tuyệt vọng như vậy. Cơ bản không ai có tư cách có thể khiến cho hắn dùng đến thực lực chân chính. Mà ngay lúc này, vương diễn đang liên tục đứng ngoài quan sát, rốt cuộc đã bước một bước đi ra. Vương diễn vốn cho rằng, quân tiêu giao ở dưới loại tình huống này, cho dù hắn ta ra tay thắng thì cũng là thắng không vẻ vang thân là một trong những thiên kiêu có tiếng tăm nhất cửu thiên, Vương Diễn vẫn luôn rất chú trọng danh tiếng thanh phận của mình. Nhưng bây giờ, Vương Diễn thấy thực lực của quân tiêu giao dường như không hề bị ảnh hưởng áp chế gì. Điều này khiến cho đầu lông mày hắn ta hơi nhíu lại, đã nhận ra quân tiêu giao hình như thật sự có chút tài năng. Cho nên hắn ta cũng không tiếp tục đứng ngoài quan sát nữa mà đứng dậy. Đương nhiên, cần phải có một lý do để ra tay. Thế nên Vương Diễn thản nhiên lên tiếng, tộc nhân Vương mông ta, thay ta đi tìm hoạt dược đó có phải cũng đã bị người giết rồi không? Giết người của đế vẫn thần sơn ta, có bao giờ nghĩ tới phải trả giá đắt gì không? Lời vương diễn nói khiến cho khóe miệng quân tiêu dao nhách lên thành một nụ cười lạnh, muốn ra tay thì tới đi, đừng tìm lý do dư thừa. Nói thật, thêm vào ngươi một người không nhiều, thiếu đi ngươi một người không ít. Lời của quân tiêu dao khiến cho mặt mày vương diễn càng lạnh lẽo hơn. Ở cửu thiên còn chưa có thanh niên cùng thế hệ nào dám ở, trước mặt hắn ta không coi ai ra gì như thế. Đã như vậy, thế thì sẵn tiện dạy dỗ người một chút, ở cửu thiên phải cúi đầu làm người thế nào? Vương diễn rốt cuộc động tay. Trong lúc giơ tay lên, thần năng hội tụ, hóa thành ấn hủy diệt. Chính là đế vẫn chi ấn, thần thông cao nhất duy nhất thuộc về đế vẫn thần sơn. Một ấn đánh ra, phẳng phất có cảnh tượng đế ngã xuống hiện lên, huyết quang đầy trời, cảnh tượng khủng bố khôn cùng. Một chiêu, mạnh mẽ này, trước đó vương mông đã từng thi triển qua, có điều đế vẫn tri ấn mà vương mông thi triển ra và đế vẫn tri ấn mà vương diễn thi triển ra uy lực quả thực khác nhau một trời một vực thậm chí còn không giống như là cùng một thức thần thông qua vương triển thi triển ra dường như thật sự có thể khiến cho đại đế đổ máu mà lúc này hai người tiểu thạch hoàng và hoàng nhất đạo cũng lần nữa ra trận trong lúc nhất thời tam đại thiên kiêu cùng nhau vây công quân tiêu giao một màn này khiến cho kẻ khác phải rúng động về việc này quân tiêu giao chỉ khẽ cười nhạt dù là lấy một địch ba, tay còn phải đỡ núi huyền tử mẫu, thì quân tiêu giao ta cũng có thể dễ dàng chấn áp các ngươi. Quân tiêu giao tiêu sái lên tiếng, khiến cho chúng nữ vân thiên lại, liễu Quỳnh Yên đang có mặt ở đây đều tâm thần rung động. Đây mới là tuyệt thế thiên kiêu chân chính. Hơn nữa ở ngoài động tam tiên, rất nhiều nữ tu sĩ tiên lăng, trái tim thiếu nữ đều đang thổn thức. Không thể không nói, biểu hiện của quân tiêu giao thật sự quá khiến người ta giật mình. Tay đỡ ba ngọn núi huyền từ mẫu, cộng thêm một cái sơn hà đại ấn, kết quả vậy mà vẫn còn dư sức cùng lúc chống lại ba vị thiên kiêu vương diễn, tiểu thạch hoàng, hoàng nhất đạo. Sức mạnh này, quả thực đã vượt quá tưởng tượng. Hừ, sau này hắn nói mạnh miệng cũng không muộn. Tiểu thạch hoàng vung thạch hoàng quyền, một quyền đi xuống, tựa như trời sụp đất nứt. Sơn hà đại ấn của hắn ta cũng được thúc giục lên đến cực hạn, như núi lớn vạn quân, tiếp tục đè ép quân tiêu giao. Hoàng Niết Đạo cũng đã phát huy ra thực lực chân chính, bất tử hỏa hừng hực khắp người, hóa thành một con phượng hoàng lửa màu đen, phóng tới quân tiêu giao, thiêu dụi mọi thứ dọc đường. Một chiêu đế vẫn tri ấn của vương diễn, khiến cho trời cao đổ máu, trời đất gào thét. Một chiêu này, đã đủ khiến cho rất nhiều kiêu tử cửu thiên sợ hết hồn, hai chân run rẩy. Chiêu thức mạnh mẽ của tam đại thiên kiêu đồng thời vây quét tới. Quanh người quân tiêu giao, 20 tầng vòng thần miễn dịch pháp lực hiện ra. Giống như thế giới một tầng rồi lại một tầng trồng lên trên người quân tiêu giao, thay hắn ngăn cản chiêu thức thần thông chẳng qua chiêu thức mạnh mẽ của Tam Đại Thiên Kiêu cùng lúc đánh úp lại, cỗ lực lượng kia cũng đã đủ kinh khủng. Vòng thần miễn dịch pháp lực hết tầng này đến tầng khác bị phá hủy. Chuyện được đọc bởi kênh haleyzy Audio. Quân Tiêu do thấy thế, lại lần nữa giơ tay lên, tế ra thần thông khủng bố, một cái hố đen tối tăm bí ẩn, tựa như có thể nuốt chửng hết thảy, từ trước người Quân Tiêu do hiện ra. Ở trong đó, bóng tối dường như lên đến cực hạn, thậm chí ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được một cỗ lực thôn phệ kinh khủng tới cực điểm đang luyện hóa hết thảy thần thông khủng bố của tam đại thiên kiêu, sau khi tầng tầng suy yếu đi qua vòng thần miễn dịch pháp lực uy lực đã mất hơn phân nửa giờ phút này lại lần nữa bị cái miệng hố đen này thôn phệ luyện hóa mất hết, đây đương nhiên là hố đen duy nhất của quân tiêu giao, cái hố đen duy nhất này chính là quân tiêu giao dùng lực lượng của rất nhiều thuộc tính thôn phệ ngưng kết tạo thành như pháp tắc thôn phệ thôn thần ma công, thôn thiên tạo hóa thần quyết, thôn phệ đại thần thông vân vân. Trong đó mỗi một dạng lực lượng thôn phệ đều hết sức cường đại. Mà sau khi được quân tiêu giao điều chỉnh hợp lại, hóa thành hố đen duy nhất xong. Cái hố đen duy nhất này tựa như tồn tại tinh hoa của tất cả thôn phệ. Hả? Đây là... Trong mắt vương diễn cũng lộ ra một chút sắc thái khác lạ. Không ngờ cái hố đen quân tiêu giao, tế ra gia này lại luyện hóa chiêu thức thần thông của ba người bọn họ lực thôn phệ thật là kinh khủng sao có cảm giác không hề thua kém thao vương nhỉ hung vương nhìn cái hố đen duy nhất kia cũng có cảm giác hãi hùng khiếp vía trong thú quật tứ tiểu vương bọn họ xếp hạng nhất chính là thao vương của nhất mạch thao thiết mà thao thiết trời sinh chính là chúa tể lực thôn phệ theo lý thuyết ở phương diện thôn phệ sinh linh có thể sánh ngang với thao thiết cực kỳ hiếm có chỉ có số ít các sinh linh như vệ thần trùng trời sinh có lực thôn phệ mới miễn cưỡng so sánh được nhưng một giới nhân tộc quân tiêu giao vậy mà lại có thể nắm giữ đạo thôn phệ huyền bí như vậy, xác thực khiến cho hung vương khiếp sợ. Tâm niệm quân tiêu giao vừa động, hố đen duy nhất kia đột nhiên kéo dài ra rất nhiều xúc tu tối đen. Xúc tu đen nhánh kia chính là một loại biểu hiện cụ thể của pháp tắc thôn phệ, quấn tới chân ba người vương diễn, tiểu thạch hoàng, hoàng niết đạo. Hừ. Vương diễn hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên vỗ ra một trưởng, tử khí trùng trùng điệp điệp nổi lên, lại càng tôn lên khí chất vô song, vô cùng tôn quý của vương diễn. Ồ, năng lượng tử khí đặc thù là bắt nguồn từ trùng quả hồng mông tử khí đó sao trước đó quân tiêu dao đã từ chỗ của khương lạc ly biết được thiên phú đứng đầu này của vương diễn là do hắn ta đã từng dung hợp một trùng quả hồng mông tử khí hồng mông tử khí cũng là năng lượng tôn quý cổ xưa nhất trong trời đất giống như hỗn độn khí đều là một trong những năng lượng nguyên thủy nhất vào thổ sơ khai vũ trụ mà trùng hồng mông tử khí chính là ở sau khi tinh hoa năng lượng hồng mông tử khí ngưng kết hạt giống tạo ra có được đủ loại lực sâu xa khó hiểu. Còn nghe đồn, nếu như trùng hồng mông tử khí có thể lột xác, nảy mầm, thậm chí còn có khả năng phát triển lên thành hồng mông thụ. Hồng mông thụ là thần vật bực nào? Đó chính là thần vật trời đất đủ để sánh vai cùng thế giới thụ, cả thế gian hiếm thấy. Chí bảo vô thượng mà ngay cả thần thoại đế đô cũng phải động tâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vương diễn muốn có được Khương Lạc Ly. Nguyên linh tiên thể của Khương Lạc Ly, bản thân trời sinh hòa với năng lượng trời đất, thậm chí còn có thể phun ra nuốt vào tiên khí với sự lột xác của trùng hồng mông tử khí mà nói rất có ích vương diễn chính là muốn mượn nguyên linh tiên thể của khương lạc ly để cho trùng hồng mông tử khí của hắn ta lột xác nảy mầm thế thì ngày sau mới có thể phát triển lên thành hồng mông thụ đương nhiên kế hoạch này hoàn toàn không thể thực hiện được có điều tuy không lột xác nhưng lực lượng tự thân của trùng hồng mông tử khí cũng đã đủ mạnh rồi trong quá khứ những thiên kiêu có thể hoàn toàn dung hợp trùng hồng mông tử khí cuối cùng không có ai mà không phải là nhân vật đại đế trở lên, đứng ở đỉnh cao nhất của mỗi thời đại. Lực lượng của trùng hồng mông tử khí, ngươi không cách nào tưởng tượng ra được đâu. Nét mặt vương diễn bình thản, hai tay diễn hóa tử khí, khói dáng đầy trời. Chỉ là trùng hồng mông tử khí mà thôi, cũng không phải hồng mông thụ, lại càng không phải là hồng mông đạo thể. Quân tiêu giao cười lạnh một tiếng. Hồng mông đạo thể, chính là thể chất vô địch sánh vai cùng hỗn độn thần thể, vĩnh hằng tiên thể. Một trong mấy loại thể chất mạnh nhất xưa nay hồng mông đạo thể, diễn hóa hồng mông đại đạo. Hỗn độn thần thể, nắm giữ nghĩa lý sâu xa của hỗn độn. Vĩnh hằng tiên thể, ngưng tụ tinh túy tiên đạo. Có thể nói, nếu như là hồng mông đạo thể chân chính, thế thì quân tiêu giao thật sự phải nhìn thẳng vào, nghiêm túc đối đãi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một trùng hồng mông tử khí, lại muốn đè ép hắn, cũng không khỏi quá ngây thơ rồi. Nếu là hồng mông đạo thể thực thụ xuất hiện, cũng đủ để có thể tùy tiện chấn áp ngươi. Vương diễn lạnh giọng nói, khi hắn ta di chuyển hai tay của mình, sương mù màu tím tràn ngập trong không khí, thần mang vạn đạo. Ngăn chặn những xúc tu đang muốn vươn ta từ trong lỗ đen. Hồng mông đạo thể, chẳng qua cũng chỉ có thể khiến ta hơi nghiêm túc đối phó mà thôi. Quân tiêu giao nhạt nói, hỗn độn thân của hắn, chính là hỗn độn thanh liên thể. Thật ra cũng không có gì khác so với hỗn độn thần thể. Mà bản thân hỗn độn thần thể, cũng là một loại thể chất đỉnh cao cùng đẳng cấp với hồng mông đạo thể. Huống chi là quân tiêu giao còn có thánh thể đạo thai thân, nếu như hắn hoàn toàn lột xác thành tiên thiên thánh thể đạo thai, chắc chắn sẽ không yếu hơn ba loại thể chất siêu thần là hồng mông đạo thể, hỗn độn thần thể, vĩnh hằng tiên thể. Khẩu khí thật lớn, vậy ta giúp ngươi mở mang kiến thức một chút, sức mạnh hồng mông tử khí. Xung quanh vương diễn lửa đỏ bừng bừng, giống như mặt trời lớn màu tím, phổ chiếu thương sinh vạn thế. Tử khí đông lai ba ngàn dặm. Vương diễn thôi động sức mạnh hồng mông tử khí. Tử khí trùng trùng điệp điệp phun trào, biến thành một tử khí thánh long thân rồng to lớn như dãy núi, uốn lượn vạn trượng, lớp vảy màu tím dày đặc, sống động như thật. Tử khí thánh long gào thét thương thiên, tổ địa của ba tiên động dường như đều đang rung động. Đó chính là sức mạnh hồng mông tử khí sao? Nhìn thấy chiêu thức của Vương Diễn, đám người Vân Thiên lại, Liễu Quỳnh Yên, Hung Vương cũng đều rung động. Vương Diễn không hổ là một trong yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên, chỉ là chiêu này cũng đủ để chấn áp rất nhiều thiên kiên trên bảng cửu thiên long phượng. Nếu như Vương Diễn nghiêm túc, thứ hạng của hắn ta chắc chắn sẽ không dừng lại ở số 10. Liễu Quỳnh Yên lẩm bẩm nói, sở dĩ hiện giờ vương diễn xếp ở vị trí thứ 10 trong bảng cửu thiên long phượng. Chỉ là bởi vì hắn ta lười tranh bảng mà thôi. Quân công tử, Vân Thiên lại lại vô cùng lo lắng. Cho dù trước kia nàng muốn trợ giúp, nhưng lại bị quân tiêu giao từ chối. Mặc dù Vân Thiên lại tin tưởng thực lực của quân tiêu giao, nhưng giờ phút này khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ngay cả chính bản thân Vân Thiên lại cũng không phát hiện ra được. Trong lúc vô thức, nàng đã lo lắng cho quân tiêu giao như vậy. Có chút đồ vật. Nhưng có điều, với tình trạng của ngươi như bây giờ mà muốn đối phó ta, thì quả thật có chút ngây thơ rồi. Quân tiêu giao cười khẽ một tiếng, dường như xem thấu mọi việc. Ừm. Vương diễn nhíu mày một cái. Hẳn là bị quân tiêu giao đã nhìn ra rồi. Quân tiêu giao đưa tay, sức mạnh pháp tắc tạo thành một hư ảnh chuông lớn. Dường như có thể chấn áp thiên địa. Vô trùng ấn. Trong mắt vương diễn bắn ra tinh mang, có thể nói vô trung đại đế có ảnh hưởng sâu sắc đến cửu thiên thậm chí ngay cả một tồn tại vô thượng của cấm khu luân hồi hải cũng bị vô trung đại đế đánh cho trọng thương ngủ say đến tận giờ mà quân tiêu giao cứ như vậy dùng danh nghĩa là truyền nhân của vô trung đại đế để tiến vào cửu thiên đây quả thực là sự khiêu khích trần trụi đối với cửu thiên ầm um, quân tiêu giao tay nắm vô trung ấn hư ảnh chuông lớn mang theo sức mạnh chấn áp chư giới chấn áp về phía tử khí thánh long tử khí thánh long gào thét Tử hà vạn trượng, điểm lành rực rỡ, bắn ra sức mạnh ngập trời. Nhưng dường như vẫn bị hư ảnh chuông lớn hung hăng chấn trụ. Quân tiêu giao, giống như là ý chí của vô trung đại đế xuất hiện từ trong bóng tối, tiếp tục chấn áp kiêu tử cửu thiên. Một bên khác, Hoàng Nhất Đạo và Tiểu Thạch Hoàng, cũng là phá vỡ xúc tu đen nhánh duy nhất nhô ra từ trong lỗ đen. Ngọn lửa bất tử của Hoàng Nhất Đạo đang phun trào, ở giữa đôi cánh giống như là thiên đao tách đôi thiên địa ra vậy. Bất tử thần Hoàng trảm, đây là một thức cực chiêu của hoàng nhất đạo bất tử hỏa hoàng dực giống như là thiên đao chia cắt càn khôn hoàn vũ đồng thời mang theo sức mạnh thiêu đốt vô tận còn tiểu thạch hoàng khi anh ta giơ tay lên hóa đá chi quang phun trào ngưng kết thành một cây kích lớn màu xám đây là một thần binh bắt trước phụ thân hán thạch hoàng tên là thạch hoàng kích tiểu thạch hoàng cầm đại kích trong tay dùng sức mạnh vô song chém về phía quân tiêu dao quân tiêu dao thấy thế bắt đầu trở tay đầu ngón tay vẽ một đường ngang một đường dọc trong hư không dường như trực tiếp chia cắt không gian tinh vũ thâm thúy vô tận nổi lên từ trong cái khe đó rõ ràng là loạn thiên bí thuật của loạn cổ đại đế thập tự tinh vực giao thoa loạn thiên bí thuật trong mắt tiểu thạch hoàng nổ ra lãnh mang giống như vô trung đại đế từng đánh trọng thương luân hồi hải cấm kỵ vậy loạn cổ đại đế đã từng kết thù hận với thánh linh chi khư đã từng chém giết không chỉ một vị cổ lão đại thành thánh linh của thánh linh chi khư mà thạch hoàng và thánh linh chi khư lại có mối quan hệ không thể tách rời Tiểu Thạch Hoàng vẫn luôn công nhận thân phận thiên kiêu thánh linh chi khư của mình, chứ không coi mình là thiên kiêu tiên vực. Cho nên, quân tiêu giao thi triển ra loạn thiên bí thuật này, rõ ràng đã chạm tới lửa giận Tiểu Thạch Hoàng. Loạn cổ truyền thừa, nên tuyệt chủng rồi. Tiểu Thạch Hoàng thét dài, đại kích trong tay chém tới, bổ về phía thập tự tinh vực. a à, loạn cổ truyền thừa, một kẻ sâu kiến như ngươi há có thể muốn phá bỏ là có thể phá bỏ được. Đừng nói là ngươi, cho dù là phụ thân ngươi Thạch Hoàng, cũng không có tư cách đó quân tiêu giao lạnh lùng nói hắn xem như đã biết thạch hoàng đoán chừng thật sự đã từng là một vị đại lão của thánh linh chi khư đoán chừng rất lâu trước kia đã từng đến tiên vực bí mật bố trí âm thầm làm việc tập hợp một nhóm thánh linh gây dựng thánh linh đảo ầm um, một kích này va chạm thập tự tinh vực giao nhau giống như là chia cắt hư không tiểu thạch hoàng cũng bị đẩy lui bên ngoài thân lại xuất hiện thêm một vài vết tích dạn nứt nhưng chiếc áp giáp bằng đá rách dưới trên người hắn ta lại mơ hồ phát sáng một cỗ khí tức tràn ngập đang trợ giúp hắn ta khôi phục thương thế thật đúng là yêu thương dòng dõi của mình ánh mắt quân tiêu dao nhìn thấy được nguồn gốc của tấm áo giáp đá rách dưới đó chắc hẳn có một loại liên quan nào đó với thạch hoàng ba người các ngươi liên thủ mà thực lực chỉ có vậy thôi sao đã không thú vị như vậy chi bằng mau kết thúc thôi quân tiêu dao cũng không muốn lại kéo dài thêm nữa vốn dĩ hắn là người duy nhất thân phụ ba huyền từ mẫu sơn lại thêm một đại ấn sơn hà ba người này liên thủ, có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú một chút. Xem ra, cũng chỉ đến thế mà thôi. Quân tiêu giao, người quá tự đại rồi. Tử diệu thiên luân. Ở chính giữa mi tâm vương diễn lấp lóe một điểm thần hoa màu tím, bí lực vô tận bộc phát, hóa thành hồng mông tử khí ngập trời. Sau đó, một bảo luân tím lấp lánh, từ trong tử khí mông lung sông ra, cắt chém hư không, dường như chia thế giới thành hai. Đồng thời, tiểu thạch hoàng cũng lại lần nữa huy động đại kích, giáp đá rách dưới trên thân gia chỉ thần lực một kích chém về phía quân tiêu giao hoàng nhất đạo hét dài một tiếng bất tử hỏa trên thân thiêu đốt gã giống như là Niết bàn, biến thành một bất tử thần hoàng lông vũ toàn thân xuất hiện đây là thần hoàng đại thần thông cùng với côn bằng đại thần thông lôi đế đại thần thông đều là cực điểm thần thông trên thế gian có thể nói giờ phút này tam đại thiên kiêu đều đã thi triển hết cực chiêu uy năng kinh khủng đến mức làm cho khí cơ nơi đây đều hỗn loạn thiên địa bạo động mà quân tiêu dao thần sắc vẫn không có chút thay đổi nào đứng trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc trong cơ thể hắn trí tôn cốt biến thành trí tôn thần huyết đang sôi trào thiêu đốt trí tôn thuật thứ tư gia trì ẩm um, xung quanh cơ thể quân tiêu giao thần diễm bừng bừng đó là trí tôn thần huyết đang thiêu đốt gia trì sức mạnh cho quân tiêu dao sức mạnh của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần sau đó thánh thể dị tượng âm dương sinh tử đồ xuất hiện giống như là hàng rào, tạm thời ngăn trở chiêu thức công phạt của Tam Đại Thiên Kiêu. Lập tức, quân tiêu giao đánh một quyền về phía hư không, vô tận hư không lan tràn khe hở vực sâu. Loạn thiên bí thuật, mãi mãi trục xuất. Bất tử thần hoàng do hoàng niết đạo tạo ra, ngay lập tức bị vực sâu hư không nuốt chửng. Gã phát ra tiếng kêu to, vỗ cánh muốn thoát ra, nhưng lại bị một lực hút không biết từ đâu tới kéo lại, cuối cùng rơi vào vực sâu hư không. Vị con trai trưởng bất tử cổ hoàng này, trong nháy mắt bị trục xuất vào hư không vô định. Chuyện này, thấy cảnh này, Vương Diễn và Tiểu Thạch Hoàng đều có chút ngẩn ngơ. Trước đó, quân tiêu giao không nghiêm túc coi bọn họ là đá mai đao. Vì thế bọn họ mới có thể đánh có đi có về với quân tiêu giao. Nhưng bây giờ, quân tiêu giao cảm thấy không thú vị nữa, vì thế mới nghiêm túc động thủ. Chí tôn thuật thứ tư gia trì, thuộc tính các phương diện trực tiếp tăng vọt mấy lần. Sau đó một chiều vĩnh hằng trục xuất, trực tiếp liền trục xuất hoàng Niết đạo tới không gian thứ nguyên hỗn loạn quân công tử lúc này mới xem như nghiêm túc động thủ sao vậy là trước đó chỉ là chơi đùa sao nhìn đến đây vân thiên lại dùng ngọc thủ che môi đỏ không thể tưởng tượng nổi phải biết quân tiêu dao còn phải kéo theo ba tòa huyền tử mẫu sơn thêm một tòa sơn hà đại ấn nói cách khác hiện giờ hắn đang ở vào trạng thái bị áp chế đây quả thực nghịch thiên ầm ầm vực sâu hư không tầng tầng lớp lớp lan tràn một thức bí thuật này của loạn cổ đại đế uy lực quá mức kinh khủng dù là tiểu thạch hoàng cũng phải biến sắc, trực tiếp triệu hồi Sơn Hà đại ấn, dùng để bảo vệ bản thân, ngăn cản vực sâu hư không kia. Vương Diễn, toàn thân bị tử sắc thần hoa bao trùm lấy, giống như một mặt trời lớn màu tím vậy. Hồng Mông tử khí tràn ngập, thay hắn ta ngăn trở lực hút của vực sâu hư không. "Nếu ta thực sự nghiêm túc, các ngươi cho rằng các ngươi có sức hoàn thủ sao?" Quân Tiêu Dao lạnh lùng, đồng thời một tay chụp vào Tử Diệu Thiên Luân kia. Tự tìm đường chết." Vương Diễn hờ hững nói nhưng mà sau một khắc, hắn ta liền ngẩn ngơ. Quân tiêu giao chỉ trưởng trực tiếp bắt lấy từ diệu thiên luân, bắn ra hỏa hoa trói mắt, đạo tắc bắn tung tóe. Quân tiêu giao năm ngón tay vồ lấy, trực tiếp nghiền nát từ diệu thiên luân sắc bén đủ để mở ra hư không thiên địa kia, khiến nó hóa thành từng điểm ánh sáng màu tím. Đây chính là một kiện binh khí mà vương diễn phải tế luyện rất lâu mới có được. Mặc dù không phải đế binh thực thụ, nhưng luận về uy lực, thật ra đã đạt đến đỉnh phong của trí tôn khí, sắp tiếp cận chuẩn đế khí, kết quả lại bị quân tiêu giao tay không nghiền nát. Hơn nữa còn vô cùng nhẹ nhàng. Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc nhục thân quân tiêu giao, đã có thể so với đế binh rồi. Sắc mặt vương diễn trầm xuống. Ngay cả người như hắn ta quen với việc thờ ơ coi thường người khác, hiện tại cũng cảm thấy một nguồn áp lực thực sự lớn. Quân tiêu giao không cho bọn họ thời gian phản ứng. Chân hắn đạp côn bằng cực tốc, đầu tiên là phóng về phía tiểu thạch hoàng. Một lục đạo luân hồi quyền oanh kích về phía tiểu thạch hoàng, giống như là trời đất sụp đổ, hoàn vũ phá vỡ. Toàn bộ thế giới đều giống như muốn đổ sụp, rơi vào hư vô. Tiểu thạch hoàng thét dài, sợi tóc tung bay. Gã cũng thôi động toàn lực, đại kích trong tay chém ngang ra. Đây là binh khí bắt trước phụ thân hán thạch hoàng kích, có được một tia thần vận của thạch hoàng kích, uy năng cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng quân tiêu giao quyền phong cái thế, đánh đầu thắng đó, có thể đã diệt lục đạo thì sợ gì một cây binh khí. Leng keng, két két, thanh âm thanh thúy vang lên, đại kích trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ. Sau đó, quân tiêu giao quyền phong không giảm, trực tiếp khắc trên lồng ngực tiểu thạch hoàng. Đông, một âm thanh chói tai như tiếng trống vang lên. Vốn dĩ một quyền này, tuy không trực tiếp đánh cho tiểu thạch hoàng chia năm xẻ bảy, nhưng chí ít cũng có thể đánh cho gã trọng thương. Nhưng kết quả, lại không phải như thế. Khói miệng tiểu thạch hoàng lộ ra một nụ cười lạnh. Quân tiêu giao, kẻ ngây thơ chính là ngươi. Lời của tiểu thạch hoàng vừa rơi xuống, áo giáp đá trên người gã bỗng nhiên bắn ra một luồng khí thức vô cùng mênh mông thậm chí còn mang theo uy thế của một vị đế dường như có một bóng người bất hủ đứng sừng sững giữa thiên địa mang theo hương vị tuyên cổ bất diệt bóng người mơ hồ kia vô cùng khủng bố chỉ riêng khí thức đã có thể áp sập hư không khiến hoàn vũ run rẩy thạch hoàng ánh mắt quân tiêu dao sắc bén ngay cả hắn cũng cảm nhận được một nguồn áp lực kinh khủng loại áp lực này thậm chí còn kinh khủng hơn hơn nhiều so với ba tòa huyền tử mẫu sơn cộng lại. Đây chính là uy thế của Thạch Hoàng. Ông ta chính là một khối bất hủ thạch thay biến thành, từng danh chấn tiên vực, đánh khắp bát phương. Thạch Hoàng, quả nhiên có liên quan đến thánh linh chi khư. Vương diễn nhìn thấy cái bóng mờ kia, cũng hơi nheo mắt. À, bây giờ thì quân tiêu giao nên làm gì đây? Lời khoác lác thì đã nói ra rồi. Vương diễn cười lạnh. Quân tiêu giao trước đó nói, cho dù hắn tay nâng ba tòa huyền tử mẫu sơn, cũng có thể tùy tiện quét ngang bọn họ. Nhưng hiện tại, tiểu thạch hoàng người mang bảo vật bí mật, cộng thêm với uy lực của thạch hoàng. Vương diễn thấy quân tiêu giao sắp lâm vào khốn cảnh rồi. Đừng nói quét ngang bọn họ, hiện giờ ngay cả việc có thể tự vệ hay không cũng là cả một vấn đề. Quân tiêu giao, thạch hoàng giáp này, chính là phần da đá rơi ra lúc phụ thân ta thuế biến. Người đánh được sao? Tiểu thạch hoàng chắp tay, giờ phút này khôi phục vẻ ung dung. Thạch hoàng giáp là áo giáp mà thạch hoàng lột xác ra đá đúc thành, sau đó dung nhập một sợi đế uy của thạch hoàng dùng để bảo vệ dòng dõi của mình khoác lên một cái mai rùa mà đã khôi phục tự tin rồi sao quân tiêu dao mỉa mai cười một tiếng ngươi sắc mặt tiểu thạch hoàng lạnh như băng quân tiêu giao nói thạch hoàng giáp là mai rùa đây chẳng phải là coi gã và phụ thân của gã là rùa đen sao điều này tuyệt đối không thể nhịn được ầm dường như cũng cảm nhận được sự miệt thị của quân tiêu dao hư ảnh thạch hoàng từ sợi đế uy biến thành kia khuôn mặt mơ hồ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía quân tiêu dao Lập tức áp lực vô tận cuốn tới. Nhưng quân tiêu dao mặt không đổi sắc. Truy cập halaji com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hắn là người thường thấy sóng to gió lớn. Từng nói chuyện cùng thần thoại đế, cùng đối chiến với trung cực ách họa Thạch hoàng quả thực rất mạnh, nhưng cũng không thể dựa vào một sợi đế uy mà có thể chấn áp hắn được. Ngươi thật sự cho rằng ta không phá được cái mai rùa này của ngươi sao? khi quân tiêu dao đưa tay ra, một viên phủ văn lạc ấn sáng chói bị hắn giữ tại trong tay. Sau đó, đạo phủ văn lạc ấn này biến thành một thanh chiến phủ. Chuôi chiến phủ này, khí tức che đậy chư thiên, giống như là cự phủ, bàn cổ khai thiên tích địa trong thần thoại. Cho dù chỉ là một dấu ấn cũng tản ra đế uy, phóng xuất ra vô tận khí tức chèn ép. Đây chính là một đế binh lạc ấn của loạn cổ phủ mà quân tiêu giao lấy được. Loạn cổ đại đế tổng cộng có hai kiện binh khí. Loạn cổ đế phủ và loạn cổ phủ, loạn cổ đế phù, hiện tại cũng ở trong mi tâm của quân tiêu giao, bảo vệ nguyên thần của hắn. Mà loạn cổ phù là một viên lạc ấn, mà trước đó quân tiêu giao từng chiếm được ở táng đế tinh, từ chỗ loạn cổ đại đế tâm ma. Nhưng loạn cổ tâm ma từng nói qua, quân tiêu giao có thể mượn nhờ lạc ấn này để tìm loạn cổ phù thực thụ. Về sau quân tiêu giao phỏng đoán, loạn cổ phù hẳn là đang ở tai cửu thiên. Mà bây giờ, quân tiêu giao tế ra loạn cổ phù lạc ấn, cũng có đế uy tản ra trong đó mơ hồ hiện lên một thân ảnh to lớn vô cùng cuồng ngạo bế nghĩa thiên địa đây là tiểu thạch hoàng giật mình trong lòng có một dự cảm bất tường còn không đợi gã suy nghĩ nhiều chí tôn thần huyết toàn thân quân tiêu giao sôi trào thôi động sức mạnh vô song thậm chí còn dung nhập sức mạnh của tiểu thiên thế giới vào trong loạn cổ phù lạc ấn giờ phút này quân tiêu giao tay cầm loạn cổ phù thật giống như là biến thành hồng hoang thần chỉ khai thiên tích địa Cỗ khí tức kia áp sập chư thiên sau đó một búa chém về phía tiểu thạch hoàng trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt trong hư không lan ra một khe lớn ngang qua thiên địa mênh mông phủ mang che khuất bầu trời chém đứt thương khung toàn bộ không gian ba tiên động đều giống như bị chặt thành hai nửa tiểu thạch hoàng thôi động thạch hoàng giáp kiệt lực ngăn cản nhưng hư ảnh thạch hoàng do một sợi đế uy tạo thành kia trực tiếp bị phủ mang mênh mông chém thành hai nửa loạn cổ hư ảnh thạch hoàng ngữ khí lạnh lùng sau đó vỡ nát phốc phốc tiểu thạch hoàng điên cuồng phun ra máu tươi, tinh huyết trong cơ thể đều phun tung tóe ra, da trên cơ thể bị nứt nẻ thành những mảnh nhỏ. Ngay cả thạch hoàng giáp cũng đều dần chóc ra, trông vô cùng thê thảm. Ngay khi quân tiêu giao chuẩn bị tiếp tục vung ra búa thứ hai, thạch hoàng giáp trực tiếp bao bọc lấy tiểu thạch hoàng đang hôn mê và bị thương nặng, hóa thành một luồng ánh sáng chạy trốn về nơi xa. Chỉ bằng mấy chiêu ngắn ngủi, hoàng Niết đạo, tiểu thạch hoàng. Một người bị cuốn vào hư không vô định, một người trọng thương hôn mê, bị đưa đi một cách thê thảm. Ở đây, chỉ còn sót lại một mình Vương Diễn. Vương Diễn mặc dù vẫn duy trì sự bình tĩnh như cũ, nhưng từ nơi sâu đáy mắt hắn ta, có thể thấy được sự mất tự nhiên. Bây giờ đến lượt ngươi, giọng quân tiêu giao đùa cợt, như mèo vườn chuột. Ai có thể ngờ rằng cục diện sẽ thay đổi như thế này? Ngay cả hư ảnh Thạch Hoàng cũng đều được tế ra, kết quả bị quân tiêu giao chôn vùi. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Vương Diễn. Nhưng Vương Diễn cũng không hổ lại yêu nghiệt đứng hàng đầu cửu thiên, Giờ phút này hắn ta vẫn giữ được sự bình tĩnh như cũ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía quân tiêu giao. Quân tiêu giao, ta thừa nhận, quả thật ta có chút xem thường ngươi. Không chỉ có là ta, các tu sĩ khác ở cửu thiên cũng đều xem thường ngươi, nhưng, ở cửu thiên ngươi không thể làm cản được, sẽ có người đến đây chấn áp ngươi. Dù không phải là ta, cũng sẽ có những người khác. Giọng nói vương diễn rất bình thường, giống như đang nói về một chuyện hết sức bình thường vậy. Quả thật là ở cửu thiên, Yêu nghiệt hàng đầu không chỉ có một mình Vương Diễn, mà điều quan trọng hơn chính là tại Cửu Thiên còn có tồn tại mà ngay cả Vương Diễn cũng phải vô cùng kiêng kỵ, chính là vị đứng đầu Long Phượng Bảng của Cửu Thiên. Nếu hắn ta ra tay, Vương Diễn tin rằng cho dù là quân Tiêu Giao cũng sẽ bị chấn áp. Đương nhiên, hiện giờ Vương Diễn rất tự tin về bản thân mình, hắn ta có năng lực đối chiến với quân Tiêu Giao. Nói nhảm nhiều như vậy, hiện giờ ngươi không có tư cách ồn ào ở trước mặt ta trí tôn thần huyết trong cơ thể quân tiêu giao sôi trào, đồng thời kích phát bí lực trong đó. Một tầng lại một tầng ánh sáng vô cùng khủng bố phát ra, từ bên ngoài cơ thể quân tiêu giao. Chính là thượng thương kiếp quang, luân hồi nhất quang, tội nghiệt ma quang. Những thứ này đều từng là trí tôn cốt thần thông. Nhưng hiện giờ, sau khi biến thành trí tôn thần huyết, quân tiêu giao vẫn có thể vận dụng như cũ. Thân hình quân tiêu giao như lưu tinh, phá vỡ hư không, vọt tới phía trước vương diễn, tam trọng thần quang bên ngoài cơ thể phun trào, tê thiên liệt địa. Vương Diễn thấy thế lập tức đưa tay ra, tử khí hội tụ, hóa thành một tử khí đại thủ ấn che cả một phương trời. Ở một mức độ nào đó cái này cùng giống với hỗn độn đại thủ ấn. Tử khí đại thủ ấn như một bầu trời màu tím ép xuống. Uy thế đó khiến người khác phải biến sắc. Hiện giờ bọn họ mới biết được, thực lực của Vương Diễn lại mạnh đến như vậy. Nếu hắn ta nghiêm túc, chắc chắn không chỉ xếp thứ hạng 10 trong cửu thiên long phượng bảng. Mà quân tiêu giao, toàn thân tam trọng thần diễm bừng bừng, trực tiếp xuyên thấu tử khí đại thủ ấn một quyền chấn hướng về phía vương diễn tạo lên vạn trọng pháp lực thủy triều dưới sự gia trì của trí tôn thần huyết thực lực của quân tiêu giao bây giờ quả thật vô cùng kinh khủng hơn nữa đối mặt với vương diễn trước mặt này quân tiêu giao căn bản không cần vận dụng đến át chủ bài thần thông sáng thế kỷ thậm chí ngay cả lục đại thánh thể dị tượng cũng không cần phải tế ra toàn bộ ầm um, một kích va chạm nổ ra vạn đạo pháp lực sóng cả cơ thể vương diễn bay thẳng ra ngoài tử khí tán loạn nhưng điều khiến cho người ta hoảng sợ chính là, giờ khắc này thân hình Vương Diễn lại trở nên hư ảo. Đây chẳng lẽ là đám người Vân Thiên lại, Liễu Quỳnh Yên đều vô cùng giật mình. Mà ở bên ngoài Tam Tiên Động, một đám sinh linh Cửu Thiên đang quan chiến qua màn sáng xuyên thấu, hô hấp đều dừng lại một lát. "Đó chỉ là một phân thân mà thôi." Có sinh linh Cửu Thiên hoảng sợ nói. Tất cả mọi người đều chấn kinh và ngạc nhiên. Vương Diễn với biểu hiện thực lực khủng bố như vậy mà lại chỉ là một phân thân? Trời ạ, à, thần Sơn thiếu chủ quả thật quá mạnh. Không hồ là người sở hữu hồng mông tử khí. Biểu hiện như vậy khiến cho nhiều sinh linh cửu thiên phấn chấn. Dù sao vương diễn cũng là yêu nghiệt hàng đầu ở cửu thiên. Mà trước đó biểu hiện quân tiêu giao, không thể nghi ngờ đã hung hăng đánh vào mặt những sinh linh cửu thiên này. Vì thế vương diễn xem như đã thay bọn họ vớt vát lại một chút thể diện. Bên trong tam tiên động, quân tiêu giao không có chút rung động nào. Hắn đã sớm nhìn thấu. Ta đã nói từ đầu rồi tình trạng của ngươi bây giờ không có tư cách ồn ào trước mặt ta quân tiêu dao nói a à, xem ra phân thân hồng mông tử khí này của ta quả thật không tạo được uy hiếp quá lớn với ngươi vương diễn cười nhạt một tiếng mặc dù nói như vậy nhưng trong giọng điệu và thái độ của hắn ta có thể thấy rõ một chút coi thường dù sao đây chỉ là một phân thân hồng mông tử khí của hắn ta cho dù bại bởi quân tiêu dao cũng không tính mất mặt nhưng quân tiêu dao cũng cười cười nói thật ngại quá, bởi vì khi nãy ta cũng chưa dốc hết toàn bộ thực lực. Ừm, sắc mặt vương diễn lúc này ngưng trọng. Ý của ngươi là người đang bị ba tòa huyền từ mẫu sơn áp chế sao? Vương diễn nói, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ, tại sao ta lại không sử dụng sức mạnh hỗn hộn sao? Quân tiêu giao nói, lần này, vương diễn lập tức liền phản ứng lại. Trước đó, thanh danh quân tiêu giao chuyển khắp cửu thiên. Sinh linh cửu thiên chắc chắn cũng biết, thật ra quân tiêu giao có hai đại thể chất, hỗn độn thể và thánh thể đạo thai. Mà bây giờ, quân tiêu giao từ đầu đến cuối, đều không thể hiện ra sức mạnh hỗn độn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn hiện tại, vẫn không phải trạng thái hoàn chỉnh. Quan trọng nhất chính là, quân tiêu giao còn phải chịu sự áp chế của ba tòa huyền từ mẫu sơn. Thực lực này, đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung được. Ta là một kẻ tinh danh. Bên ngoài tam tiên động, tất cả sinh linh cửu thiên đều ngây người ra. Thể lực chưa toàn vẹn, còn bị ba tòa huyền từ mẫu sơn áp chế, còn có thể đồng thời đối chiến tam đại thiên kiêu mà lại có thể nhẹ nhàng đánh bại mẹ kiếp đây có phải là người không ngược lại vương diễn vẫn chỉ như vậy núi này cao còn có núi khác cao hơn huyên di nhìn thấy màn sáng đó rung động đến thất thần cuối cùng xem như nàng đã hiểu lời của khương lạc ly thực ra người được cười và có ánh mắt thiển cận lại chính là bản thân nàng những sinh linh cửu thiên mới khi nãy có cảm giác tìm lại được một chút tôn nghiêm giờ phút này sắc mặt ai nấy trắng bệch xấu hổ vô cùng ngược lại những nữ tử tiên lăng kia, dị sắc trong mắt càng đậm. Bên trong tam tiên động, sắc mặt vương diễn cũng hoàn toàn trầm xuống. Cho dù bản tôn của hắn ta đến đến, cho dù bản tôn hắn ta có thể chấn áp quân tiêu giao, nhưng chẳng qua cũng chỉ chấn áp một thân của quân tiêu giao mà thôi. Mà một thân của hắn cũng đủ để quét ngang một đám yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên. Thực lực này rõ ràng khiến người khác tuyệt vọng. Được, chờ bản tôn của người đến, có lẽ còn có tư cách đấu với ta hai chiêu quân tiêu dao lấy tay phát một cái sức mạnh thánh thể đạo thay bộc phát sức mạnh có thể áp sập hư không phân thân kia của vương diễn trực tiếp bị ép tới tán loạn bởi vì hắn ta chỉ là một phân thân hồng mông tử khí vì thế tự nhiên cũng không có hồng mông tử khí quân tiêu dao có một chút hứng thú với hồng mông tử khí quân tiêu dao ngươi đợi đấy phân thân tán loạn trong nháy mắt vương diễn lạnh giọng nói sau đó xung quanh là một mảnh yên tĩnh tất cả mọi việc đều kết thúc mà lúc này, Khương Lạc Ly cũng có thể sơ bộ khống chế hỗn nguyên kim đấu rồi. Nhưng nàng vừa nhấc tay lên, hỗn nguyên kim đấu kia hóa thành một đạo ánh sáng, rơi vào lòng bàn tay của nàng. Lúc này quân tiêu giao mới buông ba tòa huyền từ mẫu sơn kia xuống. Toàn bộ không gian tam tiên động đều đang run rẩy Có thể thấy được trọng lượng của ba tòa huyền từ mẫu sơn này kinh khủng như thế nào. Mà mới khi nãy quân tiêu giao vẫn luôn chịu sự áp chế của ba hòn núi lớn này, để đối chiến cùng tam đại thiên kiêu. Tiêu giao ca ca, Khương Lạc Ly lại dính bên người quân tiêu giao. Tất cả những chuyện khi nãy nàng đều đã chứng kiến. Cảm giác an toàn mà quân tiêu giao mang tới, quả thực là không có gì sánh kịp. Luyện hóa xong hết chưa, chuyến này có thể kết thúc rồi. Quân tiêu giao nói. Sau đó, hắn liền chuẩn bị bắt đầu đột phá cảnh giới. Tiêu giao ca ca, bên trong hỗn nguyên kim đấu này có chút đồ vật. Khương Lạc Ly bí mật truyền âm nói. Ánh mắt quân tiêu giao có chút lóe lên. Hắn hơi gật đầu, không nói gì, đến giờ phút này ba tiên động xem như hoàn toàn kết thúc, e là không ai ngờ rằng lại có kết quả như vậy. Ngay từ đầu tất cả mọi người đều cho rằng sẽ có một phen tranh đấu kịch liệt, mà nhân vật chính là hung vương và đám người vương diễn. Không ai nghĩ tới việc quân tiêu giao một thiên kiêu đến từ tiên vực mà lại trực tiếp quét sạch tất cả thiên kiêu của cửu thiên. Biểu hiện của hắn đã không thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung nữa. Ngay cả những sinh linh cửu thiên có tầm mắt khá cao cũng không còn dùng tư thái cao cao tại thượng để quan sát quân tiêu giao nữa. Sau khi ba tiên động kết thúc, một số thiên kiêu cũng dần dần xuất hiện. Tiểu thạch hoàng trọng thương hôn mê, được thạch hoàng giáp bo bọc hóa thành một luồng ánh sáng rồi bỏ chạy. Tam thiếu chủ huyền mạc của Luân Hồi Hải cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở đây nữa, trực tiếp rời đi. Sau đó, đám người quân tiêu giao từ ba tiên động khoan thai bước ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, người chung quanh nhìn hắn với những ánh mắt không giống nhau, thậm chí những nữ tu sĩ tiên lăng kia, vốn dĩ duyên dáng tao nhã, trong sáng thuần khiết. Giờ phút này cả đám lại nhìn chằm chằm vào quân tiêu dao như hổ báo vậy. Giống như là muốn dùng ánh mắt ăn sạch hắn vậy. Thân thể mềm mại của Khương Lạc Ly vẫn luôn dán quân tiêu dao giống như là đang công khai chủ quyền. Hung vương, không ngờ rằng ngươi cũng đào ngột do sát vương hóa ra, cũng muốn nói nhưng lại thôi. Bởi vì gã đã bị quân tiêu dao chấn ép, vì thế gã không tiến vào tam tiên động lúc trước gã còn hy vọng hung vương có thể giải cứu hắn ai có thể ngờ rằng hung vương cũng bị chấn áp hiện tại hai người tứ tiểu vương thú quật đều bị quân tiêu giao chấn ép xem như là trâu ngựa kéo xe tin tức này truyền đi đủ để oanh động cửu thiên trước đó là do chúng ta có mắt mà như mù quân công tử quả nhiên là long phượng giữa đám người vẻ mặt huyên di có vẻ lúng túng nhưng tâm tình của đám người bích tiêu nhất mạch cũng không tệ dù sao khương lạc ly đã đạt được hỗn nguyên kim đấu tình hình ở tiên lăng cũng có thể tạm thời ổn định lại sẽ không để cho quỳnh tiêu nhất mạch chiếm ưu thế có điều đắc tội với vương diễn thiếu chủ thì lần hợp tác này coi như bích tiêu nhất mạch cũng có một vài người trần trờ dự định trước đó của họ không chỉ là để vương diễn trợ giúp khương lạc ly đạt được hỗn nguyên kim đấu ngoài ra trong đó còn có ý kết minh với đến vẫn thần sơn sự ưu tú của quân tiêu giao mặc dù không cần phải giải thích nhưng dù sao hắn cũng không phải tu sĩ cửu thiên quân gia cũng không hề thua kém đế vẫn thần sơn. Hơn nữa lạc ly nàng cũng là tu sĩ tiên vực, chẳng lẽ ngươi bởi vậy mà không tín nhiệm nàng sao? Lúc này Huyên Di lại đứng về phía Khương Lạc Ly. Huyên Di, Khương Lạc Ly cũng biết, Huyên Di thật tâm đối tốt với nàng. Chỉ có điều trước đó nàng ấy vẫn luôn rất cố chấp, muốn nàng và Vương Diễn ở bên nhau. Bây giờ thấy thực lực thực sự của quân tiêu giao, Huyên Di cũng không nhiều lời gì. Nhưng lúc này, người của Quỳnh Tiêu nhất mạch, biểu lộ ai nấy đều có chút âm trầm đương nhiên bọn hắn cũng không thể cưỡng ép cướp lấy hỗn nguyên kim đấu người có duyên với hỗn nguyên kim đấu thì không cần cưỡng cầu nhưng bọn họ có thể làm được điều khác hỗn nguyên kim đấu đã bị khương lạc ly của bích tiêu nhất mạch đạt được vậy chúng ta cũng không cần phải nói nhiều nữa vậy còn bán tiên dược kia phải chăng nên giao ra rồi một vị lão ẩu của quỳnh tiêu nhất mạch sắc mặt âm trầm mở miệng nói người có ý gì tam tiên động mở ra bảo vật bên trong vốn là thứ mà người có duyên sẽ có được lông mày khương lạc ly dựng lên nhưng hắn thậm chí cũng không phải là tu sĩ cửu thiên chúng ta trong lúc nói chuyện lão ẩu quỳnh tiêu nhất mạch dường như vẫn xem thường quân tiêu dao như trước vậy ta cũng không phải tu sĩ cửu thiên khương lạc ly khẽ kêu nói thân phận của ngươi không giống tóm lại hắn phải giao ra bán tiên dược lão ẩu quỳnh tiêu nhất mạch nói ngươi khương lạc ly tức đến nghiến răng ken két quân tiêu dao ngược lại không có cảm xúc gì hiện giờ tâm hắn đã lặng như nước có rất ít cảm xúc chập trùng nhưng quân tiêu dao vẫn nhàn nhạt nói nếu như bán tiên dược này bị vương diễn đạt được ngươi sẽ không có gì để nói nữa chứ lão ẩu quỳnh tiêu nhất mạch hử lạnh một tiếng nói đó là đương nhiên vương diễn là thiếu chủ cấm khu đế vẫn thần sơn thân phận tất nhiên không tầm thường có lẽ dưới cái nhìn của nàng chỉ cần là tu sĩ tới từ tiên vực cho dù có xuất thân như thế nào cũng không sánh được với sinh linh của thập đại cấm khu bọn họ quân tiêu dao bật cười một tiếng ngươi cười cái gì nụ cười mang theo sự khinh miệt đó khiến cho lão ẩu quỳnh tiêu nhất mạch có chút khó chịu quả nhiên là một con cóc già ếch ngồi đáy giếng tự cho là đúng không biết trời cao biển rộng lời của quân tiêu dao sắc bén như đao tiểu bối ngươi nói cái gì lão ẩu của quỳnh tiêu nhất mạch tức giận vậy mà hắn lại mắng bà ta là con cóc già tu sĩ thiên kiêu các lộ ở đây ai nấy đều có chút ngạc nhiên người dám mắng cường giả tiên lăng ở ngay chính địa bàn của tiên lăng cũng chỉ có quân tiêu giao mới có thể làm được loại chuyện này. Quân gia ta xưa nay thần bí, đứng sừng sững tiên vực vạn cổ, chứng kiến kỷ nguyên thay đổi, trải qua vạn thế bất hủ, sinh mệnh cấm khu há có thể so sánh. Nói ngươi ếch ngồi đáy giếng, vẫn còn là coi trọng ngươi. Giọng điệu quân tiêu giao lạnh miệt, mắt phát ra tia điện. Dù ngươi có nói thế nào thì quân gia các ngươi cũng không dám lên cửu thiên. Lão ẩu vô cùng tức giận, đỏ lên mặt phản bác. Quân gia ta không lên cửu thiên, cũng không phải là không dám, mà là khinh thường, muốn thành cấm khu, cần gì đến cửu thiên. Quân gia ta, đi tới chỗ nào, vùng đất mà lưỡi đao của quân gia chúng ta vạch xuống, chính là cấm khu trí cao không kẻ nào dám mạo phạm. Quân tiêu giao phất ống tay áo một cái, ngữ khí bình thản, lại mang theo bá khí vô biên, vang vọng toàn bộ tiên lăng. Ngay lập tức toàn trường đều bị chấn trụ. Tất cả sinh linh cửu thiên, sắc mặt đều trắng bệch. Cảm giác sự kiêu ngạo vì bản thân là sinh linh cửu thiên, đã bị quân tiêu giao phá nát thành mảnh nhỏ. Đúng vậy, cho dù cửu thiên cao cao tại thượng như thế nào, thậm chí mỗi một lần náo động đều đủ để hủy diệt rất nhiều thế lực bất hủ của tiên vực. Nhưng có một thứ ngoại lệ chính là quân gia, chưa từng chịu bất kỳ ảnh hưởng náo động nào, cũng không có cấm khu nào sẽ chủ động động thủ với quân gia. Giống như là tiên vực căn bản không có gia tộc quân gia này. Đây giống như là một quy tắc được ước định vậy. Quân gia không quan tâm đến các vụ việc náo động, cấm khu cũng sẽ không xâm phạm quân gia, mà một gia tộc có thể khiến cho thập đại cấm khu cửu thiên đều chưa từng xâm chiếm qua. Điều này bình thường sao? Nước ở trong đó, sâu so bao nhiêu? Cho nên, quân tiêu giao mắng lão ẩu này là ếch ngồi đáy giếng, thật ra là mắng đúng rồi. Tiểu bối, ngươi, ngươi, lão ẩu bị chửi á khẩu không trả lời được, chỉ có thể bộc phát khí tức, áp bách về phía quân tiêu giao, giống như là muốn động thủ với hắn. Quân tiêu giao, thì nhàn nhạt đứng chắp tay. Cho dù vị lão ẩu này, là cường giả đạo tôn cấp, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Cảnh cáo ngươi một câu, đám người vương diễn ra tay với ta không có vấn đề gì, bởi vì hầu như họ đều thuộc thế hệ tuổi trẻ. Nhưng nếu góc giả ngươi ra tay với ta thì cũng có thể. Bản thần tử rất muốn xem ngươi sẽ chết kiểu gì. Đụng đến một ngón tay của ta, tiên lăng cũng không gánh nổi ngươi đâu. Lời nói nhàn nhạt, nhạt của quân tiêu giao, lại lần nữa chấn trụ tất cả mọi người có mặt ở đây. Ở địa bàn tiên lăng, uy hiếp cường giả đạo tôn tiên lăng, chỉ có một mình quân tiêu giao. Ngươi, sắc mặt lão ẩu từ đỏ chuyển sang tím xanh. Rõ ràng là bà ta cũng biết, trước đó Chu Tiên kiếm chấn nhiếp các cấm khu ở cửu thiên. Chuyện liên quan đến thế hệ trẻ tuổi đều không quan tâm. Nhưng nếu thế hệ trước dám động thủ với quân tiêu giao, thì cần phải chuẩn bị tiếp nhận lửa giận từ quân gia. Mặc dù Tiên Lăng là một cấm khu vô cùng cổ và cường đại, nhưng lại bởi vì một vị đạo tôn như bà ta mà khai chiến với quân gia sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào nói câu không dễ nghe, một cấm khu mà muốn đơn đấu với quân gia không khác gì là tự tìm cái chết. Vì thế kết quả cuối cùng nhất định là, cho dù bà ta chết rồi, tiên lăng cũng sẽ tạm thời lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Thế nào, không động thủ sao, yên tâm, ta tuyệt không hoàn thủ. Quân tiêu giao đứng ở nơi đó, lộ ra một nụ cười vô hại. Phốc phốc, vị lão ẩu quỳnh tiêu nhất mạch, lập tức vỡ mạch máu, miệng phun máu tươi, lăn ra bất tỉnh. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch công lực dùng miệng lưỡi khiến người khác tức chết của quân tiêu giao, quả thật vẫn chưa yếu đi chút nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chật chật, trước đó đã từng nghe nói, vị này thần tử quân gia tiên vực này mồm mép rất lợi hại. Bình thường rất kiệm lời, tính cách lãnh đạm, nhưng một khi đã nói thì có thể khiến người khác tức chết. Hiện giờ xem như đã thấy rồi. Các tu sĩ đứng xung quanh quan sát, cũng rất đồng tình nhìn thoáng qua vị lão bà kia. Đường đường là một vị đạo tôn, bị tức đến mức ngất đi từ trước đến giờ chưa từng có người nào như vậy nhưng đây cũng là một trong sức mạnh của quân tiêu giao chỗ dựa phía sau vững như thái sơn đổi lại là các thiên kiêu tiên vực khác thực lực không đủ thì đều là người khiêm tốn mà quân tiêu giao tự cao quen rồi nên không biết khiêm tốn là thứ gì sau khi trải qua việc này người của quỳnh tiêu nhất mạch cũng biết hiện giờ bọn họ cũng không làm gì được quân tiêu giao cho nên cũng không tự chuốc lấy nhục nhã cấm chế trong cơ thể liễu quỳnh yên cũng được hóa giải rồi mặc dù kế hoạch hỗn nguyên kim đấu mà nàng lấy được, bị quân tiêu giao phá hủy, khiến nàng có chút buồn bực. Nhưng không thể không nói, quân tiêu giao rất khó khiến cho nữ nhân ghét bỏ được. Quân công tử, sau này nếu có cơ hội, có thể cùng ngồi đàm đạo với Quỳnh Yên, Quỳnh Yên đảm bảo có thể khiến công tử chờ mong mà đến, tận hứng mà về. Giọng điệu của Liễu Quỳnh Yên mang theo sự quyến rũ, nàng là một người tuyệt sắc. Đây còn là lần đầu tiên nàng mời một vị nam tử như vậy. Trước đó, cho dù là một số thuộc hạ của nàng, ví như hung vương cũng đều chưa từng có loại đãi ngộ này. Kỹ nghệ của liễu cô nương, xin lượng thứ quân mỗ ta không có phúc hưởng thụ. Quân tiêu giao thản nhiên nói, nữ nhân mà hắn từng gặp còn nhiều hơn cả người khác ăn cơm. Liễu Quỳnh Yên tuy là một tuyệt sắc mỹ cốt thiên thành ngàn dặm mới tìm được, nhưng quân tiêu giao đã sớm có sức miễn dịch. Khương Lạc Ly ở bên cạnh khóe môi nhách lên thành một đường cong. Tiêu giao ca ca nhà ta là người luôn một lòng, không phải hồ ly tinh nào cũng đều có tư cách câu dẫn. Khương Lạc Ly hừ hừ nói, ai nam nhân đều giống nhau cả thôi liễu quỳnh yên nhìn chằm chằm quân tiêu giao vẻ mặt có vài phần u oán thật ra nàng rất muốn có thể nảy sinh liên hệ với quân tiêu giao người này cường đại hơn nhiều so với hung vương và các thuộc hạ dưới váy nàng bối cảnh mặc dù không phải cấm khu nhưng lại đủ để khiến các cấm khu kiên kỵ cơ duyên ở tổ địa tam tiên động cuối cùng cũng kết thúc rồi tu sĩ cửu thiên ở các nơi trở về có thể thấy rằng các tin tức liên quan tới quân tiêu giao chắc chắn sẽ truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên. Trước đó, thanh danh của Quân Tiêu Giao phần lớn bắt nguồn từ sự tích của hắn tại Tiên vực, còn có chuyện của Chu Tiên kiếm. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Giao hoàn toàn dựa vào thực lực của mình, thanh danh vang dội Cửu Thiên, có thể nói, chưa từng có Thiên Kiêu Tiên vực nào có thể khiến Cửu Thiên dậy sóng như vậy. Có thể thấy rằng sau khi kết thúc vụ việc này, chắc chắn sẽ có càng nhiều kiêu tử Cửu Thiên khiêu chiến với Quân Tiêu Giao, rửa sạch sự sỉ nhục cho Cửu Thiên nhưng quân tiêu giao đều không thèm để ý đến những việc này. Trừ phi tồn tại xếp thứ nhất thứ hai trong bảng cửu thiên long phượng đến, có lẽ hắn sẽ cảm thấy hứng thú một chút. Mà bây giờ, quân tiêu giao tạm thời ở trong tiên lăng. Bởi vì quân tiêu giao trợ giúp Khương Lạc Ly đạt được hỗn nguyên kim đấu, cộng thêm thái độ cường thế của hắn. Vì thế bích tiêu nhất mạch cũng rất sáng suốt không tiếp tục làm gì ngáng chân quân tiêu giao nữa. Giờ phút này, quân tiêu giao ở trong tẩm cung của Khương Lạc Ly. Bản thân quân tiêu giao dự định muốn đột phá, hiện giờ hắn đang cùng Khương Lạc Ly nghiên cứu hỗn nguyên kim đấu. Tiêu giao ca ca, mặc dù bích tiêu nhất mạch nói hỗn nguyên kim đấu và ta có duyên, nhưng ta lại không thể mang về tiên vực. Khương Lạc Ly hơi đáng tiếc nói. Thật ra ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao hỗn nguyên kim đấu này cũng xem như là căn cơ quan trọng của tiên lăng. Khương Lạc Ly tuy là chủ nhân của hỗn nguyên kim đấu, nhưng tiên lăng hiển nhiên là sẽ không để cho Khương Lạc Ly đưa hỗn nguyên kim đấu về tiên vực. Hỗn nguyên kim đấu chỉ có thể ở cửu thiên. Ừm, chuyện này cũng bình thường, chỉ cần muội có thể mượn nhờ Hỗn Nguyên Kim Đấu tu luyện là được rồi." Quân Tiêu Dao vừa nói vừa nhìn về phía Hỗn Nguyên Kim Đấu trong tay Khương Lạc Ly. Ở bốn góc của Hỗn Nguyên Kim Đấu xuất hiện bốn hình có dạng chiếc đỉnh, kích cỡ tương đương như bàn tay, nhưng thực ra chúng lại có được sức mạnh lớn nhỏ tùy ý muốn, có thể tùy ý tăng vọt đến một tòa núi lớn, thậm chí một ngôi sao khổng lồ. Dù sao ở bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu là một không gian vô cùng khổng lồ, là một tiên khí có không gian rộng lớn chính là bởi vì không gian trong đó dường như có thể chứa được toàn bộ hỗn nguyên, bởi vậy mới được xưng là Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hơn nữa Hỗn Nguyên Kim Đấu, huyền diệu vô tận, có thể chứa thiên địa vạn bảo vô tận, hơn nữa lại có lực hút vô cùng lớn, nuốt chửng vạn vật, một khí phát ra ánh sáng, tai kiếp khó thoát. Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng không thể không cảm thán, tiên lăng tiên khí này quả thật rất cường đại. Có điều hiện giờ, dựa vào thực lực của Khương Lạc Ly, đều không thể phát huy ra một phần vạn sức mạnh của Hỗn Nguyên Kim Đấu nhưng nếu nhờ vào đó tu luyện các loại nguyên linh giới ngược lại sẽ vô cùng nhẹ nhàng đúng rồi lạc ly muội đã từng nói bên trong hỗn nguyên kim đấu có thứ gì quân tiêu giao hỏi thật ra trong lòng hắn đã có suy đoán giờ phút này chỉ là xác định một chút thôi khương lạc ly nghe vậy hoạt bát cười một tiếng sau đó thôi động sức mạnh tự thân lập tức hỗn nguyên kim đấu kia run lên trong đó phẳng phất chiếu dọi ra các loại cảnh sắc sông lớn núi cao trường hà cửu khúc rõ ràng là không gian thế giới bên trong hỗn nguyên kim đấu. Nhưng ở trong đó, quân tiêu giao cảm ứng được một cỗ khí tức. Tại nơi sâu nhất trong thế giới hỗn nguyên kim đấu, bên trong một sơn cốc, tiên khí tràn ngập, xương trắng bừng bừng, trên không trung là các loại tường thụy dị thú, huyền diệu ngàn vạn. Tiêu giao ca ca, hãy nhìn xem, chính là loại vật chất đó, muội có thể cảm giác được, đó là một loại vật chất có thể khiến người ta thăng hoa. Khương Lạc Ly nói, việc này, nàng chỉ nói với một mình quân tiêu giao, thậm chí ngay cả người của Bích Tiêu Nhất Mạch đều không biết. Đồ tốt, chỉ có thể chia sẻ với người mà mình thân cận nhất. Quân Tiêu Giao lại mỉm cười, không nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn xoa đầu Khương Lạc Ly nói, cái này gọi là tiên đạo vật chất. Cái gì? Tiêu Giao ca ca, huynh biết loại vật chất này sao? Khương Lạc Ly kinh ngạc. Lúc đầu nàng còn muốn quân Tiêu Giao khoe khoang trước mặt một chút, kết quả quân Tiêu Giao đã lập tức nhìn ra rồi. Quân Tiêu Giao tiện tay hất lên, năng lượng siêu nhiên vô cùng huyền ảo không ngừng chuyển hóa giữa khí thể và chất lỏng hiện lên ở trong tay đó cũng là tiên đạo vật chất thì ra tiêu dao ca ca đã sớm đạt được thứ này rồi khương lạc ly bỗng nhiên giàu dĩ không vui nàng còn muốn tranh công với quân tiêu dao nữa chứ dù sao thật vất vả mới có thể trợ giúp quân tiêu dao kết quả quân tiêu dao đã sớm có rồi nhìn thấy khương lạc ly lập tức ủ rũ quân tiêu dao cười yếu ớt đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt khương lạc ly mặc dù ta có tiên đạo vật chất, nhưng lượng cũng không nhiều, vừa vặn muốn chuẩn bị đột phá, Lạc Ly muội lập công lớn rồi. Nghe thấy lời khen của quân tiêu giao, lúc này Khương Lạc Ly mới tươi cười rạng rỡ lộ ra răng mèo óng ánh, trên gương mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền. Quân tiêu giao đoán không lầm. Trước đó, khi tiến vào tam tiên động, hắn đã mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức của tiên đạo vật chất. Nhưng lại không ngờ rằng khí tức này nằm trong hỗn nguyên kim đấu. Có điều đây là tiên khí của tiên lăng, đã từng thu qua tiên đạo vật chất, cũng là điều hợp tình hợp lý. Hơn nữa điều khiến Quân Tiêu Dao hơi có chút vui mừng chính là, tiên đạo vật chất bên trong Hỗn Nguyên Kim Đấu, rõ ràng là có rất nhiều, có thể tạo thành cả một ao nước, nhiều hơn gấp 10 lần so với tiên đạo vật chất của Dược Linh Sơn. Mặc dù vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng Quân Tiêu Dao cũng coi như có thể phân ra một phần dùng để đột phá. Cộng thêm hai quả Lưu Kim Tuế Nguyệt, lần đột phá này của Quân Tiêu Dao, chắc hẳn cũng sẽ không chỉ đột phá một hai tiểu cảnh giới. Chỉ cần tiêu giao ca ca cần, những thứ vật chất tiên đạo này đều có thể cho tiêu giao ca ca. Khương Lạc Ly rất hào hứng. Thấy những vật chất tiên đạo này, cả đại đế cũng phải động tâm, nàng không giữ lại tí gì, cũng không có chút tư tâm nào. Chỉ cần có thể giúp quân tiêu giao, nàng sẽ rất vui. Lại nói, quân tiêu giao vẫn luôn sủng ái nàng. Không cần nàng nói, đưa luôn hai quả lưu kim tuế nguyệt cho nàng. Cho nên mới nói, đây là quan hệ hai chiều cũng không chỉ là phụng hiến đơn thuần một phía. Thế thì không cần, vật chất tiên đạo cực kỳ có ích với việc tu luyện nội vũ trụ. Lạc Ly, trong cơ thể ngươi cũng có nguyên linh giới, vật chất tiên đạo cũng rất có ích cho ngươi, mỗi người một nửa đi." Quân Tiêu Dao nói. Mặc dù hắn cũng cần vật chất tiên đạo, nhưng hắn cũng cân nhắc cho Khương Lạc Ly. Tiêu Dao ca ca, cảm nhận được sự quan tâm của Quân Tiêu Dao, hai mắt Khương Lạc Ly hơi ươn ướt. Nơi này là tẩm cung riêng của nàng, chỉ có hai người là nàng và quân tiêu dao Quân tiêu dao mỉm cười, cũng không câu nệ. Cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly ưm um một tiếng, lúm đồng tiền xinh đẹp đỏ ửng đắm chìm trong hạnh phúc ấm áp. Nàng và quân tiêu dao ở hai giới cách xa nhau lâu như vậy, cuối cùng đã có thể chút hết nỗi nhớ rồi. Thật lâu mới rời môi. Khương Lạc Ly thở hồn hển, hai mắt ướt đẫm. Dung nhan tuyệt lệ với cái răng thỏ đáng yêu, hai bím tóc đuôi ngựa hoạt bát, lại xinh xắn lanh lợi, nhưng không mất đi đường cong thân thể mềm mại. Chưa nói đến hai gò má ửng hồng và ánh mắt ướt át mê ly. Đây là cảnh tượng tuyệt sắc mà chỉ có quân tiêu giao có thể nhìn thấy. Thậm chí cả người miễn dịch với nữ sắc như quân tiêu giao cũng hơi sững sờ. Từ khi nào cô nương mà hắn vẫn coi như tiểu nha đầu. Lại có mị lực câu người như thế. Mặc dù Khương Lạc Ly vẫn luôn là tuyệt lệ giai nhân. Nhưng trước đó quả thật quân tiêu giao, chưa từng phát hiện nàng có mị lực nữ tính như thế vẫn luôn đối đãi với nàng như một cô bé con vậy. Tiêu Giao ca ca, ca đang nhìn cái gì vậy? Khương Lạc Ly xưa giờ vẫn luôn hoạt bát, lúc này cũng có hơi có vẻ ngượng ngùng. Nhà bên có tiểu cô nương mới lớn. Quân Tiêu Giao cười nhạt. Rốt cuộc thiếu nữ vẫn bị hắn gọi đùa là Khương La Lệ, kia đã có được mị lực nghiêng nước nghiêng thành. Có lẽ đây chính là niềm vui khi nuôi bạn gái nhỉ? Khương Lạc Ly lại dựa vào ngực Quân Tiêu Giao, nói thật, là nam nhân sẽ chẳng ai chịu nổi, nhưng Quân Tiêu Giao vẫn rất bình tĩnh. Chờ một chút, chờ sau khi chuyện cửu thiên kết thúc sẽ đính hôn, sau đó chọn ngày tốt để kết hôn. Đến lúc đó có thể quang minh chính đại ăn hết nàng. Quân tiêu giao trêu ghẹo. Tiêu giao ca ca, huynh. Khương Lạc Ly rất xấu hổ, vành tay phấn nộ óng ánh đào ửng, đấm đấm bàn tay nhỏ vào ngực quân tiêu giao. Ta muốn đi tu luyện. Khương Lạc Ly bỏ chạy như một làn khói. Nhưng quân tiêu giao vẫn kịp nhìn thấy nét ngượng ngùng vui sướng trên mặt nàng. Quân tiêu giao cười cười. Đây cũng là một trong những thú vui nhân sinh nhưng chỉ lát sau hắn đã bình ổn lại cảm xúc, thu liễm tâm thần. muốn bảo vệ người bên cạnh thì phải có sức mạnh cường đại. hơn nữa tương lai hắn còn phải đối mặt với náo động lớn. quân tiêu giao mơ hồ cảm thấy có lẽ lễ đính hôn của mình chọn không đúng lúc, không biết đến khi ấy sẽ xảy ra đại sự gì. a à cần gì phải nghĩ nhiều thế, khiến mình trở nên mạnh hơn rồi dẹp hết là được. tâm tính quân tiêu giao cũng rất bình tĩnh. hắn lấy ra quả lưu kim tuế nguyệt. mặt khác còn có một nửa vật chất tiên đạo mà Khương Lạc Ly phân ra từ hỗn nguyên kim đấu. Lại thêm vật chất tiên đạo trong nội vũ trụ của quân tiêu giao. Thừa đủ để đột phá. Về sau, quân tiêu giao cũng chìm đắm trong tu luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Cửu Thiên, lại một nơi thần bí khác. Nơi này là một đại lục cổ lão bằng bạc. Trên đại lục có các loại di tích cổ lão. Viễn cổ thần điện sụp đổ, đường hầm thái cổ bị bỏ hoang, vực sâu dọc ngang đại địa. Có thể nói, nơi này là một nơi cực kỳ cổ lão hoang vu, nhưng nơi này lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm thần bí, là một cấm khu không ai dám tùy ý bước vào. Nơi này chính là Thánh Linh Chi Khư, một trong 10 đại cấm khu của Cửu Thiên, một cấm khu vô thượng do Thánh Linh thành lập. Lúc này, giữa hư không xa xa, một đạo lưu quang hướng tới Thánh Linh Chi Khư, rõ ràng là tiểu Thạch Hoàng được bọc bởi Thạch Hoàng giáp, hắn ta bị quân tiêu dao đánh trọng thương ngủ say được bọc bởi thạch hoàng giáp, thoát khỏi tiên lăng đi tới thánh linh chi khư. Có âm thanh từ trong thánh linh chi khư vọng ra, là dòng dõi thạch hoàng, không ngờ hắn lại bị thương nặng đến thế. Vết tích trên giáp đá kia là loạn cổ phủ. Quả nhiên, là quân tiêu giao sao. Truyền nhân loạn cổ đại đế thật đúng là trên tận 9 tầng trời. Một vài âm thanh cổ lão vang lên mang theo một phần lãnh ý, dường như có thể đông kết cả chư thiên. Dù sao thì loạn cổ và thánh linh chi khư cũng có oán, cừu nặng loạn cổ truyền thừa nhất định phải đoạn tuyệt nhưng hắn là người quân gia cũng khá phiền phức chúng ta ra tay không hợp lắm trước đó chu tiên kiếm chỉ là một cảnh cáo nếu những đại nhân vật cấm khu bọn họ ra tay với quân tiêu giao thật chắc chắn sẽ khiến quân gia trả thù lúc này đột nhiên có kiếm quang đầy trời càn quét sâu trong thánh linh chi khư mỗi một sợi kiếm quang đều như xé rách thương khung diệt thiên táng địa một giọng nói siêu nhiên đầy tự tin vang lên xin chư vị tiền bối cứ yên tâm Trước đó ta đã nói, nếu quân tiêu giao kia dám đến cửu thiên, ta sẽ cho hắn biết thế nào gọi là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng trước đó, ta còn phải tới kiếm trùng một chuyến. Ừm, kiếm đế tử, thực lực của ngươi cũng đủ rồi. Quân tiêu giao kia bất quá cũng chỉ là tu vi tiểu thiên tôn mà thôi. Ngươi đã được chúng ta bồi dưỡng, lại luyện hóa không chỉ một vị thất khiếu thạch thai, thực lực đã đạt tới cảnh giới đại thiên tôn. Trong kiếm chủng cũng có thứ cơ duyên mà ngươi cần, đến khi ấy, thực lực lại tăng thêm, có thể dễ dàng chấn áp quân tiêu giao, đến khi ấy, xem quân gia còn lời gì để nói. Một vị đại nhân vật của Thánh Linh Chi Khư nói, tuân mệnh, tiếng nói kia lại vang lên. Kiếm đế tử chính là một trong hai đại thiên kiêu của Thánh Linh Chi Khư, bản thể rất đặc biệt. Thực lực khó lường, tu vi kiếm đạo càng xuất thần nhập hóa, thế hệ trẻ tuổi ở cửu thiên không thể đụng. Không chỉ có Thánh Linh Chi Khư có ác ý với quân tiêu giao. Trong một cầm khu khác của cửu thiên, đế vẫn thần sơn. Tầng tầng lớp lớp cổ lão thần sơn trải rộng khắp hư không. Mỗi một tòa đều cao tới ngàn vạn trượng, như thần trụ trèo chống thiên địa. Tản mát ra khí tức uy nghiêm minh mông, thần bí khó lường. Đế vẫn thần sơn cũng là một cấm khu vô thượng không ai dám phạm phải. Sâu trong đế vẫn thần sơn, lơ lửng một tòa núi tím, toàn thân dựng nên từ hồng mông thạch. Hồng mông thạch chính là vật liệu của thần từ khi vũ trụ mới bắt đầu khai thiên tích địa. Có dính một phần hồng mông tử khí, cực kỳ hiếm có, Giống với Hỗn Độn Thạch, hiện tại muốn tìm một viên cũng cực kỳ khó. Kết quả, trước mắt hắn là một tòa tử sơn trăm trượng xây từ Hồng Mông Thạch. Chỉ nhìn tòa tử sơn này thôi cũng có thể thấy được nội tình đế vẫn thần sơn, kinh khủng cỡ nào. Có thể nói, người đại cấm khu Cửu Thiên không một cái nào yếu thế, nơi nào cũng có nội tình kinh người. Nhìn khắp tiên vực, chắc chắn là tồn tại cấp bá chủ. Lúc này, trong tử sơn, một thân ảnh thon dài mờ mịt khi ẩn khi hiện trong màn sương tím, chính là bổn tôn của Vương Diễn. Vương diễn ở trên tiên lăng, bất quá chỉ là một phân thân hồng mông tử khí trong màn xương tím chìm nổi, có thể nhìn thấy mi tâm của vương diễn, có thần hoa óng ánh tim tím ẩn hiện. Dường như có rất nhiều cảnh tượng huyễn hóa trong đó, thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, hồng mông hạo đãng tử khí đông lai. Đủ loại cảnh tượng thần dị phụ trợ vương diễn, khi ảo như thần nhân. Mà khí tức bổn tôn của hắn ta cũng lớn mạnh hơn phân thân hồng mông tử khí nhiều. Không thẹn với danh xưng yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên nhưng càng kinh ngạc hơn là hạt giống óng ánh giữa mi tâm của hắn ta dường như loáng thoáng có vết rách nhỏ vết rách đó không phải là thứ gì thiếu hoàn mỹ mà là dấu hiệu hồng mông tử khí này nảy mầm bởi vì đằng trước vương diễn bất ngờ có một đoàn năng lượng lưu chuyển chính là vật chất tiên đạo mặc dù vật chất tiên đạo cực kỳ chân quý hiếm có nhưng vương diễn thân là thiếu chủ đế vẫn thần sơn vẫn có thể có được loại tài nguyên này nhưng vật chất tiên đạo này đừng nói là so sánh với vật chất tiên đạo trong hỗn nguyên kim đấu. Ngay cả vật chất tiên đạo mà Dược Linh Sơn cung cấp cho quân tiêu giáo cũng nhiều hơn vương diễn rất nhiều. Dù sao thì vật chất tiên đạo cũng quá hiếm có. Mặc dù đế vẫn thần Sơn là cấm khu, từng tham dự nhiều lần náo động trong lịch sử, có được một chút vật chất tiên đạo. Nhưng phần lớn số vật chất tiên đạo kia đều bị đám lão đại của đế vẫn thần Sơn, chia chác. Làm gì có chuyện ban số vật chất tiên đạo này hết cho đám trẻ chứ? Vương Diễn thân là thiếu chủ đế vẫn thần sơn, có được số vật chất tiên đạo này đã là tốt lắm rồi. Lứa trẻ như hắn ta, căn bản không có tư cách này, vẫn quá ít. Nếu có thể lấy được Khương Lạc Ly, dùng nguyên linh tiên thể của nàng để thôn nạp vật chất tiên đạo, hiệu quả sẽ tăng gấp bội. Tốc độ hồng mông tử khí này mầm cũng sẽ nhanh hơn, thế mà bây giờ lại bị quân tiêu giao phá hỏng. Vương Diễn lạnh lùng oán trách, lúc đầu, kế hoạch của hắn ta hoàn mỹ vô khuyết, có được Khương Lạc Ly Tu vi của hắn ta chắc chắn sẽ bước lên một bước dài. Ấy vậy mà, bây giờ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Chỉ dựa vào chút vật chất tiên đạo này, chắc chắn không thể đủ để thúc đẩy Hồng Mông Tử khí này mầm hoàn tất. Hiện giờ vật chất tiên đạo của thần sơn cũng không có mấy, đều đưa cho đám vô thượng kia luyện hóa cả rồi. Mình sẽ không thể có thêm nhiều vật chất tiên đạo hơn. Hiện tại cơ hội duy nhất cũng chỉ có chờ Quy Khư chi địa có dị động. Nơi đó mới là nơi phát ra vật chất tiên đạo chờ ta có được nhiều vật chất tiên đạo hơn, hồng mông tử khí nảy mầm, muốn chấn sát quân tiêu giao dễ như trở bàn tay. Vương Diễn rất tự tin, lúc này hắn ta chỉ thiếu mỗi vật chất tiên đạo mà thôi. Nhưng cũng may, hắn ta không biết trong hỗn nguyên kim đấu có rất nhiều vật chất tiên đạo. Bằng không, e là sẽ càng thêm phẫn uất, tức giận đến thổ huyết. Hiện tại, toàn bộ cửu thiên đều đang lưu truyền sự tích về quân tiêu giao. Các cấm khu khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau. Có nơi sống chết mặc bay, có nơi lạnh lùng đối đãi, cũng có nơi tò mò. Càng có một số đế tử, thiên kiêu của một vài cấm khu lớn tiếng tuyên bố muốn chấn áp quân tiêu giao. Còn quân tiêu giao hoàn toàn không để ý tới tinh đồn bên ngoài. Hoặc có thể nói, căn bản hắn không quan tâm. Hiện tại, hắn đang tu luyện trong tẩm cung của Khương Lạc Ly. Khi đang tu luyện, quân tiêu giao đột nhiên nghĩ tới nguyên linh tiên thể của Khương Lạc Ly, chắc hẳn có tác dụng tăng phúc cho việc hấp thụ vật chất tiên đạo. Mà đây chắc hẳn chính là mục đích vương diễn theo đuổi Khương Lạc Ly cho nên quân tiêu dao quyết định cùng khương lạc ly xong tu nghe quân tiêu dao đề nghị như vậy khuôn mặt khương lạc ly chớp mắt đã đỏ như nhỏ ra được máu nàng hơi bối rối chân tay luống cuống tiêu dao ca ca chuyện này đột ngột quá đúng rồi muội có cần tắm rửa sạch sẽ trước không nhà đầu ngốc muốn đi đâu quân tiêu dao gõ nhẹ vào gáy khương lạc ly một cái song tu mà hắn nói đến không phải là nam nữ kết hợp như bình thường mà là lấy nguyên linh tiên thể của khương lạc ly thôi động vật chất tiên đạo Cần hoàn luyện hóa trong cơ thể hai người bọn họ. Hiệu quả này mạnh hơn nhiều so với hắn tự tu luyện một mình. Nghe Quân Tiêu Dao giải thích, chẳng những Khương Lạc Ly hết bối rối mà ngược lại hai bên tai càng đỏ hơn. Nói cách khác, trước hết để vật chất tiên đạo vào trong cơ thể muội, sau đó mới tiến vào cơ thể Tiêu Dao ca ca, sau đó lại tiến vào trong cơ thể muội. Cái này cái này cái này, Khương Lạc Ly cắn môi. Sắc mặt Quân Tiêu Dao cũng quái lạ. Rõ ràng là tu luyện rất bình thường sao từ cái miệng nhỏ của Khương Lạc Ly nói ra lại thành kỳ quái thế rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc dạo ngắn mà thôi. Quân tiêu giao yêu cầu gì, Khương Lạc Ly chiều hết. Đừng nói là song tu kiểu này. Nếu quân tiêu giao thật sự muốn giải quyết Khương Lạc Ly ngay tại chỗ, nàng cũng sẽ không mảy may do dự hay trần trừ. Sau đó, hai người bắt đầu tu luyện. Khương Lạc Ly thôi động nguyên linh tiên thể, phun ra nuốt vào vật chất tiên đạo. Tiên khí mông lung, soi sáng Khương Lạc Ly như tiên tử trên cung trăng hai mắt quân tiêu giao tỏa sáng hắn kinh ngạc phát hiện ra hiệu quả của vật chất tiên đạo quả thực đã tăng cường gấp đôi đừng coi thường tác dụng chỉ gấp đôi nên nhớ đây chính là vật chất tiên đạo hiếm có đó hiệu quả tăng cường gấp đôi chẳng khác nào tăng gấp đôi số lượng vật chất tiên đạo nói cách khác hiệu quả của một phần vật chất tiên đạo được nguyên linh tiên thể của khương lạc ly tăng phúc đã biến thành hiệu quả của hai phần đúng là nghịch thiên mà mà hiện giờ khương lạc ly còn chưa quá thuần thục việc phun ra nuốt vào vật chất tiên đạo. Nguyên linh tiên thể của nàng cũng chưa đạt tới trạng thái hoàn hảo nhất. Đợi nàng tu luyện hỗn nguyên kim đấu xong xuôi, tu luyện xong luôn cả nguyên linh giới. Vậy Khương Lạc Ly phun ra nuốt vào vật chất tiên đạo sẽ tăng phúc thêm gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Đây đúng là thể chất phụ trợ nghịch thiên. Ngay cả quân tiêu giáo cũng không kìm nổi nét vui sướng giữa hai đầu mày, ôm lấy Khương Lạc Ly, nói, lạc ly nàng biết không bây giờ nàng chính là một bảo vật đấy quả thực không thể nào đánh giá được giá trị thể chất của khương lạc ly cũng khóc trách tiên lăng cũng coi trọng nàng như vậy đương nhiên quân tiêu dao không thể coi khương lạc ly như món đồ mà đánh giá được nàng là nữ nhân của hắn chỉ đơn giản vậy thôi ta chỉ muốn làm bảo bối của tiêu dao ca ca có thể giúp tiêu dao ca ca là hạnh phúc lớn nhất của lạc ly khương lạc ly ngọt ngào sung sướng tận tâm can tu luyện thế này không chỉ có lợi ích cực lớn với quân tiêu dao mà bản thân khương lạc ly cũng được gia trì mà vật chất tiên đạo ở trong cơ thể quân tiêu dao cũng sẽ dung nhập một ít sức mạnh vũ trụ bản nguyên vô hình cũng có tác dụng rất lớn với nguyên linh giới của khương lạc ly cho nên tu luyện thế này mang lại lợi ích cực lớn cho cả quân tiêu dao và khương lạc ly không phải chỉ có một mình quân tiêu dao sau đó quân tiêu dao và khương lạc ly vẫn luôn ở trong trạng thái song tu này vật chất tiên đạo tuần hoàn trong cả hai cơ thể khí tức của bọn họ đồng thời bắt đầu dâng lên. Lại có quả lưu kim tuế nguyệt hỗ trợ. Lần đột phá này chắc hẳn sẽ không khiến quân tiêu giao thất vọng. Thoáng một cái đã ba tháng trôi qua. Trong suốt ba tháng này, chuyện liên quan tới quân tiêu giao còn. Chưa lắng lại. Đã có tin tức chuyển đến rằng có thể kiếm đế tử của thánh linh chi khư, muốn ra tay với quân tiêu giao. Ở cửu thiên, kiếm đế tử cũng có uy danh hiển hách, đứng hạng thứ 8 trong bảng cửu thiên long phượng, là một yêu nghiệt tuyệt thế cấp bậc đại thiên tôn khiến cho rất nhiều người chú ý tới. Mặt khác, hỗn vương, xếp hạng thứ hai trong số thú quật tứ tiểu vương, cũng lớn tiếng tuyên bố muốn chấn áp quân tiêu giao, giải cứu hai vị vương khác. Trong bảng cửu thiên long phượng, hỗn vương xếp hạng thứ 9, thực lực của gã tương xứng với kiếm đế tử. Cùng lúc hai vị thiên kiêu đứng trong top 10 bảng cửu thiên long phượng, đều lớn tiếng tuyên bố muốn chấn áp quân tiêu giao. Toàn bộ cửu thiên đều dậy sóng. Một số sinh linh cửu thiên, mong chờ kiếm đế tử và hỗn vương có thể chấn áp quân tiêu giao, lấy lại danh dự cho cửu thiên. Trong bầu không khí náo nhiệt như vậy, lại có một tin tức kinh người truyền ra. Kiếm chủng, một trong người đại cấm khu của cửu thiên, đã mở rộng cửa. Tin tức này giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, dậy lên từng đợt sóng. Nguyên nhân rất đơn giản. Kiếm chủng là một trong người đại cấm khu của cửu thiên, là một cấm khu hết sức đặc biệt. Bởi vì cấm khu này không có huyết mạch thậm chí thế lực truyền thừa, từ xưa đến nay mỗi thời đại kiếm chủng chỉ có vài người giải rác mà thôi nghe đồn vào thời kỳ mạnh mẽ nhất nhân số kiếm chủng đông nhất cũng chỉ có mười mấy người thôi mà kiếm chủng cũng không có cái gọi là truyền thừa huyết mạch hậu đại phương thức truyền thừa kiếm chủng duy nhất là mỗi một kỷ nguyên sẽ có một khoảng thời gian mở cửa lớn thu nạp huyết dịch bên ngoài chỉ cần có thể đạt được yêu cầu của bọn họ là có thể trở thành người trong kiếm chủng có được rất nhiều cơ duyên tuyệt thế thần thông vân vân. Nếu thông qua được khảo nghiệm thậm chí có thể trở thành truyền thừa kiếm chủng. Đừng tưởng kiếm chủng ít người, dễ bắt nạt. Nghe đồn trong kiếm chủng cũng có tồn tại vô thượng khủng bố đang tọa chấn. Chỉ vì kiếm chủng quá đặc biên, nên trên cơ bản họ sẽ không tham dự náo loạn, vẫn luôn duy trì thái độ làm người ngoài cuộc. Mà lần này, sau một thời gian dài, cuối cùng kiếm chủng lại mở cửa lớn một lần nữa. Không nghi ngờ gì, việc này đã thu hút sự chú ý từ cả tám phương. Các thiên kiêu kiếm đế tử đều muốn đi trước dù không gia nhập được kiếm chủng thì cũng có thể lấy được các loại cơ duyên trong đó quan trọng nhất là kiếm chủng thờ phụng quan niệm hữu giáo vô loại nói cách khác bất kỳ thế lực gì bất kỳ chủng tộc gì bất kỳ sinh linh gì cũng có thể vào trong kiếm chủng lịch luyện không như tiên lăng tam tiên động chỉ hạn chế cực kỳ ít tinh anh tiến vào cứ như vậy số lượng thiên kiêu tiến về kiếm chủng chắc chắn cực kỳ khủng bố ngư quỷ xà thần gì đó cũng sẽ xuất hiện cả trong đó khẳng định là không thiếu một số thiên kiêu hắc mã không mấy ai biết nói tóm lại hội kiếm chủng lần này chắc chắn là một đại sự cả cửu thiên đều quan tâm chú ý khi bên ngoài gió thổi mây phun tiên lăng lại cực kỳ bình tĩnh trong tẩm cung của khương lạc ly quân tiêu giao và khương lạc ly đã song tu ba tháng lúc này khí tức của bọn họ đều đã đạt tới giới hạn trong cơ thể quân tiêu giao vang lên âm thanh bình cảnh vỡ vụn giống như núi lửa phun trào từ tiểu thiên tôn đại viên mãn đột phá đến cảnh giới đại thiên tôn theo lý mà nói trong trí tôn thất cảnh có thể đột phá một đại cảnh giới là tốt lắm rồi cần tiêu hao rất nhiều nội tình nhưng với quân tiêu giao thì đây chỉ vừa mới bắt đầu khí tức của hắn liên tục tăng lên tiền kỳ đại thiên tôn trung kỳ đại thiên tôn hậu kỳ đại thiên tôn đại thiên tôn tiểu viên mãn đại thiên tôn tiểu viên mãn thậm chí đến bước này rồi quân tiêu giao vẫn còn thừa lực hắn lại lần nữa bước lên một bước dài trên khúc đường đầu tiên của con đường đại thiên tôn đại viên mãn có lẽ chẳng mấy sẽ chạm đến bình cảnh vô thượng huyền tôn. Chỉ cần quân tiêu giao muốn, hắn có thể đột phá ngay lúc này. Nhưng quân tiêu giao không lựa chọn làm như vậy. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy, cơ duyên cửu thiên không chỉ có thế. Về sau, nếu có cơ hội, sẽ có được cơ duyên càng lớn hơn nữa. Đến khi ấy đột phá không chỉ càng vững chắc hơn, mà còn có thể bước thêm được mấy bậc trong cảnh giới huyền tôn. Từ xưa đến giờ, ánh mắt quân tiêu giao vẫn nhìn rất dài rất xa. Hắn không vội vã đột phá một lần một lát, mà đến khi ấy, cho dù không tìm được cơ duyên phù hợp thật, Quân Tiêu Dao cũng có khả năng tự đột phá. Đây mới là sức mạnh của hắn. Quyết định rồi. Quân Tiêu Dao rót hết vật chất tiên đạo và tinh hoa còn sót lại trong cơ thể vào thân thể mềm mại của Khương Lạc Ly. "Tiêu Dao ca ca, huynh." Khương Lạc Ly bất ngờ mở tròn to hai mắt. Quân Tiêu Dao lại truyền hết vật chất tiên đạo cho nàng. "Tĩnh tâm, ngưng thần, đột phá." Quân Tiêu Dao nói. "Ừm." trong thân thể mềm mại của Khương Lạc Ly cũng vang lên tiếng vỡ vụn. Tu vi của nàng cũng đã đột phá đến cảnh giới tiểu thiên tôn. Đương nhiên, không thể so sánh với quân tiêu giao. Nhưng trong thế hệ trẻ tuổi cũng coi như là cấp độ đỉnh lưu rồi. Cũng phải quy công cho nguyên linh tiên thể của nàng, quả thực nó quá phù hợp với vật chất tiên đạo, luyện hóa thông thuận tự nhiên như nước chảy mây trôi. Tiêu giao ca ca, khí tức của huynh. Điều Khương Lạc Ly, lập tức quan tâm đến là cảnh giới của quân tiêu giao chứ không phải chính nàng nàng có thể cảm giác được khí thức của quân tiêu giao thâm thúy hơn trước đó rất nhiều. Cho dù với tu vi nguyên linh tiên thể hiện tại, đối mặt với quân tiêu giao, nàng cũng cảm giác như đang đối mặt với một vũ trụ vô tận, mênh mông khó lường. Căn bản không thăm dò được quân tiêu giao nông sâu thế nào. Tạm được, đại thiên tôn viên mãn, hoặc là có thể nói là nửa bước huyền tôn. Quân tiêu giao thản nhiên trả lời. Nhưng thực ra nói thế nào cũng được. Trước đó, ở cảnh giới tiểu thiên tôn, quân tiêu giao đã không cần kiêng kỵ bất gì huyền tôn nào, hiện giờ quân tiêu giao đột phá cảnh giới trên cơ bản không cần phải nhìn đến huyền tôn còn về cung cấp đại thiên tôn ừm quân tiêu giao chỉ có thể nói đến một người đánh được cũng không có thậm chí với thực lực hiện tại của quân tiêu giao cho dù là cường giả cấp thần tôn đạo tôn cũng không thể dễ dàng đối phó với hắn như bình thường thì trí tôn thất cảnh mỗi bước như lên trời tranh lệch giữa hai đại cảnh giới chẳng khác nào giữa trời với đất kết quả là ở đây, quân tiêu giao lại có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ có thể nói, tư chất dị số chi vương lại thêm các loại thể chất yêu nghiệt đúng là, thủ đoạn kinh khủng. Quân tiêu giao đã phá vỡ quy tắc khiêu chiến trí tôn thất cảnh khó khăn. Hiện giờ, hắn thật sự đã vượt xa rất xa rất nhiều cường giả thế hệ trước. Quả nhiên tiêu giao ca ca vẫn là tiêu giao ca ca kia, căn bản không thể đuổi theo huynh được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đôi mắt to của Khương Lạc Ly lấp lánh sùng bái, sáng như sao đây là nam nhân của nàng mãi mãi đứng trên đỉnh cao nhất sau khi tu luyện xong xuôi quân tiêu dao và khương lạc ly cũng ra khỏi tẩm cung không bao lâu sau vân thiên lai tới nàng nhìn hết quân tiêu dao lại đến khương lạc ly một lượt vài vòng trong con ngươi có thêm một sự ngờ vực vân tỷ tỷ nhìn gì vậy khương lạc ly hỏi ba tháng rất lâu vân thiên lai nói vậy ánh mắt nhìn quân tiêu dao lại rất rõ ràng các ngươi tu luyện đứng đắn không hả vân tỷ tỷ nghĩ đi đâu ấy chớp mắt khuôn mặt Khương Lạc Ly có thêm hai đóa mây trắng. Thiên lại tiên tử, ngươi tuyệt đối hiểu lầm rồi. Quân tiêu giao mỉm cười giải thích. Ồ, vân thiên lại cho mày. Mới ba tháng, ngươi xem thường ta hả? Hay là xem thường thái cổ thánh thể? Xin lấy năm làm đơn vị tính toàn. Quân tiêu giao nghiêm giọng nói. Vân thiên lai cũng đỏ mặt. Bình thường quân tiêu giao vẫn giữ hình tượng nam thần sáng lạnh như ánh trăng. Kết quả. Nhưng vân thiên lai nghĩ lại cẩn thận thì có vẻ như với thể chất của quân tiêu dao hắn nói cũng không sai. Ánh mắt nàng nhìn Khương Lạc Ly không khỏi ẩn giấu một tia ghen tị. Không biết làm nữ nhân của quân tiêu giao có thể trải qua Mỹ diệu vô thượng cỡ nào. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, tới tìm các ngươi là có tin tức muốn nói cho các ngươi. Kiếm chủng sắp mở ra rồi. Kiếm chủng. Không sai, kiếm chủng chính là một trong 10 cấm khu lớn của cửu thiên, mà còn là một cấm khu cực kỳ đặc biệt. Mỗi một thời đại cũng chỉ có vài người ít ỏi, tối đa cũng chỉ mười mấy người đây là một nơi truyền thừa kiếm tu vô thượng vân thiên lai kể lại cho quân tiêu giao một số chuyện liên quan tới kiếm chủng quân tiêu giao cũng hiểu được vài phần thì ra là thế một nơi truyền thừa kiếm đạo vô thượng mà lại cực kỳ khác với các cấm địa khác quân tiêu giao nói mấu chốt nhất là trong trận náo loạn lớn trước kia trên cơ bản kiếm chủng là người ngoài cuộc làm kẻ bằng quan không hề tham dự điều này cũng khiến cho quân tiêu giao không cảm thấy chán ghét kiếm chủng như những cấm địa khác cho nên lần này kiếm chủng muốn chọn truyền nhân sao quân tiêu giao hỏi là có cơ hội này thiên kiêu của những cấm địa khác sẽ không gia nhập kiếm chủng thực ra với thực lực của quân công tử nếu tới kiếm chủng không nói tới việc lấy luôn thân phận người truyền thừa nhưng thế nào cũng được kiếm chủng tán thưởng gia nhập kiếm chủng vân thiên lai nói nếu quân tiêu giao có thể gia nhập kiếm chủng thế nào cũng có một tầng bảo hộ đáng kể nhưng ta không chuyên tu kiếm đạo cũng không phải kiếm tu có thể nói ngoại trừ vài chiêu kiếm đã từng luyện thì trên cơ bản chưa từng tiếp xúc với kiếm đạo. Quân Tiêu Giao nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, hắn không cho rằng mình là kiếm tu. đương nhiên, nếu một số kiếm tu tiên vực nghe được lời này của Quân Tiêu Giao, thì chắc chắn sẽ nôn ra máu. Ngũ đại kiếm đạo thần quyết đều do Quân Tiêu Giao khống chế. Quân Tiêu Giao còn dung hợp ngũ đại thần quyết, biến thành một thức kiếm chiêu kinh khủng, như thị ngã chạm. Có thể nói, Quân Tiêu Giao tùy tiện lĩnh ngộ kiếm đạo cũng đủ để vượt qua gần như tất cả thiên kiêu kiếm đạo dù sao thì lấy thiên tư yêu nghiệt của quân tiêu giao chắc chắn sẽ đạt phun hết các chỉ số thậm chí như hiện giờ quân tiêu giao đang cùng bồ đề tử học luyện đan không đến mấy tháng hắn đã có thể trở thành đại sư đan đạo thực thụ chỉ là quân tiêu giao lười học thôi vân thiên lai cũng không rõ lắm tu vi kiếm đạo của quân tiêu giao thế nào nàng cũng chỉ thuận miệng nhắc tới như một đề nghị mà thôi nhưng trong kiếm chủng kia cũng có rất nhiều cơ duyên chỉ là đại đa số đều liên quan tới kiếm tu, như một số kiếm hồn cổ, vân vân. Thậm chí còn có thể có được kiếm khí cấp chuẩn đế binh nữa. Vân Thiên Lai lại nói. Nghe thế, hai mắt quân tiêu giao hơi sáng lên. Hắn nghĩ tới binh khí của mình, đại la kiếm thai, đã lâu rồi chưa được thuế biến. Có lẽ trong kiếm chủng có thể có được cơ duyên cho đại la kiếm thai thuế biến. Đúng rồi, mặt khác, chắc hẳn kiếm đế tử cũng sẽ tới kiếm chủng. Vân Thiên Lai lại nói. Kiếm chủng, một trong hai vị thiên kiêu của thánh linh chi khư. Vân Thiên Lai nhắc, thì ra là thế. Quân tiêu giao khẽ gật đầu, thánh linh chi khư và hắn từng va chạm rất nhiều. Nhưng hắn cũng chả thèm để ý tới kiếm đế tử này. Đừng nói bây giờ hắn đã đột phá, dù là khi chưa đột phá đi nữa cũng không sợ kiếm đế tử gì kia tí nào. Hình như thấy hắn có vẻ lơ đễnh, Vân Thiên Lai bèn nhắc nhở. Đúng rồi, hiện tại tu vi của quân công tử thế nào? Kiếm đế tử kia là cấp đại thiên tôn đấy mặt khác còn có hỗn vương một trong bốn tiểu vương của thú quật cũng lớn tiếng nói muốn chấn áp ngươi người này cũng có cảnh giới đại thiên tôn vân thiên lai lại nhìn quân tiêu dao quân tiêu dao thu lại khí tức của mình nên người ngoài không dễ dàng nhìn trộm cho nên hiện giờ vân thiên lai cũng không thể nhìn thấu cảnh giới tu vi của hắn nàng chỉ cảm thấy hiện giờ hắn thâm thúy hơn trước kia rất nhiều nghe vân thiên lai nói vậy khuôn mặt nhỏ của khương lạc ly có vẻ kỳ lạ có vẻ như cảnh giới hiện tại của quân tiêu dao đã vượt qua hai người kia có chút đột phá quân tiêu dao cũng không nói rõ bởi vì với hắn mà nói đây chính xác chỉ là một chút đột phá thôi không tính là bước dài gì vậy quân công tử cũng phải cẩn thận một chút dù sao bọn họ cũng nằm trong mười người đứng đầu bảng xếp hạng long phượng vân thiên lai cẩn thận dặn dò thấy vân thiên lai cẩn thận lo lắng như vậy ánh mắt khương lạc ly thêm vài phần ngờ vực nàng nhìn thoáng qua vân thiên lai thử hỏi, Vân Tỷ, từ khi nào Tỷ quan tâm tiêu giao ca ca như vậy? À không phải, ta ta không có bất kỳ suy nghĩ xấu nào với quân công tử. Vân Thiên Lai im lặng, sau đó đong đưa chán, vội vàng phản bác, sắc mặt cũng hơi có quắp. Chỉ là, nhìn thế nào cũng có cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Ánh mắt Khương Lạc Linh ở vực càng sâu. Vân Thiên Lai sẽ không muốn trải nghiệm thận của nhất hạ hoang cổ chứ. Được, đa tạ thiên lại tiên tử thông báo, trong lòng ta biết rõ. Quân tiêu giao cười nhạt một tiếng, làm dịu đi bầu không khí xấu hổ. Ừm, nói đến thế thôi. Ta đi đây. Vân Thiên Lai phiêu nhiên đi xa, chỉ có thêm vài phần bối rối. Ngược lại nàng không định tới kiếm chủng, dù sao cơ duyên kiếm tu cũng vô dụng với nàng. Nàng cố ý tới để nhắc nhở quân tiêu giao. Thấy bóng hình xinh đẹp của Vân Thiên Lai đi xa dần, Khương Lạc Ly cũng nhẹ nhàng thở ra. Ai, xem ra hình như Vân Tỷ Tỷ cũng lún một chút vào trong mị lực của tiêu giao ca ca rồi. Điều tại ta, có đôi khi quá ưu tú cũng là một loại tội. Quân tiêu giao thở dài. Lúc này không phải hắn là cạn bã. Hắn không chủ động đi tiếp cận với Vân Thiên Lai. Quân tiêu giao chỉ có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp, chú định nhận lấy vô hạn sùng bái ước ao của vô số nữ tử. Được, Lạc Ly, ngươi có tới kiếm chủng không? Quân tiêu giao hỏi. Hắn đã quyết định muốn tới kiếm chủng. Khương Lạc Ly nghĩ nghĩ một lát, mới lắc đầu nói, mặc dù Lạc Ly cũng rất muốn tiếp tục ở bên cạnh hầu hạ tiêu dao ca ca, nhưng tiếp theo Lạc Ly còn phải mượn hỗn nguyên kim đấu tu luyện, củng cố cảnh giới tu vi của mình. Nếu là trước kia, nhất định Khương Lạc Ly sẽ dính bên cạnh quân tiêu giao. Nhưng nàng bây giờ đã khác. Cũng tốt. Quân tiêu giao khẽ gật đầu. Về sau, quân tiêu giao ở lại cùng Khương Lạc Ly chờ mấy ngày. Sau đó, Khương Lạc Ly chuyên chú tu luyện, quân tiêu giao thì muốn rời khỏi tiên lăng. Nhưng ở lối vào tiên lăng, hắn thấy hai con hung thú đang kéo một cái xe ngựa, hai con hung thú kia chính là sát vương đào ngột và hung vương cùng kỳ trong cơ thể chúng đều bị quân tiêu dao thiết hạ cấm chế nên chỉ có thể nén giận làm ngựa kéo xe phía xa xa một số nữ tu sĩ tiên lăng thấy cảnh này đều xì si xào bàn tán lúc này một bóng người siêu nhiên như trích tiên nhân từ trong tiên lăng bước ra mây khói phủ thân tiên huy bao phủ siêu nhiên vô cùng như tiên quân hạ giới hành tẩu trần thế chính là vị quân công tử kia a à, tới gần một chút xem đi quả là dung nhan thần tiên nông cạn, cứ làm như quân công tử chỉ có nhan giá trị thôi. Ấy, các ngươi cũng từng được thấy thực lực của hắn rồi đấy. Phía xa xa, một đám nữ tu tiên lăng hóa thành một đám tiểu mê muội, hai mắt sáng như sao. Quân tiêu giao ngồi lên liễn xa, dùng lấy hai trong bốn tiểu vương của thú quật ra làm ngựa kéo xe, cũng coi như đủ thể diện. Nhưng quân tiêu giao nghĩ, nếu để cho cả bốn tiểu vương của thú quật xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề kéo xe, cảnh tượng ấy chắc hẳn không tệ lắm nhỉ. Quân tiêu giao ngồi lên liễn xa đi xa, mà lúc này, một nữ tử xinh đẹp nóng bỏng xuất hiện, là Liễu Quỳnh Yên. Chắc chắn quân tiêu giao đi tới kiếm trùng rồi, nếu lần này gặp phải kiếm đế tử hay hỗn vương, không biết sẽ có kết quả thế nào. Liễu Quỳnh Yên nghĩ bụng. Mà lúc này, toàn bộ cửu tiên, tất cả thiên kiêu trẻ tuổi đều tiến về kiếm trùng hội tụ. Trong số đó, một mũi tiến về phía kiếm trùng. Một nam tử thân mang áo bào màu đen, dáng người thon dài cõng một cây kiếm đạp bước hư không tiến tới kiếm trùng. Nếu quân tiêu dao ở đây, tất nhiên sẽ bất ngờ, bởi vì nam tử áo bò đen này không phải ai khác mà chính là Chính là vị kiếm ma chuyển thế của hoang cổ diệp gia kia Diệp cô thần Diệp cô thần chính là yêu nghiệt đỉnh cao của hoang cổ diệp gia Giống với quân tiêu giao Đều từng là nhân kiệt kiệt xuất nhất hoang thiên tiên vực Vốn là kiếm ma độc cô vô bại chuyển thế Nhưng hắn ta lại chặt đứt quá khứ Tái tạo chân ngã Niết bàn hồi sinh Không phải ai cũng có khí phách này Bây giờ diệp cô thần không còn là người chuyển thế nào nữa Hắn ta chỉ là hắn ta mà trận chiến nổi danh nhất của hắn ta và quân tiêu giao lại chính là trận chiến ở đế lộ vương giả diệp cô thần dùng kiếm chiêu mình tự sáng tạo ra vạn thần kiếp đối chiến với thần thông mà quân tiêu giao tự sáng tạo ra sang thế kỷ có thể nói đây là trận chiến đặc sắc tuyệt luân của hai đỉnh phong thế hệ trẻ tuổi mặc dù cuối cùng cũng bại nhưng diệp cô thành bại mà vinh quân tiêu giao cũng cực kỳ thưởng thức vị đối thủ này về sau thậm chí hắn còn muốn tới chỗ hoang cổ diệp ra tìm kiếm diệp cô thần chỉ là khi đó người diệp gia có nói tại trung cực cổ lộ sau khi thế giới thần khư kết thúc thì diệp cô thần cũng biến mất chưa từng quay về diệp gia cũng chưa từng tiến về tiên viện nhưng mệnh bài của hắn ta chưa từng vỡ vụn cho nên hẳn là không có gì nguy hiểm đến tính mạng ai có thể nghĩ tới hiện tại diệp cô thần lại xuất hiện ở cửu thiên hắn ta mặc áo đen lưng đeo thí đế kiếm nhuốm máy khí chất lạnh lẽo cao ngạo vẫn như trước đây giống hệt một con sói độc lai độc vãng nhưng lúc này hắn ta lại không phải người cũ sau lưng hắn ta còn có một nữ tử nữ tử thân mang váy lăng la trắng như tuyết thân thể ưu nhã nhiên lệ tóc đen như mây mặt như trắng sáng khuôn mặt tinh xảo đẹp như một bức tranh quả nhiên là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp đối mặt với nữ tử thế này e rằng có rất nhiều nam tử sẽ động tâm nhưng diệp cô thần không đổi sắc ánh mắt không hề dao động đi theo ta làm cái gì hắn ta thản nhiên hỏi đi tới kiếm chủng với ngươi nữ tử mỉm cười nụ cười ngọt ngào phối cùng khuôn mặt lạnh lùng của diệp cô thần tranh lệch cực kỳ rõ ràng ngươi không phải kiếm tu vì sao muốn đi kiếm chủng diệp cô thần nhàn nhạt hỏi quả thực đây đúng là kiểu trả lời của trực nam sắt thép mà không được sao đừng quên mệnh của ngươi là do ta cứ nữ tử hoạt bát cười một tiếng diệp cô thần im lặng lúc trước khi trung cực cổ lộ kết thúc diệp cô thần không cùng các thiên kiêu còn lại tới tiên viện tu tập với hắn ta việc đó không cần thiết mặc dù hắn ta đã chặt đứt quá khứ nhưng thân là kiếm ma các loại kinh nghiệm tu luyện đều khắc thật sâu trong đầu hắn ta cho nên diệp cô thần chỉ cần đi con đường của mình là được rồi về sau trong một lần lịch luyện hung hiểm diệp cô thần lâm vào một tuyệt địa bị cuốn vào trong một khe nứt hư không khi hắn ta tỉnh lại thì vừa lúc thấy vị nữ tử tên từ đồ tuyết này về sau diệp cô thần mới hiểu được thì ra nhờ cơ duyên xảo hợp mình đã tới vùng cửu thiên Suốt thời gian sau đó, Diệp Cô Thần vẫn luôn ở lại trong gia tộc Tư Đồ Tuyết. Gia tộc của Tư Đồ Tuyết chính là Tư Đồ Gia. Mà Tư Đồ Gia chính là gia tộc cấm kỵ dưới trướng Luân Hồi Hải. Sau một thời gian ở chung, Tư Đồ Tuyết rất tò mò về vị nam tử luôn luôn lạnh lùng, mà đôi khi lại có vẻ hơi quật cường này. Nhìn thấy Diệp Cô Thần không một khắc nào dừng tu luyện, nàng đã từng tò mò hỏi hắn ta vì sao. Diệp Cô Thần chỉ nói là, trong lòng hắn ta có một mục tiêu, một đối thủ. Một đối thủ mà cả đời này hắn ta vẫn muốn vượt qua. Khi Diệp Cô Thần nói ra lời này, ánh mắt của hắn ta rất thanh tịnh, rất chân thành, thậm chí còn có vài phần ngây thơ. Thật giống như chấp nhất của hắn ta với kiếm đạo. Một khắc này, tư đổ tuyết bỗng nhiên chìm vào thật sâu. Trong mắt Diệp Cô Thần không có loại ngạo khí, tự đại phổ biến của kiêu tử cửu thiên. Chỉ có tín niệm nghiêm túc, chấp nhất, kiên định không thay đổi. Chính điều này đã đả động đến phương tâm vị kiêu nữ tư. Đồ ra này, cho nên, vừa nghe tin kiếm trùng mở ra, Diệp cô thần muốn tới kiếm trùng. Từ đổ tuyết đã cứng rắn đòi đi cùng. Người đã cứu mạng ta, ân này chắc chắn sẽ báo đáp. Nhưng hiện tại, Diệp cô thần hơi trần trừ. Làm sao? Ta biết, ngươi là đang coi ta là vướng víu chân tay phải không? Diệp cô thần, ngươi thật sự rất đáng gờm, tuổi này đã là cường giả đại thiên tôn. Nhưng trong kiêu tử cửu thiên không chỉ có một mình ngươi là đại thiên tôn gần như tất cả thiên kiêu nằm trong top 10 đều là yêu nghiệt tuyệt thế đại thiên tôn, trở lên. Còn có kiếm đế tử của thánh linh chi khư, hắn ta cũng muốn tới kiếm chủng trước, nếu ngươi đi tranh đoạt cơ duyên chắc chắn sẽ gặp hắn ta. Từ đổ tuyết nói, nàng đang lo lắng cho diệp cô thần. Kiếm đế tử, rất tốt, đã lâu lắm rồi thí đế kiếm của ta đã không gặp được đối thủ rồi. Chẳng những diệp cô thần không lo lắng ngược lại còn hơi nóng lòng sốt ruột. Thậm chí thí đế kiếm sau lưng hắn còn đang lên một vòng kiếm minh. Chẳng hiểu vì sao, Diệp Cô Thần lại cảm thấy mình nhất định phải đi tới kiếm chủng một chuyến. Đó là một loại trực giác theo bản năng. Mà cơ duyên tại kiếm chủng chính là thích hợp với kiếm tu như hắn ta nhất. Nói không chừng, không cần ngươi ra tay đâu. Ta còn nghe một tiên, mục tiêu của kiếm đế tử có vẻ như là quân tiêu giao của quân gia tiên vực. Từ đổ tuyết thoải mái nói. Cái gì? Quân tiêu giao? Diệp cô thần mở thần mang, hai tay tách vai tư đổ tuyết, nhìn thẳng vào nàng, nói bởi vì lúc trước Diệp Cô Thần vẫn luôn đắm chìm trong tu luyện, cho nên không biết tin tức gì từ bên ngoài. Chuyện kiếm tủng mở ra vẫn là tư đổ tuyết cố gắng nhắc nhở hắn ta. Diệp Cô Thần, ngươi làm cái gì? Tư đổ tuyết đỏ mặt yêu kiểu mắng. Bình thường Diệp Cô Thần vẫn lạnh lạnh nhạt nhạt với nàng. Sao nghe được tên quân tiêu giao hắn ta lại có phản ứng lớn như vậy? Ha ha, rượu quá thay, tuyết nhi, ngươi có biết mục tiêu trong lòng ta vẫn luôn muốn vượt qua là ai chăng? Diệp cô thần ánh mắt trầm tĩnh, toàn thân kiếm ý ngút trời, như hùng sư thức tỉnh. Không phải là, đây là lần đầu tiên tư đổ tuyết nghe Diệp Cô Thần gọi mình là Tuyết Nhi, trong lòng cũng khá mừng rỡ. Nhưng phản ứng lại, nàng lập tức kinh ngạc nhoẻn cười. Không sai, chính là quân tiêu giao. Diệp Cô Thần cười nói, hắn ta và quân tiêu giao là đối thủ. Nhưng cùng lúc đó lại có cảm giác cùng chung trí hướng không nói rõ được. Có thể nói, suốt quãng đường quân tiêu giao đã đi tới bây giờ, cũng mới chỉ có mình Diệp Cô Thần là đối thủ thành bằng hữu thế nhưng hiện giờ có vẻ phiền phức của quân tiêu giao cũng không nhỏ, thiên kiêu xếp hạng 10 vị trí đầu như kiếm đế tử, hỗn vương đều để mắt tới hắn. Từ đổ tuyết nói, nghe thấy vậy, ánh mắt diệp cô thần lóe lên một vòng kiếm khí lăng lệ đến cực điểm. Quân tiêu giao là đối thủ của ta, đối thủ như vậy, cả đời khó có được một vị. Nếu ai dám ra tay với quân tiêu giao, trước hết phải hỏi kiếm trong tay ta đã. Cho đến giờ phút này, Diệp Cô Thần mới hơi hiển lộ ra khí chất quả quyết sát phạt của kiếm ma chuyển thế. Người đó, thực sự là. Từ đổ tuyết cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng nàng cũng rất tò mò, có thể khiến cho nam tử ưu tú như Diệp Cô Thần coi là mục tiêu. Quân tiêu giao kia là tồn tại tuyệt thế cỡ nào? Về sau, Diệp Cô Thần cùng tư đổ tuyết một đường chạy tới kiếm chủng. Một bên khác, quân tiêu giao cũng đang khoan thai ngồi trên liễn xa. Hung vương cùng sát vương kéo xe cho hắn, có thể đi thẳng đến kiếm chủng. Qua chừng nửa tháng, xa xa phía trước mặt quân tiêu dao bỗng nhiên kiến trúc khủng bố sừng sững rõ ràng đó là một thanh kiếm một thanh kiếm khổng lồ như cột trống thiên địa quanh thanh kiếm có một tòa thành trì tiếng người huyên náo đều là thiên kiêu các lộ chuẩn bị đến kiếm chủng lịch luyện nơi này chính là kiếm bi thành sao tại đây mở ra kiếm chủng cũng thuận tiện quân tiêu dao lẩm bẩm còn một thời gian nữa ly kiếm mộ mới mở ra mà kiếm bi thành gần ly kiếm mộ nhất hiển nhiên chính là điểm dừng chân tốt nhất lúc này đột nhiên hắn nhận ra một dạo khí tức quen thuộc tờ trong kiếm bi thành a à, là nàng ánh mắt quân tiêu dao có vẻ kinh ngọc không ngờ nàng cũng tới cửu thiên rồi kiếm bia thành có tiếng người ồn ào thiên kiêu qua lại nối liền không dứt ở trung tâm thành trì nghe đồn chuôi cự kiếm nối liền trời đất kia là do một cường giả tuyệt thế nào đó của kiếm trùng để lại đến nay vẫn được không ít kiếm tu coi như thánh địa hành hương thậm chí còn có một số kiếm tu thiên tư tuyệt thế từng lĩnh ngộ các loại thần thông kiếm đạo trước cự kiếm kia. Cho nên dần dà, trung quanh cự kiếm hình thành kiếm bia thành, trở thành một mảnh đất cơ duyên của cửu thiên. Đương nhiên, so với cơ duyên bên trong kiếm chủng thì kiếm bia thành cũng không tính là gì, cho nên hiện tại kiếm bia thành mới được các thiên kiêu coi thành địa điểm đặt chân. Mà giờ phút này, trong kiếm bia thành có một bóng hình xinh đẹp hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các kiêu tử cửu thiên lui tới. Đó là một nữ tử mặc, váy dài hồng nhạt, dung nhan có thể nói là hoàn mỹ nàng ta có mi cong lá liễu, đôi mắt như trăng sáng, mũi ngọc thẳng tắp, môi đỏ răng ngọc lập lòe ánh sáng trong trẻo, cái cổ mảnh khảnh, hoa nhan nguyệt mạo, có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành. Nhưng điều khiến nữ tử đáng chú ý nhất vẫn là cặp chân dài thấp thoáng dưới làn váy hồng, trắng tinh tinh tế, thon dài tròn trịa như ngà voi. Đường cong có thể nói là hoàn mỹ, khiến dáng người nữ tử càng có vẻ cao gầy thon dài, không tìm ra được chút tì vết nào. Nàng ta chính là nhan như mộng. Nàng là người phương nào, Đến từ thế lực nào, dung nhan dáng người khí chất đều tuyệt diễm như thế, lại không có thanh danh gì ở Cửu Thiên. Đúng vậy, theo lý thuyết lai lịch của nữ tử tuyệt đại như thế phải rất bất phàm, kết quả ở lại không nghe nhắc đến ở Cửu Thiên. Ta thấy có lẽ là thiên kiêu tới từ Tiên vực, dù sao trong khoảng thời gian trước có không ít thiên kiêu tiên vực được tiếp dẫn tới Cửu Thiên. Thì ra là thế, vậy thì giải thích được. Hắc hắc, nhưng một nữ tử tuyệt diễm như thế lại một mình lẻ loi tới từ Tiên vực, chỉ sợ sẽ bị người ta coi thành dê béo truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một ít kiêu tử cửu thiên qua lại quét nhìn nhan như mộng, trong mắt đều mang theo hàm ý khác thường, khiến trên làn da trắng như tuyết của nàng ta cũng nổi hết da gà lên. Nhan như mộng nhíu chặt mày liễu, mặt ngọc lạnh đi. Nếu không phải sau đó tiểu yêu hậu tới cửu thiên, thuận tiện cũng dẫn nàng đi lên thì nhan như mộng thật sự không muốn tới. Nhưng nhan như mộng không thể không thừa nhận, hoàn cảnh tu luyện ở cửu thiên thật sự tốt hơn tiên vực quá nhiều. Lần này, nàng cũng nghe nói đến cơ duyên kiếm chủng, cho nên muốn tới thử vận may, xem có thể hay không tìm được cơ hội tăng tiến bản thân hay không. Nhưng Nhan Như Mộng vẫn xem nhẹ mị lực của mình, trên đường này đi tới cũng gặp không ít rủi bọ phiền lòng. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhan Như Mộng lại theo bản năng mà hiện ra một bóng dáng bạch y tuyệt thế. Nàng nhớ tới đoạn đường làm bạn với Quân Tiêu Dao ở cổ lộ trung cực. Khi đó, vì tống cổ những con rủi bọ đó, nàng trực tiếp nói Quân Tiêu Dao là hôn phu của mình tuy rằng là nói giỡn nhưng không thể không nói bắt đầu từ khi đó cảm giác của nàng đối với quân tiêu dao đã có sự thay đổi rất kỳ lạ thẳng đến sau đó khi quân tiêu dao trở về hoang thiên tiên vực nàng biết được tin quân tiêu dao sắp sửa đính hôn với khương thánh y và khương lạc ly nàng mừng cho quân tiêu dao nhưng đột nhiên lại sinh ra cảm giác mất mát và phiền muộn trong lòng có chút đau đớn như bị kim đâm cho nên khi đó nhan như mộng liền quyết định sẽ chôn hắn sâu vào đáy lòng coi như một bí mật tốt đẹp chỉ thuộc về mình cho nên tiếp theo khi tiểu yêu hậu nói muốn dẫn nàng lên cửu thiên, nhan như mộng đã chấp nhận. Như vậy cũng tốt, cách xa quân tiêu giao một chút thì không cần thời thời khắc khắc mà nhớ thương hắn. Mà nhan như mộng vẫn kín tiếng hành sự ở cửu thiên, cũng không có người quen hay mạng lưới tin tức gì. Tiểu yêu hậu dẫn nàng lên cửu thiên rồi đột nhiên mất, không biết đi đâu mất tâm. Cho nên hiện tại nhan như mộng cũng không biết quân tiêu giao đã đi tới cửu thiên. Giờ phút này, cảm giác đông đảo ánh mắt chung quanh đang nhìn chăm chú, nhan như mộng chỉ muốn tạm thời tìm một nơi đặt chân, chờ đợi kiếm trùng mở ra. Mà đúng lúc này, một giọng nói băng cua bỗng nhiên vang lên. Không biết vị cô nương này tên họ là gì, đến từ thế lực nào. Sau khi giọng nói này truyền đến, vài kiêu tử cửu thiên trẻ tuổi chậm rãi bước đến. Người cầm đầu là một nam tử mặc hoa phục, dung mạo anh tuấn, cũng có vài phần khí chất. Khí tức trên người hắn ta rất cường đại, mạnh hơn thiên kiêu tiên vực bình thường rất nhiều. Ồ, là bằng nham công tử của bàng gia bàng gia là gia tộc cấm kỵ dưới trướng tiên ma động thiên vị bàng nham công tử kia còn là người hầu của đại ma vương ngày thường cũng ỉ vào uy danh của đại ma vương tự cho mình rất cao không coi ai ra gì một ít thiên kiêu chung quanh đang nghị luận khi nhắc tới đại ma vương trong mắt rất nhiều kiêu tử cửu thiên đều lộ ra một tia sợ hãi đó chính là một hung nhân tiếng tăm lừng lẫy trên cửu thiên nếu nói có thiên kiêu nào sánh ngang với tứ tiểu vương của thú quật ở phương diện hung lệ tàn nhẫn thì cũng chỉ có đại ma vương của tiên ma động thiên kia thôi. Đối mặt với sự quấy dày của bàng nham, nhan như mộng không dây một tiếng, bước sang một hướng khác, muốn rời đi. Kết quả vẫn bị bàng nham chặn đường. Cô nương chậm đã, ta là bàng gia thiếu chủ bàng nham, thuộc gia tộc cấm kỵ dưới chứng tiên ma động thiên. Cô nương tuyệt sắc như thế mà lại không có tiếng tâm gì, vậy hẳn là đến từ tiên vực. Lần này kiếm trùng mở rộng cánh cửa, tuy có cơ duyên, nhưng cũng có hung hiểm khó lường. Nếu cô nương không ngại thì có thể đồng hành với bàng mỗ, Bàng Nham ăn nói cũng rất khéo léo, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn quét nhan như mộng. Đặc biệt là cặp chân dài trắng đến lóa mắt, cao gầy tinh tế dưới làn váy của nhan như mộng, khiến hô hấp của Bàng Nham trở nên rồn rập. Chân này có chơi 10 năm cũng không chán. Cho dù là ở cửu thiên, nữ tử cực phẩm như nhan như mộng cũng cực kỳ hiếm thấy, khó trách Bàng Nham sẽ tiến lên dây dưa. Không cần. Nhan như mộng lạnh nhạt nói, dáng vẻ băng sơn mỹ nhân người sống chớ gần. Nam nhân duy nhất có thể làm nàng lộ ra như, phong tình kiều mị của thiếu nữ chỉ có quân tiêu giao. Trừ hắn ra, nàng làm lơ tất cả những nam nhân khác. Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của nhan như mộng, bàng nham không những không tức giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Nữ nhân tính tình như vậy mới làm nam nhân sinh ra cảm giác chinh phục. Cô nương, có lẽ ngươi không biết, ta còn có một thân phận khác, chính là người hầu thân cận của đại ma vương đại nhân tiên ma động thiên. Nói tới đây, bàng nham lộ ra một tia kiêu ngạo nhàn nhạt, nhạt. Đại ma vương là người như thế nào, đó chính là yêu nghiệt đứng đầu cửu thiên sánh vai với đám người vương diễn. Có thể trở thành người hầu thân cận của hắn ta đã là một loại tượng trưng, cho địa vị. Cho dù là thiên kiêu vùng cấm khác cũng không muốn trêu chọc bằng nham, là do kiêng kỵ đại ma vương sau lưng hắn. Nhưng nhan như mộng lại dùng ánh mắt nhìn tên ngốc mà nhìn bằng nham. Làm tùy tùng của người khác còn kiêu ngạo như vậy, đầu óc bị úng nước à. Vậy càng xin lỗi, ta không muốn nói thêm cái gì với một hạ nhân. Nhan như mộng xoay người rời đi sắc mặt bàng nham hoàn toàn trầm xuống đây là thân phận hắn lấy làm tự hào lại bị nhan như mộng làm thấp đi như thế cho mặt mũi còn không biết xấu hổ chỉ là một nữ tu ti tiện đến từ tiên vực thôi được bản công tử coi trọng là vinh hạnh của ngươi bàng nham chuẩn bị cưỡng chế ngươi ngọc dung của nhan như mộng phát lạnh đám người bàng nham bao vây lại dẫn động khí tức tuy nhan như mộng là yêu tộc bản thể là thiên mộng mê điệp có huyết mạch cường đại nhưng hiện tại thực lực của nàng thật sự không coi như đứng đầu mà đúng lúc này nơi xa bỗng có hung thần chi khí dâng trào đàn áp xuống ai bằng nham ngẩng đầu nhìn lên thiếu chút nữa đã bị dọa mất hồn hung vương sát vương ngươi là quân tiêu dao trên không kiếm bia thành hai con hung thú như thái cổ ma sơn kéo xe lao đến chỉ khí tức của hai con hung thú thôi đã đủ để làm kinh sợ quần hùng khiến rất nhiều thiên kiêu ở đây run run hai đùi đó là sát vương và hung vương trong tứ tiểu vương của thú quật người sau lưng quả nhiên là quân tiêu dao lời đồn là thật khi hai con hung thú lôi kéo liễn xa buông xuống kiếm bia thành lập tức khiến bát phương ổ lên cảm nhận được hung uy mạnh đến cực điểm kia bàng nham cảm thấy máu trong huyết quản của mình cũng đã đông lại hàn ý này không phải là đến từ hung vương và sát vương mà là từ thanh niên bạch y thản nhiên ngồi trên liễn xa kia người của quân đế đỉnh mà ngươi cũng dám động vào lời nói thản nhiên lại lạnh nhạt truyền ra từ miệng quân tiêu dao nó như một thanh búa tạ hung hăng đánh vào trái tim bằng nham. Hắn bịch 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 lui lại phía sau hai bước, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Thần tử quân gia tiên vực trong truyền thuyết thật sự cường hãn như vậy. Nhưng cũng bình thường, dù sao quân tiêu dao đã đột phá tới đại thiên tôn đại viên mãn, thậm chí có thể được coi là bán bộ huyền tôn. So với lúc hắn mới tới cửu thiên thì thực lực đã có khác biệt to lớn. Mà nhìn thấy bóng dáng bạch y đã lâu không được gặp kia, nhàn như mộng cũng như bị xét đánh, đứng sừng tại chỗ, trong óc nàng ta là một mảnh hỗn loạn, thậm chí có chút hoảng hốt. Ban đầu nàng rời khỏi tiên vực là vì có thể rời xa hắn, làm trái tim mình có thể yên ổn lại. Kết quả hiện tại, vòng đi vòng lại, lại về tới chỗ cũ. Vào thời khắc mấu chốt nhất, người vươn tay với nàng vẫn là quân tiêu giao. Gặp mặt tiêu giao lỡ cả đời, là duyên cũng là kiếp. Ngươi, quân tiêu giao, chuyện gì liên quan gì đến ngươi? Sắc mặt bàng nham có chút tái nhợt, tuy rằng ngày thường hắn ta cáo mượn oai hùm, ỷ vào thân phận người hầu của đại ma vương, tự cho rằng mình rất cao, nhưng hắn cũng không phải ngốc, biết người nào có thể chọc, người nào không thể đụng vào. Nếu không có lời đồn trước đó về quân tiêu giao, thì có lẽ hắn ta sẽ không để ý, nhưng hiện tại, có thể nói tên tuổi của quân tiêu giao đã như sấm bên tai ở cửu thiên. Liên tục chấn áp sát vương, hung vương, đánh bại tam thiếu chủ của luân hồi hải, đánh diệt phân thân của vương diễn, làm tiểu thạch hoàng bị thương nặng. Có thể nói, cho dù sinh linh cửu thiên không muốn thừa nhận, nhưng cũng chỉ có thể công nhận quân tiêu dao thật sự đã đạt tới trình độ yêu nghiệt đứng đầu nhưng hiện tại trái tim bàng nham đang run rẩy bởi vì hắn đối mặt với quân tiêu dao có cảm giác như đối mặt với một thần lạnh nhạt cao cao tại thượng cho dù là chủ tử đại ma vương của hắn ta tuy rằng hung uy ngập trời nhưng cũng không mang đến cảm giác này nàng là người của ta sao lại không liên quan đến ta quân tiêu dao lạnh lẽo nói chúng ta đi bàng nham nén giận dẫn theo mấy thiên kiêu bảng giao muốn rời đi tuy rằng giai nhân khó được nhưng nếu bởi vậy mà đối đầu với quân tiêu giao thì không khác gì bại não nuốt bọn họ quân tiêu giao lạnh nhạt nói hung vương tức giận hử lạnh một tiếng nói bọn họ chính là người vị đại ma vương kia của tiên ma động thiên nhắc tới đại ma vương cho dù là hung vương cũng có chút ngưng trọng thực lực của đại ma vương còn cao hơn hắn ta ta mặc kệ hắn là ma vương gì người chọc ta đừng mong sống sót quân tiêu giao lạnh nhạt nói hung vương cũng bó tay hết cách, nếu hắn không nghe theo lệnh của quân tiêu giao thì không tránh khỏi một trận no đòn. Tiếp đó, hung vương và sát vương há mồm nào về hướng đám người bằng nham. Một con đào ngột, một con cùng kỳ lao đến, cảnh tượng kia quá sức khủng bố. Ngươi, các ngươi muốn làm gì, quân tiêu giao, ta chính là người của đại ma vương. Giết ta thì đại ma vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Bàng nham thấy thế thì nhịn không được hoảng sợ gào lên. Nhưng kết quả không có bất ngờ xảy ra cả, chỉ sau một lát đã vang lên tiếng cốt cách rách nát, cơ bắp bị xé rách. Hung vương và sát vương, như muốn chút hết hận ý đối với quân tiêu giao lên đám người bằng nham. Tay chân cụt văng ra, máu tươi bắn khắp nơi, cảnh tượng quá máu me. Rất nhiều thiên kiêu chung quanh thấy thế đều cảm thấy ra đầu tê dại, như rơi vào động băng. Nhưng làm bọn họ cảm thấy rét lạnh không phải chỉ là sự tàn bạo của hung vương và sát vương, mà còn có vẻ mặt bình đạm của quân tiêu giao, hắn như không nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh trước mắt thẳng đến đám người bàng nham bị hung vương và sát vương nuốt sống, quân tiêu giao mới chậm rãi bước xuống từ liễn xa. Nhìn nhan như mộng lộ ra vẻ mặt thất thần, trên mặt quân tiêu giao hiện ra một ý cười. Thế nào, nhanh như vậy đã không quen biết người quen cũ à? Trong mắt nhan như mộng bỗng có chút gợn sóng trong suốt lướt quá, nàng cuống quýt quay đầu, lao đi giọt nước mắt kia oan ra. Nhan như mộng yên lặng nói một câu trong lòng, sau đó lại quay đầu lại, trên mặt lộ ra một nụ cười động lòng người chỉ không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi ở chỗ này mà thôi. Nhìn nụ cười miễn cưỡng hiện ra trên mặt nhan như mộng, quân tiêu giao im lặng. Sao hắn lại không biết tâm ý của nhan như mộng đối với hắn, chỉ là rất nhiều chuyện trên đời là không có kết quả. Quân tiêu giao bỏ qua đề tài này mà hỏi, sao ngươi lại tới cửu thiên? Nhan như mộng cũng bình phục chút cảm xúc, sau đó nói, là yêu hậu đại nhân mang ta tiến đến. Tiểu yêu hậu, ánh mắt của quân tiêu giao chợt lóe. Suýt nữa thì hắn đã quên mất chuyện này, tiểu yêu hậu cũng đến từ cửu thiên hơn nữa thế lực thần bí sau lưng hẳn là một vùng cấm nào đó nhưng không biết là vùng cấm nào hơn nữa xem tình hình của nhan như mộng hẳn cũng không rõ về chuyện của tiểu yêu hậu lắm xin lỗi ta lại gây phiền phức thêm cho ngươi rồi nhan như mộng nói nàng cũng biết đại ma vương của thiên ma động thiên không phải nhân vật dễ chọc gì không có việc gì nợ nhiều không lo ngươi cũng biết trước nay ta không thiếu kẻ địch hơn nữa ngươi là người của quân đế đình thân là đế đình chi chủ, che chở người một nhà là điều hiển nhiên. Quân tiêu giao nói, người của quân đế đình sao? Nhan như mộng lẩm bẩm một câu, sau đó nàng ta lộ ra một ý cười tự diễu. Đúng vậy, nàng chỉ có thể là người của quân đế đình, mà không phải người của quân tiêu giao. Vậy lần này ngươi tới cửu thiên là vì? Nhan như mộng hỏi, là vì chuyện của lạc ly. Quân tiêu giao đơn giản thuật lại chuyện của tam tiên động một chút. Sau khi nghe xong, trong lòng nhan như mộng càng dâng lên một tia chua sót nàng miễn cưỡng cười nói, lạc ly cô nương thật là may mắn, có thể được ngươi quan tâm che chở như vậy, một khi đã thế, ta đi trước đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhàn như mộng không muốn tiếp tục ở bên cạnh quân tiêu dao Ngay vào lúc nhàn như mộng xoay người muốn rời đi, quân tiêu dao vươn một tay bắt được cổ tay trắng nõn như tuyết trắng của nàng. Chúng ta xa lạ như vậy sao? Trước kia khi ở cổ lộ trung cực, tính cách của ngươi cũng không phải như thế. Quân tiêu dao nói, đó là trước kia, không trở về được nữa rồi. Nhàn như mộng khẽ cắn môi. Ban đầu nàng và quân tiêu giao là đối địch. Quân tiêu giao là nam tử duy nhất từng đụng chạm vào nàng. Nàng cũng từng tức giận đến ngứa răng vì quân tiêu giao. Sau đó ở cổ lộ trung cực, hai người gặp nhau, hoàn toàn tiêu trừ ngăn cách hóa thù thành bạn, một đường làm bạn. Khi đó, thậm chí nàng còn có thể tùy ý nói giỡn trêu chọc, lôi kéo quân tiêu giao nói là hôn phu của mình. Nhưng hiện tại nhàn như mộng cũng không dám nói đùi như vậy nữa rồi, bởi vì nàng sợ nói đùa nhiều thì mình sẽ nghĩ là thật. Mà hiện tại cũng giống vậy. Khi quân tiêu dao bắt lấy cổ tay trắng nõn của nàng, nhan như mộng có cảm giác tê dại như bị điện giật. Chẳng lẽ nàng thật sự không muốn ở lại bên cạnh quân tiêu dao sao? Không phải như thế. Nhưng nàng cũng biết, trong mắt quân tiêu dao nàng chỉ là bằng hữu, là thành viên của quân đế đình, cũng chỉ như thế mà thôi. Tuy rằng kiếm chủng có cơ duyên, nhưng cũng sẽ không đơn giản. Ở lại bên cạnh ta, ta có thể che chở cho ngươi, Quân tiêu giao nói, nếu không có bối cảnh thực lực thì người tuyệt sắc như nhan như mộng, rất dễ bị người ức hiếp. Ở tiên vực, nhan như mộng là thánh nữ của yêu thần cung, còn là thành viên của quân đế đỉnh, có quan hệ với quân tiêu giao, cho nên không ai dám làm gì nàng. Nhưng nơi này là cửu thiên, tiểu yêu hậu lại không ở bên cạnh nhan như mộng, có thể nói nàng ta đang lẻ loi một mình lang bạt. Tình huống này rất dễ dàng bị người ta ức hiếp. Nghe thấy lời nói quan tâm của quân tiêu giao, nhan như mộng đã cắn môi ra dấu răng. Vì cái gì ngươi quan tâm ta như vậy? Thân thể nhan như mộng khẽ run mà nói. Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, ta không cho phép có ai ức hiếp dễ ngươi. Quân tiêu giao nói. Nhan như mộng chỉ cười chua sót. Quân tiêu giao dùng một tay kéo nhan như mộng đến bên cạnh, nói, đi theo ta là được, không ai có thể động vào ngươi. Tính cách quân tiêu giao không phải dạng dây dưa dùng rằng. Oan ra. Nhan như mộng cắn chặt môi đỏ, không biết phải làm sao. Thật ra nàng có muốn rời đi thật đâu, chẳng qua là giận dỗi trong lòng, không qua được vách ngăn kia mà thôi. Mà lúc này, một giọng nói trong trẻo như tiếng suối vang lên, không ngờ còn có thể gặp lại hai vị cố nhân của hoang thiên tiên vực ở chỗ này, thực sự làm người ta kinh hỉ. Nghe thấy giọng nói này, trong mắt quân tiêu giao lộ ra một tia dị quang. Hắn liếc mắt nhìn lại, một bóng hình xinh đẹp mặc thanh y ngồi xếp bằng trên đài sen đang độ không mà đến. Cả người nàng ta được bao phủ trong tiên hoa, sương mù mông lung, trên mặt có che một lớp lụa mỏng càng bày ra một vẻ đẹp mông lung ba ngàn sợi tóc đen tung bay theo gió quả thực như tiên tử độ hồng trần trên người nàng ta có loại khí chất siêu nhiên lệ chất thoát tục không nhiễm bụi trần đó chính là cơ thanh y là ngươi quân tiêu dao cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy cơ thanh y ở chỗ này trước kia hắn cũng mơ hồ nghe nói cơ thanh y cũng được tiếp dẫn lên cửu thiên nhưng quân tiêu dao cũng không để ý gì mấy cơ thanh y xem như một nữ tử tâm tư thâm trầm nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi chỉ cần không chọc hắn thì họ có thể nước giếng không phạm nước sông quân công tử nhan cô nương không nghĩ tới có thể gặp lại nhị vị ở chỗ này đặc biệt là quân công tử khoảng thời gian trước đã gây ra động tĩnh không nhỏ ở cửu thiên khăn che mặt của cơ thanh y thấp thoáng chỉ để lộ ra một đôi mắt sáng như thu thủy giờ phút này nàng nhìn về phía quân tiêu dao đôi mắt cực kỳ thâm thúy như muốn nhìn ra cảnh giới và nội tình hiện giờ của quân tiêu dao nhưng hiển nhiên nàng không có khả năng nhìn ra được nếu quân tiêu giao thu liễm lại khí tức thì không ai trong trí tôn thất cảnh có thể nhìn ra thực lực của hắn một chút tiểu phong ba mà thôi thân phận hiện giờ của thanh y cô nương cũng không tầm thường quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt nói hắn đã nghe được một ít chuyện về cơ thanh y từ chỗ khương lạc ly cơ thanh y nhấp môi cười nhìn thoáng qua đám người bàng nham đã biến thành những khúc tay chân cụt bàng nham là người hầu của cổ thiên diện xem ra cũng hơi phiền toái cơ thanh y nói. Cổ Thiên Diệt chính là tên thật của Đại Ma Vương Tiên Ma Động Thiên. Quân Tiêu giao lộ ra ý cười và nói, thế nào, Thanh Y cô nương muốn giúp Cổ Thiên Diệt đến đòi công đạo à? Theo tin tức có được từ Khương Lạc Ly, Cơ Thanh Y đã được người của Tiên Ma Động Thiên tiếp dẫn lên Cửu Thiên. Còn về nguyên nhân vì sao Cơ Thanh Y được người của Tiên Ma Động Thiên coi trọng, cái này làm Quân Tiêu giao nhớ tới trước kia trong cuộc rèn luyện biên hoang, lúc Thiên Kiêu hai giới giao thủ, hắn cũng từng dùng thân phận hỗn độn thể dị vực để giao đấu với Cơ Thanh Y, trong chớp nhoáng, khi đó cơ thanh y tung ra một lạc ấn tiên khí lạc ấn tiên khí đó chính là tiên ma đồ khi đó quân tiêu dao đã cảm thấy đó không phải là tiên khí của cơ gia hoặc là nhân tiên giáo hiện tại xem ra hẳn tiên ma đồ kia có liên hệ nào đó với tiên ma động thiên mà cơ thanh y thật sự có được truyền thừa có quan hệ với tiên ma đồ mới được tiên ma động thiên coi trọng tựa như khương lạc ly có truyền thừa nguyên linh giới nên được tiên lăng coi trọng cả quân tiêu dao cũng không thể không cảm thán một câu trong lòng cơ thanh y này thật sự ẩn giấu khá sâu có thể nói là thận trọng từng bước quân công tử nói đùa tuy rằng thanh y và cổ thiên diệt đều là người của tiên ma động thiên nhưng hắn là hắn ta là ta chỉ là đang nhắc nhở quân công tử cổ thiên diệt kia là thiên ma thể thật sự rất có thủ đoạn cơ thanh y nói thiên ma thể quân tiêu dao lẩm bẩm sau đó nhìn về phía cơ thanh y ánh mắt cực kỳ thâm thúy vậy thể chất của thanh y cô nương cũng không đơn giản đúng không Cơ thanh y chỉ cười, không nói thêm gì. Lúc này, một giọng, nói bỗng vang lên, quân tiêu giao, thật là ngươi. Trên trời cao, hai bóng dáng một nam một nữ đạp không mà đến. Đó là một thanh niên mặc huyền bào màu đen, ngũ quan lạnh lùng, chính là Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần. Lần này quân tiêu giao thật sự có chút bất ngờ. Hắn biết tin tức cơ thanh y lên cửu thiên, cho nên cũng không có quá sửng sốt. Nhưng Diệp Cô Thần thì hắn thật sự không nghĩ tới. Trước đó hắn còn cố tình đi đến Diệp gia tìm, nhưng Diệp Cô Thần lại mất đi tung tích, không nghĩ tới lại gặp hắn ta trên Cửu Thiên Chi Thượng, thật là có chút thần kỳ. Diệp Cô Thần đi đến, đối diện với Quân Tiêu Dao. Hai người đều có thể phát hiện đối phương đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất nhiên thực lực cũng khác với trước kia. Quân Tiêu Dao, đã lâu không gặp, thực lực của ngươi đã có biến hóa kinh người. Diệp Cô Thần có thể cảm giác được áp lực thật lớn mà Quân Tiêu Dao mang đến, nhưng trong lòng hắn không có sợ hãi, chỉ có chiến ý dâng trào. Biến hóa của ngươi cũng rất lớn. Quân tiêu giao hơi mỉm cười. Dù sao Diệp Cô Thần cũng là kiếm ma chuyển thế, tuy chặt đứt quá khứ, nhưng các loại kinh nghiệm tu luyện vẫn còn, cho nên thực lực của hắn cũng tiến bộ rất nhanh chóng. Cách cuộc chiến đế lộ vương giả đã qua rất lâu, thật sự muốn tái chiến với người một trận. Diệp Cô Thần quả thực là cuồng nhân chiến đấu, có chút nóng lòng muốn thử. Quân tiêu giao lại bật cười và nói, kiếm chủng sắp mở ra, hiện tại sợ là không thể tận hứng đánh một trận. Quả thật, sau này lại nói sau. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, dù sao đã gặp lại, hắn cũng không vội. Quân tiêu giao nhìn về phía nữ tử dung mạo xinh đẹp bên cạnh Diệp cô thần, tức khắc lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Xem ra Diệp huynh cũng không cô đơn ở cửu thiên. Nào có, là nàng đã cứu ta. Diệp cô thần đơn giản kể lại một ít chuyện hắn đã trải qua. Lúc này quân tiêu giao mới bừng tỉnh, hiểu ra vì sao Diệp cô thần lại đến cửu thiên. Nhưng, tư đồ ra chính là gia tộc dưới trướng Luân Hồi Hải. Quân tiêu giao mơ hồ cảm thấy sau này còn có một ít phong ba, mà tư đổ tuyết cũng liếc nhìn quân tiêu dao một cái. Thật là một nam tử khí chất tuyệt đại, cũng khó trách lại được Diệp Cô Thần coi là mục tiêu. Lúc này, cơ thanh y cười nhạt và nói, không nghĩ tới những thiên kiêu hoang thiên tiên vực, chúng ta có thể tụ họp ở cửu thiên lần nữa, không bằng đi đến khách điếm trò chuyện một hồi. Lời cơ thanh y nói là mấy người ở đây đều khẽ gật đầu. Cơ thanh y không nói thì bọn họ còn không phát hiện, quân tiêu dao cơ thanh y, diệp cô thần, nhan như mộng đều xuất thân từ hoang thiên tiên vực có thể nói là nhóm người đầu tiên. Mà hiện tại cảnh đời đổi rời, những thiên kiều hoang thiên tiên vực, khí thế hiên ngang lên sân khấu lúc trước hiện giờ còn lại bao nhiêu người. Đám người quân tiêu giao, tìm được một khách điếm trong kiếm bia thành để họp mặt trò chuyện một hồi. Mấy người ở đây đều là những thiên kiêu nổi danh sớm nhất ở hoang thiên tiên vực. Quân tiêu giao thì không cần phải nói. Khi đó Diệp Cô Thần là kiếm ma chuyển thế tiếng tăm lừng lẫy của hoang cổ Diệp ra. Nhan như mộng cũng là thánh nữ của yêu thần cung, còn từng xung đột với quân tiêu giao. Cơ thanh y vẫn luôn là thiên kiêu xuất chúng nhất cơ gia, còn là thánh nữ của nhân tiên giáo. Lúc ấy, trừ bọn họ ra thì còn rất nhiều anh kiệt, tỉ như thiếu đế vương đằng bắc địa vương gia, long ngạo thiên của tổ long xào. Mà hiện tại, năm tháng đổi thay, cảnh đời đổi rời, những thiên kiêu lúc trước hiện giờ còn dư bao nhiêu người. Hơn nữa mặc dù có thể sống đến bây giờ, nhưng đa số những người còn lại đều trở nên vô danh, mờ nhạt trong biển người. Năm tháng như đao chảm thiên kiêu cho nên mục tiêu của tu sĩ chúng ta chính là tranh độ, vạn loại mù sinh tranh tự do. Diệp cô thần không cảm khái quá nhiều, bởi vì hắn vốn là kiếm ma chuyển thế, từng trải qua không biết bao nhiêu tăng thương, mục tiêu duy nhất chính là bước lên đỉnh cao kiếm đạo. Nói như vậy, Diệp huynh nhất định phải đạt được cơ duyên kiếm trùng lần này rồi. Quân tiêu giao cười nhạt và nói, tuy Diệp cô thần rất tự tin về bản thân, nhưng cũng không ngông cuồng tự đại, hắn biết rõ quân tiêu giao mạnh đến mức nào, nếu quân huynh nghiêm túc lên thì vị trí chuyển nhân kiếm chủng này hẳn là của ngươi diệp cô thần nói hắn biết tư chất nghịch thiên của quân tiêu giao tuy quân tiêu giao không phải kiếm tu nhưng tùy tiện thi triển ra kiếm chiêu lại đủ để làm kiếm tu như hắn cũng thán phục không thôi diệp huynh quá khen quân mỗ chỉ tới góc vui mà thôi hơn nữa dù sao ta cũng không chuyên tu kiếm đạo cũng không có hứng thú gì với chuyển nhân kiếm chủng quân tiêu giao cũng đang nói thật nếu không phải muốn nhìn xem kiếm chủng có cơ duyên nào giúp đại la kiếm thai lột xác thì chưa chắc quân tiêu giao sẽ đến kiếm chủng. Diệp cô thần nghe vậy cũng cảm thấy không biết nói gì. Quân tiêu giao nói mình không chuyên tu kiếm đạo, lại ném không biết bao nhiêu thiên kiêu kiếm đạo ở phía sau. Hơn nữa người thích hợp làm truyền nhân, kiếm chủng nhất hẳn là Diệp Huynh. Chấp nhất của Diệp Huynh đối với kiếm đạo rõ như ban ngày, cho dù phóng mắt nhìn khắp cửu thiên, hẳn cũng không có mấy ai so được với Diệp Huynh. Quân tiêu giao lại nói, Diệp cô thần nghe vậy thì trầm mặc, bởi vì bản năng của hắn ta thật sự mách bỏ rằng, hắn cần phải có được kiếm chủng. Mà lúc này, cơ thanh y mở miệng nói, ở cửu thiên tri thượng, thiên kiêu chuyên tu kiếm đạo thật sự không nhiều lắm, nhưng kiếm đế tử của thánh linh chi khư thật là một nhân vật. Nghe đồn bản thể, lai lịch của hắn đặc thù, trời sinh tinh thông kiếm đạo, thậm chí có thể nói là không ai thích hợp luyện kiếm hơn hắn. À, nếu thật là như thế thì ta cũng muốn luận bàn một chút. Mắt Diệp cô thần bắn ra thần quang. Có lẽ Diệp huynh không cơ hội này, bởi vì mục tiêu của hắn là ta. Quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt nói, đương nhiên, hắn cũng không để kiếm đế tử trong lòng. Còn nữa, nếu cổ thiên diệt kia muốn gây chuyện với ta thì ta cũng thu phục. Quân tiêu giao nói, cổ thiên diệt chính là đại ma vương của tiên ma động thiên. Cơ thanh y khẽ lắc đầu và nói, quân công tử yên tâm, hiện tại cổ thiên diệt đang bế quan, hẳn sẽ không đến kiếm chủng. Bế quan, quân tiêu giao nói, hắn nghĩ tới vương diễn của đế vẫn thần sơn cũng chỉ dùng phân thân tiến đến tiên lăng. Sao những kiêu tử cửu thiên kia ai cũng thích bế quan vậy chứ, Cơ thanh y buồn bã nói, kế tiếp có lẽ cửu thiên sẽ không yên bình, bọn họ đang chuẩn bị vì một việc. Hừm, thanh y cô nương biết cái gì sao? Ánh mắt của quân tiêu giao trượt lóe. Tâm cơ của cơ thanh y thâm trầm, chắc hẳn đã khống chế một ít tin tức. Cơ thanh y nói, cụ thể là cái gì thì thanh y cũng không rõ lắm, chỉ biết có lẽ là liên quan đến vùng đất quy khư của cửu thiên tri thượng. Vùng đất quy khư, quân tiêu giao lẩm bẩm nói. Kỳ thật tên đầy đủ của cửu thiên là cửu thiên quy khư, Cửu Thiên chính là nơi tọa lạc của tất cả các vùng cấm, mà Quy Khư thì nằm càng sâu trong Cửu Thiên, nó cũng là một cấm địa tràn ngập thần bí. Trong đầu Quân Tiêu Dao bỗng nhiên vang lên âm thanh máy móc của hệ thống, "Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở vùng đất Quy Khư." Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Quân Tiêu Dao suy tư trong lòng. Xem ra nguồn gốc của tất cả bí mật đều nằm ở Cửu Thiên Quy Khư chi thượng này, mà các kiêu tử đỉnh cấp của Cửu Thiên như Vương Diễn, Đại ma vương cổ thiên diệt bế quan cũng là vì chuẩn bị cho vùng đất quy khư. Rốt cuộc vùng đất quy khư có cái gì? Quân tiêu giao lại có thêm một nơi muốn tìm kiếm. Đà tạ thanh y cô nương báo cho. Quân tiêu giao cười nhạt. Tuy rằng hắn và cơ thanh y không coi là hào hữu trí giao gì, thậm chí đã từng giao thủ, lợi dụng nhau, nhưng tổng thể mà nói cũng không có mẫu thuẫn nào đặc biệt lớn. Có thể nghe được một tiếng đa tạ của quân công tử thật không dễ dàng, ngày sau có lẽ còn phải dựa vào quân công tử trợ giúp đôi mắt thu thủy của cơ thanh y thật trong suốt khó có thể tưởng tượng một nữ tử có đôi mắt trong trẻo như vậy lại là một nữ nhân tâm tư vô cùng thâm trầm quân tiêu dao chỉ lễ phép cười quả nhiên không có chỗ tốt thì cơ thanh y sẽ không làm hẳn nàng ta đang có chuyện nhờ mình không biết nữ nhân này lại đang tính kế cái gì nhưng mặc kệ thế nào chỉ cần không chọc hắn thì chuyện gì cũng dễ bàn sau một hồi trò chuyện đám người diệp cô thần cơ thanh y cũng rời đi chuẩn bị chờ đợi kiếm trùng mở ra quân tiêu dao cũng đứng dậy nhìn thoáng qua nhan như mộng và nói đi theo ta nhan như mộng nhảy dựng trong lòng quân tiêu dao muốn làm cái gì sau đó quân tiêu dao tìm một biệt viện ở kiếm bia thành rồi dẫn nhan như mộng vào trong phòng đáy lòng nhan như mộng chợt rối loạn trai đơn gái chiếc ở chung một phòng quân tiêu dao cũng đánh giá nhan như mộng giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật nếu bị nam tử khác nhìn như vậy nhan như mộng sẽ chỉ cảm thấy chán ghét nhưng quân tiêu dao nhìn chăm chú lại làm thân thể nàng hơi tê dại gương mặt dần nóng lên ngươi nhìn cái gì nhan như mộng âm thầm cắn răng mà nói chân lại dài thêm rồi quân tiêu dao tùy ý cười còn muốn cợt nhã với ta như trước kia sao không có cơ hội đâu nhan như mộng hận không thể tiến lên cắn quân tiêu dao một ngụ hắn là nam tử duy nhất từng cợt nhã nàng rồi lại không chịu trách nhiệm vậy mới giống như người trước kia chứ thôi không nói dỡn nữa theo lý thuyết huyết mạch thiên mộng mê điệp của ngươi là huyết mạch thái cổ cường đại tương đương với thần ma nghĩ, cửu biến thần tàm, thái cổ hoàng điệp. Chẳng qua, chưa từng hoàn toàn phát huy ra sức mạnh chân chính trong huyết mạch. Hiện tại ta có cách trợ giúp ngươi hoàn toàn phát huy ra sức mạnh trong huyết mạch của thiên mộng mê điệp. Dù thế nào thì thực lực của ngươi cũng không thể thua kém tiểu thần ma nghĩ được. Quân tiêu giao nói, tuy rằng tiểu thần ma nghĩ vẫn tu luyện ở tiên vực, nhưng thực lực của nó cũng coi như là đứng đầu thế hệ trẻ, tư chất theo sát phụ thân hắn, cũng chính là thần ma đại đế tiếng tăm lừng lẫy mà huyết mạch thiên mộng mê điệp của nhan như mộng sẽ không yếu hơn thần ma nghĩ chút nào cho nên nếu hoàn toàn khai quật thiên phú huyết mạch của nhan như mộng thì chứng đạo thành đế cũng không phải vấn đề quá lớn chỉ là cho tới hiện nay nhan như mộng cũng không gặp được cơ duyên quá lớn thậm chí thiên phú huyết mạch của nàng thức tỉnh cũng dựa vào quân tiêu giao trợ giúp mới thành công quân tiêu giao không muốn mảnh ngọc thô này cứ bị mai một như vậy bởi thế mới muốn trợ giúp nàng đương nhiên còn có một hàm ý càng sâu hơn đó chính là đền bù một tia áy náy trong lòng hắn ngươi muốn giúp ta khai quật sức mạnh trong huyết mạch nhan như mộng cũng cảm thấy bất ngờ không nghĩ tới quân tiêu dao lại có tính toán này nàng cũng biết huyết mạch của mình rất đặc thù cho nên muốn tu luyện cũng rất gian nan trước đó tiểu yêu hậu từng hứa sẽ tìm cơ hội giới thiệu nàng cho một lương sư nhưng sau đó tiểu yêu hậu lại biến mất đến bây giờ cũng chưa xuất hiện cho nên nhan như mộng chỉ có thể lang bạt một mình ở cửu thiên nhan như mộng cũng biết quân tiêu dao quan tâm nàng cáu giận trong lòng cũng biến thành sợi chỉ mềm nàng hơi nhấp đôi môi đẫy đà sau đó nói ta biết ngươi muốn giúp ta nhưng ta có huyết mạch yêu tộc rất đặc thù hàm ý của nhan như mộng rất rõ ràng quân tiêu dao là tu sĩ nhân tộc mà nàng là huyết mạch yêu tộc quân tiêu dao có cách nào giúp nàng kia chứ quân tiêu dao cười chưa nói cái gì chỉ lấy hành động thực tế để chứng minh hắn giơ tay ra một đoàn vật chất tinh hoa tối cao như xương như khói hiện lên trong đó như diễn biến ra chư thiên vạn linh, nhật nguyệt ngân hà, sơn xuyên hồ hải. Nhan như mộng lập tức cảm giác được một lực hấp dẫn trí mạng, cả cảm giác huyết mạch sao động. Đây là... Nhan như mộng giật mình, đây là năng lượng gì? Đây là vật chất tiên đạo. Quân tiêu giao nói. Vật chất tiên đạo. Nhan như mộng không hiểu ra sao. Quân tiêu giáo cũng đơn giản giải thích một chút. Sau khi nhan như mộng nghe xong cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Tài liệu quan trọng để rèn nên tiên khí, cả đại đế cũng điên cuồng vì loại vật chất này. Năng lượng tối cao đủ để giúp thần thoại đế thăng hoa cực cảnh. Loại năng lượng vật chất này gần như đã tuyệt tích ở tiên vực, mức độ hy hữu đã không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, đây là thứ dùng bất cứ bảo bối nào cũng không đổi được. Nhưng quân tiêu giao lại nguyện ý lấy ra cho nàng dùng. Cái này cái này quá chân quý. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tuy rằng nhan như mộng, có thể cảm giác mỗi một tế bào trong thân thể đều đang khát vọng loại vật chất này, nhưng nàng lại cố gắng nhịn xuống, bởi vì nó quá chân quý. Quân Tiêu Dao hoàn toàn có thể tự dùng, mặc dù hiện tại tạm thời hắn không cần đột phá, chỉ lấy để rèn luyện binh khí, thôi hóa dược thảo cũng sẽ có hiệu quả thật tốt. Thậm chí nói một cách không khách sáo thì vật chất tiên đạo đủ để một đạo tôn, thậm chí chuẩn đế bán mạng vì quân tiêu dao, bởi vì vật chất tiên đạo này có tác dụng rất lớn giúp chuẩn đế đột phá đến đại đế những chuẩn đế bị kẹt ở bát kiếp cử kiếp nhất định cực kỳ khát vọng vật chất này thứ chân quý đến mấy cũng không thể so sánh với ngươi quân tiêu giao thuận miệng nói thật là một câu nói kinh điển của cha nam nhưng lại làm trái tim nhan như mộng như bị đánh trúng bị điện giật tê dại ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc che chở ngươi cho nên vẫn là thực lực của mình quan trọng nhất người bên cạnh ta đều phải gia tăng thực lực lên quân tiêu giao nói lần này khi hắn trở về tiên vực nếu có được đủ nhiều vật chất tiên đạo thì sẽ chia sẻ cho tùy tùng và bạn bè thân thích bên cạnh một ít để gia tăng thực lực tổng thể của bọn họ. Quân tiêu giao nói lời này không có vấn đề gì, hắn thật sự có kế hoạch muốn tăng lên thực lực của người bên cạnh mình. Nhan như mộng cũng là một trong số đó. Nhưng hiện tại, hiển nhiên nhan như mộng có chút hiểu lầm, cho rằng nàng được đối đãi đặc thù. Dù sao đổi lại là nữ tử nào khác, đối mặt với sự ôn nhu hiện giờ của quân tiêu giao cũng sẽ luân hãm. Oan ra, trong mắt nhan như mộng có những tia sáng trong suốt lập lòe, rõ ràng nàng đã quyết định phải rời khỏi quân tiêu giao, để chuyện cũ bay theo gió. Kết quả quân tiêu giao làm như vậy thì bảo nhan như mộng còn hạ quyết tâm bỏ xuống, mà rời khỏi hắn như thế nào. Cho nên câu nói gặp mặt tiêu giao lỡ cả đời thật sự không phải giả. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Quân tiêu giao bắt đầu dẫn đường vật chất tiên đạo tiến vào cơ thể nhan như mộng. Nhan như mộng cũng không cự tuyệt. Hiện tại nàng ta đột nhiên muốn trở nên càng mạnh, như vậy ít nhất có thể lại gần quân tiêu giao thêm một chút. Sau khi vật chất tiên đạo được rót vào, thân thể mềm mại trắng trèo của nhan như mộng đột nhiên lập lòe từng ánh tinh hoa trong mơ hồ như có một con bướm hư ảo đang vỗ cánh giữa mày của nàng ta tuy rằng số lượng vật chất tiên đạo mà quân tiêu giao rót vào không nhiều lắm nhưng cũng đủ để khai quật sức mạnh huyết mạch của thiên mộng mê điệp nghe đồn loại dị trùng cổ xưa này vừa vỗ cánh đã có thể khiến sinh linh của một mảnh tinh vực lâm vào trầm miên mộng ảo hơn nữa thiên mộng mê điệp cũng rất tinh thông nguyên thần mộng ảo chi đạo xét ở mức độ nào đó thì cũng tương đương với thái cổ tiên thận Trang Hiểu Mộng trong vương quốc bị lãng quên kia, mà nếu Nhan Như Mộng có thể luôn tu luyện như vậy, thành tựu tương lai của nàng ta chưa chắc sẽ kém hơn Trang Hiểu Mộng. Sau một hồi thao tác của quân tiêu dao, da thịt Nhan Như Mộng đỏ bừng, nhà khí như lan. Nàng có thể cảm giác được huyết mạch của mình như sinh ra thăng hoa nào đó, loại vật chất này có lợi cho cả đại đế, càng đừng nói là nàng. Bình cảnh cảnh giới của Nhan Như Mộng cũng bắt đầu buông lỏng, sau đó cũng thuận lợi đột phá tới cảnh giới tiểu thiên tôn cảnh giới tiểu thiên tôn không thể coi là đứng đầu trong thế hệ trẻ cửu thiên nhưng ít nhất không phải ai cũng có thể trêu chọc ít nhất hạng người như bằng nham trước đó hiện tại không ngăn được một chiêu của nhan như mộng sau một hồi điều tức nhan như mộng mở mắt ra tập trung mà nhìn quân tiêu giao huyết mạch của nàng ta là quân tiêu giao trợ giúp làm thức tỉnh hiện tại quân tiêu giao lại giúp nàng thăng hoa huyết mạch còn nhân tiện đột phá thiên tôn chi cảnh đổi lại là ai cũng sẽ sinh lòng cảm động cảm giác thế nào quân tiêu giao hỏi nếu biện pháp này ổn, hắn sẽ tìm mọi cách tìm thêm càng nhiều vật chất tiên đạo, để tùy tùng, thân nhân bằng hữu. Hồng nhan chi kỷ bên cạnh mình đều dùng vật chất tiên đạo thực hiện thăng hoa. Nhan như mộng không nói. Ngay sau đó, nàng làm ra một hành động kinh người. Đó là trực tiếp dựa vào lòng quân tiêu giao, ôm lấy hắn. Bởi vì nhan như mộng vốn có đôi chân dài, dáng người cao gầy, cho nên cũng chỉ thấp hơn quân tiêu giao nửa cái đầu mà thôi, không phải dạng tranh lệch quá lớn như Khương Lạc Ly. Nhan như mộng, Quân Tiêu Giao muốn nói lại thôi, đừng nói chuyện cứ như vậy, chờ trong chốc lát. Nhan Như Mộng nói, nàng thật sự không thể chịu được, chỉ cầu ôm ấp một lát là được. Chóc mũi Quân Tiêu Giao truyền đến mùi hương trên mái tóc đen của Nhan Như Mộng, hắn cũng âm thầm thở dài. Sở Dĩ Quân Tiêu Giao làm như vậy, một mặt thật là muốn trợ giúp Nhan Như Mộng thăng hoa, cũng coi như gia tăng một thiên kiêu yêu nghiệt cho Quân Đế Đình. Mặt khác, kỳ thật hắn cũng có một ý bồi thường cho Nhan Như Mộng, bởi vì hiện tại hắn thật sự không thể hứa với Nhan Như Mộng cái gì. Càng đừng nói là đảm bảo tương lai. Thật lâu sau, Nhan Như Mộng buông tay ra, vành mắt hơi ửng hồng, nhưng vẫn đang mỉm cười. Oan gia, thật là thua ngươi rồi. Nhan Như Mộng ảo não trong lòng, nàng phát hiện hình như mình thật sự không thể rời khỏi nam tử trước mặt. Đủ rồi chưa? Không đủ thì ta tiếp tục cho ngươi mượn bả vay 15 phút. Quân Tiêu Dao cũng trêu chọc một câu, làm dịu không khí. Quân Tiêu Dao, ta đã suy nghĩ kỹ một việc. Nhan Như Mộng bỗng nghiêm túc nói. Cái gì? Quân Tiêu giao đầu hơi một bên, ngươi mơ tưởng ném lão nương ra, lão nương ăn vạ ngươi. Nhan như mộng nghiến hàm răng sáng lấp lánh, hung tợn mà nhìn chằm chằm Quân Tiêu giao. Tán tỉnh lão nương xong thì muốn chạy, không có cửa đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.